Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 346. Thứ thịt cái đó bài xích trưởng giáo lão đầu, chính là huyết ma tông tông chủ, cùng âm ma thánh điện cùng phe với nhau. Ghế thứ ba, chính là thiên phong các chủ, cùng chúng ta thiên cung thần giáo lão tông chủ giao nhau tâm đầu ý hợp. Tiêu Hân ánh mắt nhìn về ghế thứ ba vị bên trên, vậy thiên phong đạo cốt cụ già, bạc trắng râu tóc, màu xám cho trường sam, ánh mắt nhưng là vô cùng sắc bén. Ghế thứ tư vị người thấy qua, thần võ điện điện chủ. Ghế thứ năm vị chính là đêm trăng điện điện chủ, bóng trăng, cũng là trừ chúng ta trưởng giáo gia, toàn trường duy nhất cô gái, một tay đạo giết liền thuật, có thể nói thần đế. Thuộc về trung lập nhất phái. Tiêu Hân hí mắt nhìn vậy một bộ màu đen váy đầm dài, ngũ quan tinh xảo người phụ nữ, trong lòng chẳng biết tại sao, lóe lên một chút bất an. Ghế thứ sáu, Tu La Tông Tông chủ, huyết Tu La, La Thành. Ghế thứ bảy, U Minh Cốc Cốc chủ, Minh Thần. Nghe Nguyên Tu nhất nhất giới thiệu liền thần vị trên các thế lực lớn nhân vật dẫn quân, Tiêu Hân cũng là đối với lần này có một cái đơn giản biết rõ. Làm sao, lúc nào âm ma thánh tổ thu huyết ma tông lão ra làm chó. Đối một cái bé gái như vậy nhằm vào, vậy ngồi đàng hoàng ở ghế thứ ba trên thiên phong các chủ, nhưng là sững sốt cười một tiếng. Bé gái, chém liên tục bái nguyệt yêu môn hơn 20 vị yêu tộc trí cường, lại là đem đế tuấn đánh chết ở ta nhân tộc lãnh địa, như vậy thủ đoạn máu tanh, ta cũng không dám tâng bốc, thật là thiên máu tanh. Giờ khắc này, Tu La Tông La Thành cũng là đứng ở âm ma thánh điện một bên, hiện trường thế cục, thật là vi diệu. Huyết ma tông, Tu La Tông cùng âm ma thánh điện cấu kết, thiên phong các đứng ở chúng ta bên này, còn thừa lại ba thế lực lớn thái độ đều là u ám không rõ. Cho dù là thần võ điện đứng ở chúng ta bên này, tình hình cũng không thật là khéo. Tiêu Hân tự lẩm bẩm. Một bên Nguyên Tu nhưng là mở miệng nói, yên tâm đi, đoạt lại thần võ lệnh, cái này thần võ điện thiếu chúng ta một cái ân huệ, chờ lát nữa chỉ cần lão gia mở miệng, thần võ điện đứng ở chúng ta bên này, chính là hai đối hai. U Minh Cốc cùng đêm trăng điện hai vị, xưa nay trung lập, cái này ngăn được cục diện chính là sẽ không bị đánh vỡ. Nguyên Tu tự tin mở miệng. Nói, đây cũng là trưởng giáo không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn đoạt lại thần võ lệnh một trong những nguyên nhân. Đúng như dự đoán, hiện trường trên tình huống giống nhau Nguyên Tu dự đoán như vậy, đêm trăng điện bóng trăng cùng U Minh điện Minh Thần, một mực ở vào ngắm nhìn trạng thái, không nói một lời, lặng lẽ đợi thế cục phát triển. À, La Thành Tông chủ vậy không hỏi một chút, vì sao thất lạc yêu vực bái nguyệt yêu môn ở chúng ta không biết chuyện dưới tình huống, một cổ lực lượng mạnh mẽ xâm lược. Lại là có thực lực kia sâu không lường được đế tuấn nhúng tay. Nếu như ta sở liệu không giả, không chỉ là vì vạn thần tuyết sơn. Thiên tuyết tâm đối với Tu La Tông Tông chủ đáp lại không yếu thế chút nào, tại chỗ chính là mở miệng mắng trả lại. Im miệng, thiên tuyết tâm ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Huyết ma tông cụ già lập tức quát bảo ngưng lại thiên tuyết tâm lời kế tiếp, tại chỗ tám nhân thần tình vi diệu, tựa hồ là thiên tuyết tâm nói tới không thiếu bí mật. Không biết chuyện. Theo ta biết, cái này đế tuấn ở yêu vực đích gia tộc, thế lực thật không đơn giản. Thiên phong các cụ già tựa hồ bắt được trong đó tin tức, này cùng một cổ lực lượng cường hãn đánh tới nhân tộc lãnh địa, lại là có bữa quân cường giả hạ xuống, làm sao có thể làm được giọt nước không lọt, chẳng lẽ sự việc có kỳ hoặc. Bất luận như thế nào, bái nguyệt yêu môn tiêu diệt là một, yêu vực gần đây cũng ở đây tra hỏi chúng ta, nói một chút đi các vị, giải quyết như thế nào. Gần đây thất lạc thời không. Mọi người chỉ sợ cũng cảm giác được một cổ yêu tộc hơi thở, cái này yêu tộc hơi thở tựa hồ và long tộc có liên quan, nói không chừng thất lạc thời không ở giữa một vị đại yêu liền bởi vì chuyện này tức giận, như hắn lao ra thất lạc thời không, vậy chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu La Tông La Thành hiển nhiên đối với lần này ngậm miệng không nói, cho nên nói cái khác. Gần đây thất lạc thời không hỗn loạn, bọn họ những thứ này ranh giới tồn tại tự nhiên cảm giác được, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này cái gọi là long tộc hơi thở, là bầu trời long hồn, mà tạo thành đây hết thảy, chính là Diệp Thần. Thiên tuyết tâm tựa hồ là sớm có chuẩn bị, ung dung không vội vã nói, giải quyết như thế nào. Đế tuấn nhất tộc thế lực mạnh mẽ, tin đồn hắn trong tộc lão tổ lại là sắp phá nhập thần quan, sâu không lường được. Còn như ngươi nói và thất lạc thời không nội bộ có liên quan, ta không tin. Long tộc cho tới nay chính là và yêu tộc phân biệt. Như tính bây giờ. Chỉ có thể là thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh.
ta Thiên Cung thần giáo nguyện làm thất lạc thời không vòng ngoài khu vực tiên phong, chinh chiến yêu vực. Thiên Tuyết Tâm một lời ra, bát phương đều là vắng vẻ. Tại chỗ phong lâm đài bên trên, gió thổi không lọt kết giới trong đại trận, ban đầu vậy giật tán ôn hòa năng lượng bên trong, mơ hồ bay qua một chút dùng mình. Ta cảm nhận được liền một cổ ý định giết người. Tiêu Hân đối với lần này, cũng là khá là khó chịu, mặc dù nàng trăm gia cảnh ở trong mắt thế nhân là cao cao tại thượng, nhưng ở này tám vị cường giả chấn giữ dưới, nàng cũng là không lạnh mà run. Cũng là thời điểm, giải quyết những thứ này nhiệt xúc, lại kéo vậy thực là bất lợi, ta chống đỡ Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo. Cái đầu tiên lên tiếng, nhưng là Thiên Phong các cụ già. Ha 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 ha. Một hồi khàn khàn tiếng cười truyền khắp cả tòa phong lâm đài, làm được toàn trường người, đều là lông tơ đảo thụ. Vậy ban đầu không thế nào lên tiếng màu máu trường bào nam tử đứng dậy, ánh mắt âm lạnh quét nhìn qua tại chỗ toàn bộ người gương mặt tái nhợt bên trên hiện lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Tiêu diệt yêu vực, ta xem ngươi là muốn tiêu diệt nhân tộc chứ? Thanh âm khàn khàn, giờ phút này ẩn chứa ý định giết người. Thiên Tuyết Tâm, trừ bên ngoài trước phải an bên trong, chinh chiến yêu vực không có vấn đề, nhưng ngươi được bảo đảm, nhân tộc một khối thiết bản. Nam tử kia môi mỏng khải hợp, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Tuyết Tâm. Ác, không biết Thánh Tổ Đại Nhân, có gì chỉ giáo? Thiên Tuyết Tâm cũng là mở miệng nói. Âm Ma Thánh Tổ cười nhạt, theo ta biết, yêu vực bái nguyệt yêu môn xâm lược là một, chuyện có huyền cơ. Đế Tuấn đem người tới đây, ta thời gian đầu tiên biết được tin tức, vậy đi trước chiến trường. Âm Ma Thánh Tổ ném ra tin tức nặng ký. Cái gì? Âm Ma Thánh Tổ một lời, mọi người ở đây trố mắt nghẹn họng. Yêu vực bái nguyệt yêu môn ồ ạt xâm lược, chính là chúng ta cố ý nơi là, Đế Tuấn tới vạn núi thần, đều là ở chúng ta dưới sự giám thị, cùng hắn công thành, chính là chúng ta hiện thân để gặp. Nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo ở không biết yêu vực xâm lấn điều kiện tiên quyết, không giải thích được xuất hiện ở vạn núi thần, còn nghĩ Đế Tuấn các người. Toàn bộ đánh chết. Âm Ma Thánh Tổ sau cùng bốn chữ, cắn răng căm hận, trên đó không rõ ràng ý cùng sát ý hiện ra, chợt mở miệng nói, mời Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo, cho chúng ta một cái hoàn mỹ giải thích. Nếu không, ta thành tựu liên minh một thành viên, cố ý hoài nghi ngươi cùng yêu vực cùng phe với nhau, cái hố giết người tộc. Cái này đỉnh đầu lớn cái mũ giữ lại, Thiên Cung thần giáo tại chỗ chính là nổ nồi. Tiêu Hân cái đầu tiên đụng tới trượng nghĩa chấp ngôn, lão ra người ngậm máu phun người. Liền liền gần đây bình tĩnh nguyên tu, đều là mặt đầy âm trầm. Làm sao, cái đuôi hồ ly không giấu được, muốn ngay trước mọi người ra tay. Tiêu Hân cùng Thiên Cung thần giáo tất cả trưởng lão cử chỉ, càng là bị liền Âm Ma Thánh Tổ mượn cớ. Thiên Tuyết Tâm ánh mắt âm trầm, nhưng giờ phút này nhưng là trăm miệng cũng không thể bào chữa, Đế Tuấn các người toàn bộ bỏ mình, đều là Diệp Thần nơi là, khi đó Diệp Thần, vậy đúng là hành động bất đắc dĩ. Ta ngày đó lõm sâu tuyệt cảnh, làm sao không gặp các ngươi hiện thân? Nếu không phải Diệp Thần, ta đã sớm bỏ mình, Thánh Tổ nói, hẳn là điên đảo đen trắng. Thiên Tuyết Tâm cũng là người tâm tư kín đáo, trận này chiến đấu, muốn đem nước dơ tát đến nàng Thiên Cung thần giáo trên đầu, là không thể nào. Âm Ma Thánh Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, nếu không, ngươi vì sao có thể còn sống lại nhìn thấy chúng ta? Diệp Thần cũng là yêu vực tàn dư, trên người hắn có yêu tộc hơi thở, ngươi sẽ không cảm giác được, huyết mạch hắn và thân xác, đều có yêu tộc cảm giác, Thiên Tuyết Tâm, ngươi sẽ không cảm giác được đi. Ngươi cùng hắn trong ứng ngoài hợp, diễn ra vừa ra khổ nhục kế đâu. Vẫn là ngươi bị hắn che mắt. Diệp Thần có bữa yêu thân thể, cũng có một chút thiên yêu huyết mạch, đây là không giấu được. Nhưng Thiên Tuyết Tâm tuyệt đối không nghĩ tới, Âm Ma Thánh Tổ sẽ vào lúc này lợi dụng. Hèn hạ, cái này một chất vấn, vô luận Thiên Tuyết Tâm giải thích thế nào, đều là không nói được, dính dấp đến Diệp Thần, đúng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Vậy Diệp Thần thủ đoạn tất cả đều tà môn ngoại đạo, bằng vào quá thật tu vi, năng lực chém yêu vực hơn 20 vị cường giả đứng đầu. Trong này đồ ai có thể nói được thanh? Dựa theo lẽ thường mà nói, quả thật vi phạm tu luyện giới quy luật, trừ phi là khác có âm mưu. Ta nói sao, nguyên lai là tự biên tự diễn trò lừa bịp, để cho chúng ta đi yêu vực, sau đó cái hố giết. Thật đúng là hắn tim có thể giết. Huyết Ma Tông cụ già giờ phút này lần nữa âm chắc châm chọc nói. Tu La Tông La Thành cũng là đáp lại, Diệp Thần.
nghe Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo cùng người này giao nhau tâm đầu ý hợp. Cái này một tí, Thiên Cung Thần Giáo ngay tức thì lâm vào là đối tượng đả kích. Âm Ma Thánh Tổ ánh mắt nhìn về phía Thần Võ Điện điện chủ, cùng lúc đó, Thiên Tuyết Tâm ánh mắt vậy nhìn về phía Thần Võ Điện. Chỉ cần có Thần Võ Điện lên tiếng ủng hộ, thêm tới Thiên Phong Các, Âm Ma Thánh Điện vậy không chiếm được chỗ tốt. Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo, ta lúc trước thiếu chút nữa tin là thật, hiện tại tỉ mỉ muốn đến, một cái quá thật nhỏ tử có thể đoạt lại thần võ lệnh vốn là hoang đường, còn cầm nước dơ tát đến Âm Ma Thánh Điện trên đầu. May mà hôm nay Thánh Tổ chỉ điểm, nếu không chúng ta, còn thật bị tiểu nhân lừa gạt. Thần Võ Điện điện chủ đứng dậy, hướng về phía Âm Ma Thánh Tổ nhẹ nhàng khom người, đứng dậy âm dương quái khí nói. Xong rồi, cái lão gia hỏa này đổ mâu, tình huống không ổn. Nguyên Tu thấy vậy, than thầm một tiếng, Thiên Cung Thần Giáo rất nhiều trưởng lão, đều là làm ra tư thế chiến đấu, ý định giết người hiện ra hết. Xem ra là sự việc bại lộ, không giấu được cái đuôi hồ ly. Âm Ma Thánh Tổ một lời, ánh mắt run lên, Âm Ma Thánh Điện cao thủ ngay tức thì đứng dậy, kinh khủng hơi thở tràn ngập tại đại trận bên trong. Thật là tinh diệu tính toán, ta Thiên Tuyết Tâm hôm nay thua không oan. Thiên Tuyết Tâm sắc mặt một hồi biến ảo, lúc trước Diệp Thần dặn dò ở bây giờ nhìn lại, đều là đúng. Trong mắt của nàng đổi được bộc phát âm trầm, vậy lóe lên một chút đoạn tuyệt vẻ, trực câu câu nhìn chằm chằm Thần Võ Điện điện chủ, xem ra Uyên Thiên Tông là một, Thần Võ Điện vậy không thoát được quan hệ. Âm Ma Thánh Tổ mở miệng nói, ta hiện tại tuyên bố, Thiên Cung Thần Giáo trưởng giáo Thiên Tuyết Tâm dính líu tiết lộ bí mật, nhốt Phù Thánh Điện tiếp nhận điều tra, còn lại tương quan người các loại, vậy tiếp nhận điều tra. Bó tay chịu trói. Vậy tà mị gương mặt bên trên, nụ cười phân bố. Tuyệt không khả năng. Thiên Tuyết Tâm cân nhắc từng câu từng chữ, trầm giọng dữ tợn nói. Người có thể biết, phản bội liên minh, là vì sao kết quả. Thiên Phong Các vậy vậy không bảo vệ được ngươi. Âm Ma Thánh Tổ lớn tiếng nói. Theo bản năng nhìn về Thiên Phong Các ông lão chỗ ngồi, những lời này, hiển nhiên là hướng về phía Thiên Phong Các nói. Người đâu, bắt giữ Thiên Cung Thần Giáo toàn bộ người các loại, nếu có phản kháng, giết chết không bị tội. Huyết Ma Tông, Tu La Tông, Âm Ma Thánh Điện người rối rít tụ họp, đem tại chỗ Thiên Cung Thần Giáo các vị trưởng lão đồng loạt bao vây. Đêm Trăng các bóng trăng cùng U Minh Điện Minh Thần thấy vậy, chau mày. Thiên Cung Thần Giáo, Thiên Tuyết Tâm một tiếng quát chói tai, thanh âm vang khắp đại trận. Ở 18 người tiếng hô vang vọng ở Phong Lâm Đài trên, bọn họ bị không được như vậy khuất nhục. Liền liền vậy Thiên Phong các cụ già, cũng là hàn mang chớp mắt, lúc này liền muốn động thủ, liên minh tan vỡ, Âm Ma Thánh Điện lấn hiếp người quá đáng. Thiên Tuyết Tâm một cái ánh mắt nhìn về cụ già, trận lại vậy trường sam dưới, vô cùng sát ý, nàng truyền âm nói. Ôn ra ra, Âm Ma Thánh Điện ý đồ rất lớn, liên minh đã tất cả đều nắm ở này người trong tay, đem nơi này sự việc, cho biết Diệp Thần, hắn tự có đối sách. Chúng ta hôm nay liều chết đánh một trận, lấy chết tỏ lòng. Cụ già siết chặt hai quả đấm, nhưng lại không thể làm gì, một tiếng thở dài nói tận tâm chua. Âm Ma Thánh Tổ thấy vậy, ta mị cười một tiếng, tin ngươi vậy tung không ra cái gì sóng lớn. Chợt, hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn Thiên Tuyết Tâm. Thiên Cung Thần Giáo trưởng giáo Thiên Tuyết Tâm không thèm chú ý đến liên minh, giữ luật bắt, những người còn lại chờ, người can đảm dám phản kháng, coi là đồng lõa, đem giết. Ra lệnh một tiếng, ba thế lực lớn đồng loạt hướng về phía Thiên Cung Thần Giáo ra tay, Phong Lâm Đài trên, ý định giết người tứ phía. Không thèm chú ý đến liên minh quy tắc là các người đi, ta Thiên Cung Thần Giáo, không thẹn với lương tâm. Thiên Tuyết Tâm Thiên Quân cấp bậc hơi thở lộ ra không thể nghi ngờ, thời khắc này tội danh đè ở trên đầu nàng, trăm miệng cũng không thể bào chữa, vậy thì chỉ có mở một đường máu. Không thẹn với lương tâm. Dòng dã 18 đạo giết mang phóng lên cao, Thiên Cung Thần Giáo 18 vị trưởng lão ngày xưa đối mặt Thần Võ Điện cử tông đến cửa lúc đó, giống vậy phong hoa. Cho dù là hôm nay lực chiến ba đại tông môn, như nhau không sợ. Thiên Tuyết Tâm cái đó nha đầu, nhất định phải bắt sống. Những người còn lại chờ, giết không tha. Âm Ma Thánh Tổ âm thầm truyền âm, hướng về phía Huyết Ma Tông lão nhân cùng Tu La Tông La Thành nói. Hai người cùng cau mày. Thiên Tuyết Tâm là trời quân cường giả, ba chọi một, đánh chết giao dịch, bắt sống nhưng là khó khăn. Hai người cắn răng một cái, thẳng hướng về phía trên hư không Thiên Tuyết Tâm, bóng người cấp tốc cướp ra.
Phong Lâm đài trên, chiến cuộc nháy mắt phát, vậy 18 đạo kinh thiên giết mang, lại là bị vậy bao phủ năng lượng đại trận, toàn bộ che đậy đi. Lúc đầu ban đầu, chính là mai phục như vậy sát cục. Thiên Tuyết Tâm chăm chú nhìn, dẫn đầu xuất thủ. Long Diệt gầm thét, la thành một tiếng quát chói tai, màu máu đỏ quy luật lực ngay tức thì tràn ngập ở Phong Lâm đài chung quanh, Thiên Tuyết Tâm chân mày co rút nhanh, nhìn cái này trước mắt dâng lên dọn ra xương máu, lực lượng kia bên trong lại đã có tí thi thần ý. Cái này thiết huyết vậy con người rắn giỏi không hổ là Tu La Tông tông chủ, đến gần thiên quân cấp cường giả khác. Cái này cùng Tu Vi, ở thiên cung chi địa đã cũng coi là đáng sợ tồn tại, một phe thế lực cự kình. Tu La Tông La Thành dưới quyền mấy tên cường giả thấy vậy, hết thảy đều lộ ra liền sùng bái thậm chí gần như cuồng nhiệt vậy ánh mắt, đây chính là bọn họ trong lòng duy nhất thần, giờ phút này, cho dù là âm ma thánh tổ ở bọn họ trong mắt, sợ là vậy xa xa không đạt tới La Thành phân nửa, ở bên ngoài cường giả không xuất thế dưới tình huống, La Thành uy thế, giống như ma thần hạ phàm, không thể tương đương. Thần ý vô cùng sạch sẽ thăng hoa, Long Diệt thế. Theo La Thành khí thế không ngừng leo lên, Phong Lâm đài bay lên xương máu lại dần dần ngưng tụ, hóa thành một cái màu máu cự long gầm thét phu thượng không, theo La Thành màu máu trường mâu hư không chỉ một cái, vậy gầm thét huyết long lấy gần như không thể bắt nhanh mạnh thế hướng Thiên Tuyết Tâm nhào tới. La Thành lại lĩnh ngộ cái này cùng võ đạo, cái này sau này chúng ta đêm trăng điện chẳng phải là muốn bị đè đầu. Sẽ không, điện chủ sẽ không so hắn La Thành yếu. Hừ, khẳng định so với La Thành mạnh, tự tin điểm. Bàn về dẫn quân tác chiến, chúng ta xác thực không bằng huyết kỵ, nhưng nếu là so với cái này giết người bản lãnh, còn không phải là Nguyệt tỷ muốn người đó chết, người đó phải chết đâu. Nghe đêm trăng điện truyền tới tiếng nghị luận, đêm trăng điện nhị đương ra mang mỹ ý hừ lạnh một tiếng, đứng ra giúp người trong nhà cổ động nói. Nhưng lại gặp, cái này Tu La Tông tông chủ, cho dù là ở thất lạc thời không khu vực bên trong, cũng thuộc về tuyệt điên tồn tại. Thiên Tuyết Tâm vạt áo vẫn là không loạn, hào hùng linh lực nghiêng vẩy ra, ở giữa thiên địa, tạm thời hạ thoáng qua rối rít dùng mình, vậy tầm cốt hàn, cơ hồ bao phủ nguyên tòa đại trận, bên trong không gian ngưng tụ thành một phiến phiến bay tán loạn hoa tuyết. Sương hoa, phiến phiến hoa tuyết xếp thành lau một cái lưu quang phúc tại Thiên Tuyết Tâm tay, chậm rãi ngưng kết thành một chuôi toàn thân thấu lam băng kiếm. Sương hoa kiếm lần nữa xuống thế, Thiên Tuyết Tâm sát ý 10 phần. Đối mặt trên hư không rồng thần, Thiên Tuyết Tâm cầm kiếm đứng, mấy chiêu phòng ngự xuống, trên hư không long ảnh lần nữa gầm thét. Sát trận dậy, huyết ma tông cụ giả âm chắc chắc thanh âm vang vọng ở giữa thiên địa, theo hắn một tiếng gào thét. Ban đầu năng lượng đó đại trận ở trong nháy mắt tựa hồ tan vỡ, giật tán ở năng lượng trong thiên địa tựa hồ biến mất vậy. Cũng không phải là biến mất, là dung ở lá phong bên trong. Ha ha ha, tận tình hưởng thụ đến gần thiên quân cấp cường giả khác săn giết đi. Theo huyết ma tông cụ giả tiếng nói rơi xuống, một hồi sơ xác tiêu điều gió thu phất qua, phiến phiến lá phong san sát ở hư không, mỗi một phiến quanh thân đều là một tầng hư không bóng tối bao phủ. Cái này không thể nào. Tiêu Hân trước mắt kinh hãi, nàng cảm giác được, nho nhỏ này lá phong, mỗi một phiến đều là biến dạng không gian tồn tại. Phong sát. Vậy tràn ngập tại Phong Lâm đài lên phiến chiếc lá rụng, hóa thành phiến phiến đổ sát đao, kích động mở, tựa như là có sinh mạng vậy, chỉ nhằm vào thiên cung thần giáo các trưởng lão, triển khai tập sát. Tiêu Hân tiếng chuông né tránh rất nhiều khéo léo nhất kích, đối mặt cái này thần võ điện đối thủ cũ. Có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Tiêu Hân, chú ý. Nguyên tu bóng người, một cái từ sau lưng đẩy ra Tiêu Hân, lảo đảo một cái ngã ngồi xuống đất, nàng nhưng là kinh hãi phát hiện, một phiến lá phong từ nguyên tu trước ngực, nhập vào cơ thể mà qua. Nguyên tu. Tiêu Hân tê tâm liệt phế thanh âm vang khắp Phong Lâm đài trên, nàng phát như điên vậy vọt tới trước, ôm thật chặt trước mắt dần dần lạnh như băng nam tử. Hụ. Một ngụm máu tươi hụ ra. Nguyên tu dù gì nói, thật là cho thần giáo mất mặt, ngươi có thể đừng không bằng ta. Vậy sau cùng một chữ chưa từng lối ra, thần hồn cũng đã là bị tiêu diệt. À, một tiếng quát chói tai từ Tiêu Hân trong miệng quát lên, nàng như nổi điên vậy nhìn nữ nhân trước mắt. Các ngươi đều đáng chết. Thiên cung thần giáo rất nhiều trưởng lão, ở đó sát trận bay lên lúc đó, cũng đã bắt đầu từng cái tàn lụi chết, đang đối mặt ba thế lực lớn tuyệt đối nghiền ép vây công thế công hạ. Ngăn cản đã rất khó, cái này không khác biệt lá phong chỉ cần dính vào người, chính là thần hồn vẫn diệt kết quả.
Không, Thiên Tuyết Tâm một tiếng đau triệt cánh cửa lòng kêu gào, trước mắt tối sầm, đây đều là đi theo nàng chinh chiến đám người, hôm nay bất quá chiến đấu bắt đầu, cũng đã chết hơn nửa. Vậy đầy trời màu máu lá phong còn đang dọn ra vũ, một phiến dính vào người chính là lấy mạng tồn tại. Huyết Ma Tông lão người hét lớn một tiếng, nói, La Thành, lão phu giúp ngươi một tay. Chỉ gặp vậy quanh quẩn ở trên hư không cự long, một phiến phiến lá phong thêm thân, hóa thành phiến phiến vảy, giao cho hồn. Đó là nghịch lân. Một phiến kẹp theo sán màu vàng kim lá phong thêm tới thân rồng, một tiếng long ngâm vang khắp chân trời. Thời khắc này Thiên Tuyết Tâm vô tâm tái chiến, nàng chỉ muốn bảo vệ tại chỗ Thiên Cung thần giáo đám người. Băng Thiên Tuyết Địa. Trong tay xương hoa kiếm ném ra, toàn thân xanh thẳm thân kiếm ánh sáng đại thịnh, cả tòa phong lâm đài trên, rối rít lên cao đại tuyết tới. Chỉ chốc lát sau, cái này cảnh sắc mùa thu liền bị che mục đích trắng che giấu đi, thu cùng đông tỷ đấu. Vậy một phiến phiến lục giác trạng bông tuyết hoa tuyết, đem một phiến phiến lá phong đánh xuyên, tạm thời ngăn trở sát trận tấn công. Tiêu Hân, đến đây chấm dứt. Thần Võ Điện rất nhiều linh lần nữa xông lên trước, đối mặt với gần như giận dữ mất lý trí Tiêu Hân, nàng có ưu thế tuyệt đối. Vèo. Một phiến tàn lá vạch qua Tiêu Hân cánh tay ngó sen, lau dậy lau một cái đỏ thấm, nhưng chợt, Tiêu Hân linh hồn cảm giác bị sóng nhiệt cháy vậy, chùy lòng đau đớn ngay tức thì đem chìm ngập. Nàng còn sót một chút chấp niệm, tay phải khua kiếm, đem cánh tay trái miễn cưỡng chém tới. Hô! Khẽ than một tiếng, coi như là nhặt về một cái mạng, chưa tới kịp thở dốc, rất nhiều linh đã là cướp tới trước người mình, một cước đá vào ngực mình bên trên, Tiêu Hân một ngụm máu tươi hụ ra, trùng trùng nện ở trong đất tuyết. Thiên Tuyết Tâm dư quang liếc một cái, ngay lập tức tới giữa, Thiên Cung thần giáo 18 vị cường giả, đã là chết hơn nửa. Long Diệt gầm thét. La Thành thế công lần nữa tới, Thiên Tuyết Tâm hốc mắt ửng đỏ, nhưng trong lòng lại là thoáng qua một chút đoạn tuyệt. Vỡ nhỏ. Cái này phong lâm đài trên đầy trời gió tuyết, ngưng tụ nàng toàn bộ lực lượng, quát một tiếng hạ, rồng thần gầm thét xông lên về phía chân trời, phiến phiến hoa tuyết trong phút chốc nổ tung. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, che mục đích trắng cùng xinh đẹp đỏ, hai màu sen lẫn dâng lên kịch liệt chập chờn. Một mực áp trận xem cuộc chiến âm ma thánh tổ thầm nói một tiếng không ổn, trận pháp này muốn phá. Hai vị thiên quân cường giả liều mạng nhất kích, cho dù là Huyết Ma Tông cụ già tự mình bày ra trận pháp, cũng là mạnh không nhịn được. Trận pháp vỡ nhỏ ngay tức thì, phong lâm đài trên sông ra kinh thiên hơi thở đem cả tòa thiên cung chi địa cũng diêu đãng đứng lên. Tạm thời tới giữa, lâm thiên thành bên trong, lớn tiểu thương phiến, các sắc nhân cùng đều là trước mắt hoảng sợ nhìn bầu trời bên trên. Máu dương rơi lệ, 9 ngày giáng thế. Trời ơi, cái này trên bầu trời xuất hiện, 9 cái thái dương, một tiếng thét kinh hãi, lâm thiên thành bên trong nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Mưa máu rơi xuống mặt đất, mùi gay mũi tràn ngập ở lớn bên trên, cả tòa lâm thiên thành đều là đang không ngừng run rẩy. 9 mặt trời nóng ánh sáng nóng bỏng vẩy chiếu vào mặt đất, vậy tí ti dâng lên xương máu dần dần bốc hơi, thành một vị trong đó võ giả mới vừa lú đầu. Lau một cái nóng bỏng quang diễm liền đem ra thịt của hắn đả thương. Có mấy người tránh không kịp, ngay tức thì chính là tự cháy lên, trong chốc lát, cả tòa lâm thiên thành bên trong, ánh lửa ngất trời, đều là người lửa giấy lên. Hai tướng va chạm dư âm thoáng qua, chưa từng chờ đợi khói bụi tan hết, Thiên Tuyết Tâm khàn khàn thanh âm chính là hô, ngàn tiệc, mang tất cả người đi. Vậy sắp đối Tiêu Hân hạ sát thủ rất nhiều linh cũng là bị Thiên Tuyết Tâm cái này ngất trời nhất kích dư âm chấn động bay, mà vậy cũng ở nơi tuyết trên bóng người, giờ phút này nhưng là bị một kiếm tu nam tử tiến lên mang đi. Chính là Thiên Cung thần giáo vậy tu vi sâu đậm kiếm tu, Tiêu Hân trong miệng đại sư huynh, ngàn tiệc. Theo Thiên Tuyết Tâm một tiếng quát chói tai, khói bụi tan hết sau đó, ngàn tiệc những thứ khác Thiên Cung thần giáo trưởng lão bóng người, đã biến mất ở phong lâm đài bên trên. Thiên Tuyết Tâm sắc mặt trắng bệch, trong tay xương hoa kiếm nhất tiếng kêu nhẹ, thời khắc này nàng, đã là nỏ hết đà, đem lực lượng toàn thân ngưng kết nổ, mặc dù giải khai đại trận, nhưng vậy thân vùi lấp không ổn tình cảnh. Nhìn lại cùng Thiên Tuyết Tâm đối chiến La Thành, giờ phút này đã là một cái người máu, Thiên Tuyết Tâm toàn lực nổ tung nhất kích, hắn lại là làm ở trong đó, trọng thương hôn mê. Thiên Tuyết Tâm, người bó tay chịu trói, ta có thể thả bọn họ một con đường sống. Âm ma thánh tổ giờ phút này người nhẹ nhàng mà vào, lúc trước một mực xem cuộc chiến áp trận hắn, giờ phút này rốt cục thì ra sân.
Ta biết ngươi còn có thủ đoạn, nhưng thời khắc này ngươi cùng ta cá chết lưới rách, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ta gần đây nói chuyện giữ lời, không đúng bọn họ động thủ. Thanh âm khàn khàn bên trong, như có vẻ mừng rỡ như điên, thế nhưng tà mị con mắt, nhưng là nhìn về dưới núi, thần rừng phong phương hướng. Thiên Tuyết Tâm trong tay nắm chặt xương hoa kiếm, lòng bàn tay bị đầu ngón tay đâm thủng, chấm đỏ thẫm lưu chuyển khắp xanh thảm trên thân kiếm, xương hoa kiếm tựa hồ cảm nhận được liền chủ nhân tâm trạng, cũng là phát ra hu hu kêu nhẹ tiếng. Sau một lúc lâu, Thiên Tuyết Tâm thu hồi xương hoa kiếm, đứng dậy đi về phía âm ma thánh tổ, thả bọn họ đi, ta nguyện ý một người gánh vác. Hừ, vậy ta mị nụ cười lần nữa nâng lên ở màu máu trường bào bên trên, thân ảnh kia cấp tốc về phía trước. Một trường thẳng vỗ về phía Thiên Tuyết Tâm trên lồng ngực. Ngươi! Thiên Tuyết Tâm chưa từng phòng bị, một kích này chính là làm hắn ngay tức thì mất đi ý thức. Bài tiệc trên trường bào theo gió phiêu tán, phong lâm đài bên trên, không qua đầu gối đại tuyết tiêu tán, Thiên Tuyết Tâm một bộ váy trắng, ngã ở phong lâm đài chính giữa, âm ma thánh tổ đứng dậy mở miệng nói. Thiên cung thần giáo trưởng giáo đã bắt, ít ngày nữa ắt sẽ cho thất lạc thời không khu vực một câu trả lời, ngoài ra. Thiên cung thần giáo tàn dư chạy tứ tán, huyết ma, ngươi tới xử lý một tí, toàn bộ chu diệt. Huyết ma tông cụ già khặc khặc cười một tiếng, đứng dậy chính là rời đi. Lão già kia, ngươi, thiên phong các cụ già đứng dậy, tức tối không bình, nhưng dưới mắt Thiên Tuyết Tâm bị bắt, âm ma thánh điện lật lọng, hết thảy đại cuộc đã định. Hừ, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Màu máu trên trường bào trước, một tay xốc lên đã hôn mê Thiên Tuyết Tâm. Lúc này phất y đi. Đêm trăng điện bóng trăng cùng U Minh điện minh thần, thần sắc phức tạp nhìn một mắt thiên phong các cụ già, cũng là trước tiên rời đi trước. Cùng lúc đó, yếu ớt tỉnh lại Tiêu Hân vội vàng vùng vẫy đứng dậy không có kết quả, nhưng là bỗng nhiên nhớ lại, mình đã chỉ còn lại một cánh tay có thể dùng. Đại sư huynh, chúng ta đây là, nhìn bên người bao gồm mình ở bên trong, còn sót 6 người, Tiêu Hân ngay tức thì mù quáng mâu. Trưởng giáo vì che chở chúng ta, sợ rằng đã rơi vào nguy cơ sinh tử. Ngàn tiệc hình bóng ở đống lửa hạ lộ vẻ được phá lệ tịch mịch, nói đạt tới Thiên Tuyết Tâm, cái này cường giả đứng đầu, lại là một lần nghẹn ngào. Tiêu Hân đứng dậy, con người đông lại một cái, nói ta phải đi về cứu trưởng giáo. Ngàn tiệc một cái ngăn cản nàng, nói, lỗ mãng như vậy, trở về chỉ là chịu chết. Bót bót bót, một hồi vỗ tay thanh âm truyền tới. Một bóng người từ chỗ tối đi ra, lạnh như băng hết sức thanh âm vang lên, thật là cảm nhân một màn à, ta có thể đưa các ngươi một đoạn đường, dưới đất đoàn tụ đi. Huyết ma tông cụ già xuất hiện ngay tức thì, thiên cung thần giáo còn sót 6 tên trưởng lão chính là ngay tức thì làm ra tư thế chiến đấu. 6 cái cá lọt lưới. Cụ già khặc khặc cười quái dị ở nơi này mảnh rừng bên trong vang vọng. Đường đường thiên quân, đối với chúng ta ra tay. Người sẽ không sợ gặp người trong thiên hạ phỉ nhổ. Tiêu Hân thấy cụ già ngay tức thì, chau mày, cái này muốn là thật ra tay, tuyệt không người nào có thể trốn. Ha 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 ha, liên minh đều là chúng ta, hơn nữa, các ngươi cũng chết tại đây, ai biết là ta làm. Các ngươi đi mau, ngàn tiệc thân là thiên cung thần giáo, trừ Thiên Tuyết Tâm ra người mạnh nhất, thời gian đầu tiên tiến lên hướng về phía huyết ma tông cụ già ra tay, là đồng bạn tranh được một đường sinh cơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bể mưa. Một kiếm vung ra, ánh sáng chiếu sáng lên bóng đêm, cụ già sắc chưa từng đổi, nói, tốt kiếm thức, đáng tiếc. Mới vừa tập kích bất ngờ ra không xa Tiêu Hân nghe sau lưng một tiếng nổ ầm, hai hàng lệ nóng cuồn cuộn lưu lại, hắn rõ ràng, sư huynh vì tranh thủ đầy đủ thời gian để cho bọn họ thoát đi, lựa chọn tự bảo. Từng tiếng nổ ầm, cách mỗi mấy phút chính là vang lên. Tiêu Hân đi ở đêm trăng dưới bước chân, cũng là tiệm xu sụi lơ. Hết thảy cũng không kịp. Nàng sụi lơ trên đất, thiên cung thần giáo ham hở tới, bất quá một ngày quang cảnh, chính là chết hầu như không còn, tông môn trưởng giáo đều là sống chết không biết. Âm ma thánh điện. Giờ khắc này, mãnh liệt không cam lòng cùng đoạn tuyệt sông lên đầu. Các ngươi những người này, thật là có cốt khí, đến chết đều muốn cho ngươi một người tranh thủ thời gian, bất quá đáng tiếc. Huyết ma tông cường giả dưới sự đuổi giết, chỉ dựa vào mấy tên cường giả tự bạo lại làm sao có thể ngăn trở. Các ngươi ngày tốt không lâu, Diệp Thần cùng Ngọc Chi cùng nhau, sẽ đem các ngươi từng cái chém chết, báo thù cho chúng ta. Tiêu Hân lại nữa chạy trốn,
ngược lại là đứng dậy thẳng hướng về phía Huyết Ma Tông cụ già, thần sắc bình tĩnh nói. Ngô Ngọc Chi, chỉ bằng một cái bé gái. Thiên cung thần giáo cường giả trên cường giả tất cả đều chết, âm ma thánh điện vó sắt ít ngày nữa đem sẽ đạp bằng sơn môn, chỉ bằng một cái hiện tại còn không biết tung tích Diệp Thần. Huyết Ma Tông cụ già đầy mặt khinh thường. Tiêu Hân nghe vậy, nhưng là phát ra từ nội tâm cười, nụ cười này, để cho Huyết Ma Tông cụ già thật là tức giận. Lắc người một cái bóp Tiêu Hân cổ, từ từ phát lực đi chết đi. Lão người thần sắc dữ tợn, cười như điên nói. Tiêu Hân trên mặt mũi, trước mắt bình tĩnh, vui vẻ bị chết. Đến đây nhất dịch, thiên cung thần giáo tất cả cao tầng, toàn bộ khẳng khái bị chết. Cùng lúc đó, thất lạc thời không nội bộ. Diệp Thần tự nhiên không biết bên ngoài thiên cung chi địa đã đại loạn. Thất lạc thời không và bên ngoài vây, có một đạo cực mạnh cấm chế và quy tắc trở ngại. Muốn cảm giác bên ngoài nhân quả, muôn vàn khó khăn. Giờ phút này Diệp Thần ở một con thần long hư ảnh dưới sự che chở, tại thất lạc thời không trong đó mở ra sông ngang đánh thẳng kiểu mẫu. Nếu để cho những người khác gặp được, sợ rằng sẽ trợn mắt hốc mồm, kinh điệu cằm. Cái này thất lạc thời không nhưng mà trong truyền thuyết hỗn độn chi địa, bên trong có rất nhiều hung hiểm, người bình thường đến gần, chỉ có một con đường chết. Có thể Diệp Thần không chỉ có tiến vào trong đó, hơn nữa còn này vậy không chút kiêng kỵ, nhất định là nắm giữ cái gì không được lá bài tẩy. Rốt cuộc, cái này con thần long hư ảnh phá vỡ không gian giam cầm, lần nữa trở lại địa tâm vực. Diệp Thần trong mắt, lóe lên thị huyết ánh sáng. Mà lúc này địa tâm vực, cửu đỉnh đại trận một đỉnh trước, mấy tên nam thanh nữ tú tụ tập nơi này, đều là vạn khư thần điện thanh niên tài tuấn. Không biết luân hồi chi chủ sống chết như thế nào, có một dung mạo xinh đẹp thiên tử, hỏi ra lời này, nàng là vạn khư thần điện hạch tâm đệ tử chân truyền, thực lực ở trong hàng đệ tử đủ để đứng vào trước trăm. Không biết, bất quá ai lại đang ư đâu, chỉ là một liền trăm gia cảnh cũng không có tiến vào phế vật mà thôi. Chúng ta mấy người tới chỗ này, còn sợ không thu thập được hắn sao? Người nói chuyện là một cái da thịt trắng nõn, ngũ quan cực kỳ tuấn tú mỹ nam tử. Bất quá hắn giữa lông mày luôn là có một cổ phiền muộn khí chất, cười nhạt lúc đó, càng rõ ràng hơn. Trung vô quỷ nói có lý, Vũ Hoàng xanh sách và Vũ Hoàng trạch những tiểu bối kia, không địch lại luân hồi chi chủ, đó là chính bọn họ phế vật mà thôi. Cái này âm lãnh nam tử lai lịch không nhỏ, là vạn khư thần điện đặc biệt gọi đệ tử, vì sao là đặc biệt gọi, đó chính là bản thân thiên phú hoặc là huyết mạch, có đặc thù yêu nghiệt dung mạo. Nghe hắn là một cái thượng cổ âm phủ lưu rơi xuống thi thể, bị Vũ Hoàng cổ đế tìm được, sau đó rót vào vạn khư lực lượng, tiến hành sửa đổi. Thi thể này tên là Trời Khung Cổ Thi, nguyên chủ nhân sau khi chết thân xác mãi mãi bất diệt, rồi sau đó lại sản sinh ra mới linh trí, trời xanh mang theo vô địch âm khí, lớn lên vô cùng là mạnh mẽ. Nếu như tương lai có thể trưởng thành đến thông linh thiên địa bước, có lẽ có thể thức tỉnh ngủ say ở vô tận âm thổ chỗ sâu u minh chủ. Đây chính là đủ để sánh bằng 10 đại thiên quân lão tổ tồn tại, viễn cổ trong thời kỳ bởi vì đại chiến chết, rơi vào vô tận hư không vực sâu, đến nay nặng ngủ không tỉnh. Cho nên cái này Trung Vô Quỷ cũng coi là vạn khư thần điện ngay đầu người tâm phúc, hạng tuy không cao, nhưng địa vị nhưng là rất cao. Cái gì luân hồi chi chủ, ở ta âm dương nhãn trước mặt, cuối cùng sẽ hóa là một bãi máu hành động. Chỉ có thể nói hắn vận khí đủ tốt, trước không có đụng phải ta. Trung Vô Quỷ tiếp tục không chút kiêng kỵ, ngang ngược nói. Có người kính sợ, thì có người khinh thường. Người âm dương nhãn bất quá như vậy, nói gì tiêu diệt luân hồi chi chủ, đều là ở nói hoanh hoang thôi. Coi như hắn không có chết vậy không tới phiên ngươi tới giết hắn. Chân trời một đầu khác, có thần sương mù tràn ngập ra, một tên người mặc chiến giáp, tay cầm thần mặt trời súng thanh niên đi ra, thần thái phấn chấn, nhìn quanh gian đôi mắt như điện, uy phong lẫm lẫm. Ha ha, Trung Vô Quỷ trơ cháo không cười, nói, đây chính là ta nghe được thiên cười ầm, làm sao, hắn không sợ ta cái này âm dương nhãn, chẳng lẽ chỉ sợ ngươi vậy phá thương. Ngươi cũng đừng quên, luân hồi chi chủ tu luyện nhưng mà hồng quân nhất phái thần thông, ngươi biết, hắn vậy sẽ. Trung Vô Quỷ tố khổ vậy thần quang hộ thể người tuổi trẻ, đối phương đồng dạng là vạn khư thần điện thiên chi kiêu tử, cùng hắn cái này nhất phái vô cùng là không hợp nhau, hai bên ai cũng không phục ai. Các ngươi hai người cũng không cần cãi nữa, cái này cửu đỉnh đại trận phỏng đoán muốn không được bao lâu sắp thành hình, chúng ta chỉ cần tiếp đón Vũ Hoàng bệ hạ bộ phận hư ảnh,
hợp lực đem dung nhập vào nơi đây thiên đạo, bảo đảm không gì phá nổi liền có thể. Hư không sóng gợn chậm rãi hỗn loạn, lại từ trong đó đi ra một tên tay cầm trắng phiến nho nhã nam tử, cùng là Vạn Khư Thần Điện Hạch Tâm, đệ tử chân truyền, bất quá địa vị so với thần quang nam tử cùng chung vô quỷ thấp hơn một ít. Hai người kia hừ lạnh một tiếng, không phản ứng hắn, ngược lại để cho cái này nho nhã nam tử lộ vẻ được có chút lúng túng. Người còn lại chính là vô cùng yên tâm, có cái này hai đại Vạn Khư Thần Điện đệ tử chân truyền, chẳng lẽ còn không ngăn được một cái nho nhỏ luân hồi chi chủ sao? Cố nhiên Vạn Khư Thần Điện so với cái này hai vị mạnh còn có rất nhiều, nhưng đối với bọn họ mà nói, phái ra cái này hai người, đã coi là trên dùng không đúng chỗ. Luân hồi chi chủ có thể vượt cấp thì như thế nào, tại chỗ mấy vị, cũng có tốt vượt cấp năng lực. Đang khi bọn họ chờ đợi lúc đó, một đạo rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa lăng không tới, có một đạo bóng người dẫm ở trên đó, chính là Diệp Thần. Có gặp qua Diệp Thần bức họa người, lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Không nghĩ tới ngươi lại thật không có chết, hơn nữa còn có lá gan trở về. Trung vô quỷ tuét miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết sắc bén, mà hắn âm dương nhãn bên trong dần dần hiện ra bộ phận vô tận hư không huyết mạch, mà hắn sau lưng, còn có một tôn ác ma thiên sứ pháp tướng hạ xuống, rộng lớn lửa đen vũ rực, u hàn uy nghiêm, để cho người không lạnh mà run. Nếu như là có thực lực, liền có thể phách lối, không có thực lực gào thét, chỉ sẽ lộ vẻ được 10 phần buồn cười. Vậy thần quang thanh niên cùng nho nhã nam tử, lúc này trong mắt cũng là hiện ra từng cơn vẻ kinh dị. Bọn họ nhưng mà biết luân hồi huyết mạch nghịch thiên tính. Nếu như ai có thể đoạt được, có lẽ có thể tương kỳ luyện hóa, bản thân thiên phú, liền có thể tấn thăng thành vô địch, không kém gì vũ hoàng cổ đế tự mình đào tạo vậy mấy cái nghịch thiên yêu nghiệt. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút khẩn trương, lúc này Hồng Thiên Kinh đang thuộc về hắn vậy một đỉnh bên trong, luyện hóa vậy ngập trời ma khí, không rảnh chiếu cố đến chuyện ngoại giới. Lúc này chính là bọn họ thật tốt cơ hội. Diệp Thần trở lại địa tâm vực, phát hiện mấy cái vô cùng cường đại yêu nghiệt đang giằng co đứng, hắn cũng không nói chuyện, liền yên tĩnh chờ ở nơi đó, sau khi nhìn tiếp theo sự thái phát triển. Trung vô quỷ muốn lấy được luân hồi huyết mạch, nhất định phải trước vượt qua đối thủ cửa ải này. Nho nhã nam tử gặp hai bên khí thế hung hăng, liền thối lui ra khỏi tranh đoạt chiến. Bầu không khí nhất thời đổi được khẩn trương, có thể cũng không phải nhằm vào luân hồi chi chủ, mà là Vạn Khư Thần Điện nội bộ tranh đấu. Âm thổ nhất mạch cùng thần tướng nhất phái, tranh phong tương đối, ai vậy không chịu nhượng bộ. Ta có thể cùng ngươi nói, cái này luân hồi chi chủ là ta, ngươi nếu như muốn ngăn cản, cũng đừng trách ta diệt ngươi. Trung vô quỷ âm u cười một tiếng, hắn vậy anh tuấn bề ngoài bắt đầu sinh ra biến hóa, cả thân máu thịt tựa như bị rút sạch, da sụp đổ xuống, dính sát trước xương. Mà hắn sau lưng, chính là chậm rãi dài ra một đôi màu đen ma rực, tử khí vần quanh. Một màn này, để cho không ít người thầm giật mình. Bầu trời cổ thi, quả nhiên là thượng cổ trong thời kỳ lưu lại dị chủng, hơi một hóa hình, liền sẽ thành được cực kỳ khủng bố. Hắn lần này cách làm đã thoát khỏi trăm gia cảnh hậu kỳ phạm vi, màu đen thần hỏa, hừng hực cháy, vô cùng vô tận u minh ngọn lửa nhấp nháy. Có bầu trời cổ thi ngồi để, hắn tự nhiên không sợ đối thủ. Bất quá vậy thần quang nam tử cũng không phải dễ đối phó, hắn người mang đại khí vận, là trong điện trưởng lão xem trọng, đã đem thần quang đại lộ tu luyện tới tầng thứ 6. Hừ, luân hồi chi chủ, ta thế ở tất được, người nghỉ nếu muốn cùng ta cướp đoạt. Hắn sau lưng năm màu ngọn lửa bay lên, dường như muốn đem thiên địa này đốt mặc, bề mặt cũng có thần quang lưu chuyển, tràn đầy uy nghiêm thần thánh đại lộ hơi thở. Người thanh niên này đại biểu đại lộ, không kém chút nào cái trước. Đến bọn họ cái này các nơi ở tấn thăng thiên quân danh giới tuyệt thế thiên tài, nhất định lẫn nhau nhằm vào, nhưng lại kiêng kỵ lẫn nhau, cũng không ai sẽ chân chính hạ tử thủ. Hai tôn Vạn Khư Thần Điện tuyệt đỉnh thiên tài cũng nhìn chằm chằm lẫn nhau, tối sầm một trắng, một quang tối sầm lại, đan vào lẫn nhau đối lập, người thường căn bản không cách nào tham dự vào. Còn ở trong nháy mắt, ba động cường đại xé hư không, thần quang cùng minh lửa xông lên đụng vào nhau. Chung quanh không gian cũng nổi lên kinh người gợn sóng, tựa như một khắc sau nơi đây đem sẽ sắp hủy diệt. Nếu ngươi không đi, liền đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Chung vô quỷ trong mắt, ánh sáng màu đen đại thịnh. Vậy thần quang thanh niên vui mừng không sợ, hắn cầm trong tay lớn thương hung hăng cắm vào vân tiêu trong đó, lúc này quát lên, vậy ngươi liền đi thử một chút.
Diệp Thần ngược lại có chút bất ngờ, dứt khoát tìm được một nơi đỉnh núi, ngồi xuống yên tĩnh thưởng thức cái này chó cắn chó một màn. Hai người kia tựa hồ hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ chạy trốn, trực tiếp bắt đầu đại chiến. Tự tìm cái chết, Trung Vô Quỷ dẫn đầu làm khó dễ, hắn vậy như khô lâu vậy quỷ dị bóng người đi về trước bước động, màu đen cốt sực mở rộng ra tới. Muốn đánh liền tới, thần quang thanh niên huy động súng trường, năm màu hào quang xích hà hòa hợp. Trung Vô Quỷ dương ra răng nanh gắn đầy miệng lớn, khạc ra một đoàn đen thui ngọn lửa, đem hư không thiêu hủy thành hư không, hướng phía trước nhanh chóng phóng tới. Mà vậy thần quang thanh niên mở ra một mặt bàn tay, màu bạc lá cờ nhỏ đón gió tung bay, thẳng bạo tăng, uy lực hết sức kinh người. Bành! Giữa hai người va chạm có thể nói long trời lở đất, u ám ngọn lửa cùng năm màu thần quang xen lẫn, đem cái này hư không xuyên qua. Trung Vô Quỷ không cam lòng, lần nữa ngâm tụng lời nguyền, sau lưng hắn màu đen kia cốt rực, tóe ra cường đại lưu quang, vô cùng vô tận ma khí phun trào, tầm thường thần đều không cách nào đối phó. Cũng may bọn họ vẫn là ở trên trời đánh, nếu không trên đất Diệp Thần đều không cách nào thật tốt xem cuộc chiến. Ngao! Vậy Trung Vô Quỷ phát ra như giống như ác lang gầm thét mãnh liệt thanh âm, hắn sau lưng hiện ra núi thây biển máu, tràn ngập thiên địa, che giấu vân tiêu. Tất cả loại tử thần ác linh cùng với khô lâu cũng vọt ra, chi chít, làm người ta sợ hãi. Vậy thần quang thanh niên sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng rất nhiều, hắn vậy trường thương uy lực vô cùng, nghênh thiên đánh ra, một đạo thần hỏa thiêu hủy hoang giang. Hai người lúc chiến đấu, liền vạn khư thần điện người cũng trốn xa liền rất nhiều, sợ bị ảnh hưởng đến, dẫu sao đây là thuộc về cao tầng thứ chiến đấu. Mà lúc này, Diệp Thần tựa hồ là phát giác cái gì, hướng tầng mây nhìn. Một vòng màu đen thái dương từ bầu trời chỗ sâu hiển hiện ra, bóng người lược động, một đạo tàn ảnh, đi tới Diệp Thần trước người, tiếp cận với im hơi lặng tiếng. Hung ác sắc bén bỗng nhiên chớp mắt, Diệp Thần nhất thời trong lòng giật mình, thúc giục thân hình, lùi đến xa xa. Mà hắn mới vừa ở địa phương đó, chính là bị chém ra một đạo sâu đậm vết rách. Ngẩng đầu vừa thấy, đó là một tên dung mạo hơi tốt quần đen cô gái, nàng chải hai cái đuôi ngựa lớn bím tóc. Hình dáng rất là đáng yêu. Nhưng hạ khởi thủ tới, nhưng không chút lưu tình, khắp nơi giết hại. Sau lưng nàng có một diệp thanh cỏ, yên tĩnh trôi lơ lửng, nhưng mà mới vừa rồi Diệp Thần rõ ràng thấy vậy cỏ xanh chuyển biến thành đen nhánh vẻ, giống như phách khai thiên địa ma đao, thoáng hiện tới. Ai, sớm biết liền lại xách một ít tốc độ, không nghĩ tới phản ứng của ngươi còn không chậm. Cái này đôi đuôi ngựa thiếu nữ thở dài một cái, lần nữa dương mắt lúc đó. Con người u hắc, mà vậy cỏ xanh vậy hoàn toàn thay đổi là ma khí dày đặc, tản mát ra u ám ngọn lửa. Nàng cũng là vạn khư thần điện một trong đệ tử hạch tâm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có một bụi ma giới huyền hồn cỏ, có thể xuyên qua hư không, nối thẳng tam giới, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ta biết ngươi sao, Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi nói. Đôi đuôi ngựa thiếu nữ lắc đầu một cái, không nhận biết à. Vậy ngươi vì sao đối với ta hạ tử thủ? Nàng hì hì cười một tiếng, ta rất ngưỡng mộ ngươi luân hồi huyết mạch, lần này tới chính là muốn lấy một chút nếm thử một chút, cảm thấy hỏi ngươi không tốt, liền tự mình ra tay. Nàng nói được vô cùng nhẹ nhàng, lời nói tới giữa, nhưng cho thấy liền đối với giết hại cuồng nhiệt, cùng với đối sinh mạng không thèm chú ý đến. Diệp Thần. Bất quá tiếp theo hắn cũng cười, hiện tại lần này cục diện, không phải là hắn mong muốn sao. Để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau đi đi. Diệp Thần không ngừng tránh né đôi đuôi ngựa thiếu nữ công kích, mỗi lần nguy hiểm lại càng nguy hiểm, lại có thể vội vàng tránh. Mà lúc này cùng trong bầu trời kịch chiến Trung Vô Quỷ cùng thần quang thanh niên đã dừng lại chiến đấu, đi tới Diệp Thần bên người. Đôi đuôi ngựa thiếu nữ cũng không khỏi không dừng tay. Lần này, phân biệt đại biểu vạn khư thần điện ba đại hệ phái cường giả trẻ tuổi phân theo đứng, lẫn nhau đối lập. Không như cách, chính ngươi nói không đến, hiện tại nhưng lại chơi đánh lén. Trung Vô Quỷ hừ lạnh một tiếng, sau lưng dày đặc ma dực, cốt khí ngút trời. Hắn có thể sẽ không để cho luân hồi huyết mạch cạnh rơi tay người khác. Cái này luân hồi huyết mạch vô cùng thần bí, đối hắn thân thể có cực tốt bồi bổ tác dụng. Vậy thần quang người tuổi trẻ chính là mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Diệp Thần, cử chỉ ngạo mạn, chút nào không đem coi vào đâu. Ở hắn xem ra, Diệp Thần luân hồi huyết mạch cố nhiên cường thịnh, nhưng hắn tự thân thực lực quả thật không chịu nổi một kích. Vạn khư thần điện cầm Diệp Thần không có cách nào,
chỉ là bởi vì là thiên địa quy tắc hạn chế, thái thượng thế giới người đi tới hạ giới, thực lực cũng sẽ phải chịu suy yếu. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, bọn họ mượn cửu đỉnh đại trận thứ tư đỉnh thành hình, chuyển kiếp hư không lối đi, hạ xuống hạ giới, thực lực cũng không bao lớn suy yếu. Cái loại này giây phút Diệp Thần lần nữa trở về, không khác nào dê vào miệng cọp. Chẳng qua là xem nhập kia chỉ hổ miệng thôi. Ba người phân theo đứng, cũng không ai chịu nhường nhịn, tình cảnh nhất thời trở nên có chút quái dị. Còn lại vạn khư thần điện cường giả chính là sắc mặt cổ quái, ánh mắt lóe lên. Tại chỗ chừng mấy chục những người khác, đều ở đây xem cuộc chiến xem kịch vui. Ngươi tên gọi là gì? Lá cái gì đúng không? Chẳng muốn khuất nhục chết đi, liền mình cút đến đây đi. Thần quang thanh niên thái độ ngạo mạn, mở miệng nói, từ hắn giọng tới xem, cũng không có đem Diệp Thần làm chuyện xảy ra. Ngươi lấy vì mình là ai? Diệp Thần khinh thường cười một tiếng. Thần sắc lãnh đạm, liền Hồng Thiên Kinh đều không tư cách sai khiến ta, người coi là kia căn thông. Những người còn lại có chút kinh ngạc, cái này thần quang nam tử chính là vạn khư thần điện bên trong khá nổi tiếng tồn tại, thực lực phi phàm, bối cảnh thâm hậu, sau này có cơ hội chứng cao nhất đại lộ, trở thành 10 đại thiên quân lão tổ như vậy nhân vật quan trọng. Cái này luân hồi chi chủ bất quá là còn chưa quật khởi nhỏ yếu con kiến hôi mà thôi, lại dám ở bọn họ trước mặt nói ẩu nói tả. Không được, luân hồi huyết mạch là ta. Trung vô quỷ lạnh giọng nói, hắn tuyệt không cho phép người khác cướp đi thuộc về hắn cơ duyên. Đôi đuôi ngựa thiếu nữ lắc đầu một cái, cười nói, hắn đều đã bị chúng ta ba cái bao vây, còn có thể chạy thoát sao? Không bằng chúng ta ba người cùng nhau, lấy nhất tiết kiệm khí lực phương thức có thể bắt được, chia đều cái này luân hồi huyết mạch, các ngươi cảm thấy thế nào? Trung vô quỷ cùng thần quang nam tử suy tư chốc lát, chợt nhận lời. Ta nói, các ngươi tự mình cảm giác có phải hay không quá tốt? Từng cái ở nơi này trang cái gì trang? Diệp Thần có chút im lặng, mấy tên này còn không có bước vào thiên quân tầng thứ đâu, bất quá trăm già cảnh hậu kỳ, lời nói ra, so thiên quân lão tổ còn phách lối. Mấy cái cả ngày quân cũng không bước vào tồn tại mà thôi, ở hắn hấp thu siêu cổ phong bi, lại lấy được bầu trời long hồn bồi bổ sau đó, đánh căn bản không thành vấn đề. Hắn ánh mắt sạch bóng đại thịnh, khí sông lên trời cao, như vậy tư thái để cho rất nhiều người giật mình không thôi. Trên bầu trời, vậy ba mặt người sắc đều có chút rất nhiều biến hóa, bọn họ nhưng mà chí cao vô thượng thiên chi kiêu tử, cái này con kiến hôi lại dám như vậy đối bọn họ nói chuyện, thật là tự tìm cái chết. Ngày hôm nay liền đem ngươi ra cho lột, thật tốt xem luân hồi máu rốt cuộc hình dạng thế nào. Thần quang thanh niên như cũ cao ngạo, hơn nữa đối Diệp Thần nổi lên nồng nặc sát tâm. Ta cũng muốn nếm thử một chút đâu, cái này luân hồi máu tốt nhất là có chút vị ngọt. Đôi đuôi ngựa thiếu nữ liếm môi một cái, nũng nịu nói. Vậy thì đi thử một chút đi, Diệp Thần rừng rưng cười nói. Tiếp theo hắn thì triển 9 tầng trời bay lượn thuật, mau như du long, thật là làm người ta hoa cả mắt. Không trung tam phương đội ngũ lo lắng hắn sẽ chạy trốn mà đi, vì vậy lập tức theo sau. Bọn họ đều là thi triển ra thành danh sở trường thủ đoạn. Lửa cháy mạnh thần hỏa cùng ngút trời ma khí, tựa như hai ngọn núi lớn chân áp tới, theo sát phía sau, chính là một phiến nhẹ bỗng đen nhánh cuồng lá. Huyết Long, có biện pháp chân áp bọn họ chứ? Diệp Thần ý thức truyền đến Long Uyên Thiên Kiếm trong đó. Ha ha, dĩ nhiên, mấy cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu không biết trời cao đất rộng chạy tới, thực lực bản thân còn ở, nhưng là lệ thuộc tại đại đạo quy tắc cùng thần thông được hạn chế. Ta hiện tại dùng bầu trời long hồn lực lượng định trụ bọn họ, thật là dễ như trở bàn tay. Tới đi. Diệp Thần thân pháp cực kỳ nhanh chóng, ở Vân Tiêu tới giữa Ngao Du, qua lại thiên địa các nơi, mau đến mức tận cùng. Vậy ba người hợp lực lại có thể đều có chút không theo đuổi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mà bỗng nhiên Diệp Thần dừng lại thân hình, quay đầu hướng ba người cười một tiếng, rồi sau đó điểm chỉ ra. Ngừng, ngừng, ngừng. Chỉ gặp vậy cả người hung diễm ngập trời ba người giống như là cuồng lưu thác nước vậy, hơi ngừng, bị đứng yên tại chỗ giữa không trung. Đây là chuyện gì xảy ra? Đôi đuôi ngựa thiếu nữ thần sắc hoảng sợ. Diệp Thần không nói hai lời, xông lại chính là một cước, đem nàng hung hăng đạp đi ra ngoài, căn bản không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Tiếp theo hắn lại là một cước một cái, đem vậy thần hỏa thanh niên cùng chung vô quỷ toàn bộ đạp bay, đồng thời còn để lại một câu nói. Không chịu được như vậy nhất kích, còn dám nói ẩu nói tả, vạn khư thần điện cái gọi là thiên tài,
chẳng lẽ đều là các ngươi loại hóa sắc này sao? Một câu nói này, thiếu chút nữa để cho mấy người nghe hộc máu. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bầu trời long hồn lực lượng không thể định trụ quá lâu, cho nên Diệp Thần muốn lập tức ra tay. Mà vừa vặn lúc này, Hoàng Ma Thiên Kiếm hiện ra cắn nuốt dục vọng, Diệp Thần đem lấy ra, cuồn cuộn ma khí, hoảng sợ lao ra, nhắm ngay vậy đôi đuôi ngựa thiếu nữ, trực tiếp đem bao phủ. Đôi đuôi ngựa thiếu nữ quát to một tiếng, nhưng không cách nào ngăn cản thân thể tinh nguyên bị hút đi, nàng ngay tức thì trở nên già rồi không thiếu tuổi, từ đậu khấu thiếu nữ thành xế chiều bà lão. Hai cái rõ rệt đuôi ngựa, cũng là thành hoa dâm bím tóc, nàng giơ tay lên mò tới trên mặt mình nếp nhăn, nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. Còn lại hai người vậy rối rít rơi xuống, Long Uyên Thiên Kiếm cùng Tai Nạn Thiên Kiếm phân biệt xông ra, huyết quang cùng tai khí đem hai người sinh mệnh lực hoàn toàn nuốt mất. Không, không muốn. Bọn họ hơi thở đổi được cực kỳ uể oải, thậm chí cầu khẩn không muốn. Nhưng Diệp Thần nơi nào chịu thả qua bọn họ, con người đông lại một cái, xuất thủ lần nữa. Đám người cơ hồ sắp chết, bọn họ chưa từng nhận như vậy làm nhục. Thái thượng thế giới lời đồn đãi luân hồi chi chủ cực kỳ quỷ dị, bọn họ cuối cùng đều không tin. Hiện tại tới xem, thái thượng thế giới lời đồn đãi, đánh giá thấp luân hồi chi chủ. Cái loại này bị người hạ giới đánh bại cảm giác như thế nào? Rất kiêu ngạo sao? Diệp Thần nhìn mấy người, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng mở miệng nói. Thần quang thanh niên ba người vừa tức giận vừa đành chịu, lúc này hành hạ bọn họ đã không phải là mất đi lực lượng ngạc nhiên cùng khiếp sợ, mà là phần kia vẫy không ra khuất nhục. Bọn họ chính là thân phận cao quý vạn khư truyền nhân, làm sao có thể rơi vào như vậy tình cảnh? Dừng tay! Vậy thần quang thanh niên như cũ quát khẽ, chỉ bất quá lời nói còn không rơi, lại bị Diệp Thần hư không quạt một chưởng. Hắn còn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là Diệp Thần ra tay càng ngày càng nặng, để cho hắn cũng không có biện pháp nói rõ. Tiếp theo Diệp Thần vừa nhìn về phía tên kia có bầu trời cổ thi thân thể nam tử trung vô quỷ. Ngươi tuy cuồng ngông phách lối, nhưng miệng lại không thúi như vậy, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Thần trực tiếp một chưởng vỗ xuống. Đem đánh ngất xỉu, sau đó sẽ đi tới đôi đuôi ngựa thiếu nữ trước mặt. Cái này đôi đuôi ngựa thiếu nữ nhìn như ngây thơ, trên thực tế tâm tư nhất là độc ác. Thời khắc này nàng không ngừng run rẩy, ánh mắt đục ngầu, sắc mặt phù phiếm, hoàn toàn là một bộ sắp sửa mục nát vậy ông già hình dáng. Nàng trong lòng tràn đầy đối Diệp Thần hận ý. Phải biết nàng nhưng mà một tên cô gái trẻ, chỉ như vậy ngay trước vạn khư thần điện những người khác mặt, biến thành xế chiều lão thái. Như vậy tương phản, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Nếu không phải ngươi xúi bẩy những người khác liên hiệp đối phó ta, cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Mà ngay lúc này, trói buộc đôi đuôi ngựa thiếu nữ long hồn lực lượng giải trừ, hai người khác bị Diệp Thần cắt đứt căn cốt, hơn nữa bị luân hồi xiềng xích quấn quanh ở, trong chốc lát nhúc nhích không được. Mà đây đôi đuôi ngựa thiếu nữ bề mặt hắc quang đại thịnh, lõm xuống ra nhanh chóng rồi rào đứng lên. Lại lần nữa đổi trở về thiếu nữ thanh xuân hình dáng. Nàng ngay trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc hận ý, như thái dương vậy hừng hực cháy. Ta muốn ngươi chết. Nàng phát ra một tiếng chói tai tức giận thét chói tai, vậy hai thúc đuôi ngựa tóc xanh hóa thành đạo đạo nhọn cạnh gai, trực tiếp hướng Diệp Thần đi giết. Một bụi màu đen cuồng thảo bỗng nhiên thành hình, phải đem Diệp Thần thân thể biến dạng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Nguyện vọng thiên tinh, hộ thể. Hào hùng tinh thần lực lượng lao ra hắn bề mặt, chống đỡ ở đôi đuôi ngựa thiếu nữ tấn công. Một đạo lại một đạo ký hiệu thần bí, cùng tinh thần kết hợp với nhau, lóng lánh thần thánh chói lọi. Tám bộ phù đồ khí, thần Phật thánh tử. Cái này tám bộ phù đồ khí thần thông chỗ dùng, xa xa vượt quá triệu hoán phù đồ thần tháp đơn giản như vậy. Giờ phút này, Diệp Thần liền cho gọi ra vô tận Phật quang, cùng nguyện vọng lực lượng của tinh thần kết làm một thể. Phật quang bảo vệ, hơn nữa tinh thần lan tràn, lúc này trình độ phòng ngự có thể nói vô địch, căn bản không sẽ sợ đôi đuôi ngựa thiếu nữ tấn công. Đúng như dự đoán, vậy đạo thụ tới đây tóc chỉ xuyên thấu đinh điểm nguyện vọng tinh thần, liền Phật quang bên đều không đụng phải. Cái gì? Đôi đuôi ngựa thiếu nữ cả kinh thất sắc. Có thể đây là Diệp Thần đã chủ động phát động tấn công, bất diệt kim thân Phật quang quấn quanh, bàn tay chợt lộ ra, hướng vậy đôi đuôi ngựa thiếu nữ cổ giò đi qua. Đôi đuôi ngựa thiếu nữ thấy tình thế không ổn, lập tức chiêu thức biến đổi. Di lá thần thông, cỏ như tật phong. Một chiêu này thần thông là nàng gia truyền bản lãnh,
Di lá, chính là dưới cây bồ đề mọc ra từ lá cây, nhất niệm có sống, đọc nhiều thành Phật, cái này phiến lá cây năm đó trốn chạy bồ đề che chở, ở trong vũ trụ lưu lạc, cuối cùng rơi vào hắc ám tình cảnh. Ở nơi đó trở thành một nơi bóng tối căn nguyên, ra đời cao nhất thần thông. Đôi đuôi ngựa thiếu nữ đón nhận truyền thừa, cùng cái này di lá hòa làm một thể. Bởi vì mà ngày nay, nàng liền muốn mượn này chạy trốn, hưu hóa thành một hồi gió lớn, thế như bôn lôi, cuốn đi đi nhanh, rất nhanh liền muốn biến mất ở nơi này mảnh đất giới. Bất quá Diệp Thần vậy chỉ kim quang bàn tay, sáng chói hạ xuống, đem hết thảy hư không trấn áp, liền liền thời không quy luật cũng bị đông cứng, tất cả gào thét tiếng gió toàn bộ ngừng. Giữ lại các ngươi cũng chỉ sẽ tăng thêm gieo họa, không bằng tại chỗ giải quyết đi. Diệp Thần trong lòng mặc niệm đôi câu, quyết định sau cùng thống hạ sát thủ, Long Uyên Thiên Kiếm mũi nhọn lộ ra, đem vậy chung vô quỷ và thần quang thanh niên đầu lâu chém xuống tới, lấy huyết khí phong. Hai người kia rối rít thần sắc đại biến, thần hồn hóa thành một món lưu quang, thoát đi nơi đây, bất quá nhưng không cách nào tránh được thời không giam cầm. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, có thể đối phó ba tên trăm giả cảnh hậu kỳ thậm chí còn đến gần cường giả đỉnh phong, chỉ cần bọn họ không phải như Kim Xà Lang Quân như vậy, từ hàng thực lực, do trời quân hàng là trăm giả cảnh, vậy thì ở hắn nắm trong tay trong phạm vi. Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Diệp Thần vung tay lên, thì có vô tận hắc ám khí trào hiện ra lóe lên thần bí điên cuồng phù văn. Đó là hắc ám nguyên phù mới có thể có hơi thở. Vào giờ khắc này, màn đêm giống như ác ma nghẹn ngào, đem nguyên cái thiên địa bao vây, điên cuồng bạo trào, dừng lại không tiến lên. Ầm ầm, thật giống như có ác ma ở địa ngục chỗ sâu gào thét, gầm thét, nguyên phiến thiên địa cũng lâm vào tuyệt đối hắc ám. Những cái kia vạn khư thần điện người đều sợ ngây người, bọn họ thị giác bị tước đoạt, trong chốc lát lại không thấy được bất kỳ đồ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Có người kêu lên, thúc giục trong cơ thể linh khí, đều không cách nào khôi phục trước mắt quang minh. Tựa hồ là loại nào đó không cách nào xua tan hắc ám, do hắc ám bổn nguyên lực lượng xây dựng mà thành. Không đúng à, luân hồi chi chủ thực lực rõ ràng chỉ có thái chân cảnh giới mà thôi, tại chúng ta cũng không hơn đại uy hiếp, có thể vì sao? Những cái kia vạn khư thần điện các đệ tử không thấy được một chút quang minh, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Mà đôi đuôi ngựa thiếu nữ bị vậy Phật quang bàn tay chấn áp, cũng là rơi vào trong bóng tối, không có sức chạy khỏi, vào giờ phút này, bọn họ mới hiểu, tại sao Hồng Thiên Kinh phải dùng hết sức tất cả lực lượng, mới có thể đánh bại Diệp Thần. Hồng Thiên Kinh lực lượng quả thật không có khôi phục, có thể từ lẽ thường mà nói, đối phó một cái mới vừa bước vào thái chân cảnh không lâu tiểu bối hẳn không phải là việc khó, vì sao cuối cùng làm cho sức lực lớn mới đưa đối phương đồng phục. Bọn họ vẫn không có đi suy tính, cái này ẩn chứa trong đó nguyên do. Hiện tại tỉ mỉ muốn đến, quả thật là làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Cái này Vĩnh Dạ Đại Ma Trời, chính là Diệp Thần trước thường xài một loại bao trùm thức thủ đoạn công kích. Hắn mặc dù là Hồng Mông phương pháp, bất quá coi là không được rất cường đại, tại chỗ rất nhiều vạn khư thần điện đệ tử tu vi đều ở đây trăm gia cảnh trung kỳ trở lên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi vào cái này cùng trong bóng tối. Nhưng Diệp Thần sử dụng Vĩnh Dạ Đại Ma Trời, bên trong khởi động lực chính là hắc ám nguyên phù, hơn nữa Diệp Thần bây giờ thực lực, đã đột phá cái này Hồng Mông cổ pháp cấm chế, cho nên mang tới chính là vĩnh hằng nửa đêm. Cái này nửa đêm kéo dài thời gian có thể đạt tới một nén hương. Ở chỗ này thời gian, cho dù là nửa bước thiên quân cấp cường giả khác có thể đều không cách nào đột phá. Thế nhưng chút thực lực chân thật nghịch thiên cường giả, vẫn có thể tê liệt. Mà ở nơi này chờ cực độ đè nén không khí dưới, những cái kia vạn khư thần điện đệ tử phá vòng vây không có kết quả, bắt đầu đổi được cực độ cáu kỉnh. Cũng không lâu lắm, cái này cùng hắc ám thiên địa bên trong liền vang lên tiếng chửi rủa cùng xô đẩy tiếng, ngay sau đó chính là đánh sáp lá cà, kim thiết va chạm thanh âm. Diệp Thần đứng ở cái này phiến thế giới hắc ám ra, thần tình lạnh nhạt, thậm chí còn thả ra Hồng Mông đại tinh không, bao phủ bên ngoài, củng cố cái này Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên trận pháp. Hắn chính là muốn để cho những người này rơi vào giận dữ cùng hỗn loạn, sau đó giết lẫn nhau. Bóng tối lực lượng bản liền có thể bị lạc bản tính của con người, để cho người mất đi phương hướng. Bất quá ngay vào lúc này, một đạo tiếng quát từ xa đến gần, xuyên phá chân trời tới. Liệt Tự Quyết, Sơn Hô Hải Khiếu. Thanh âm kia hùng hồn trầm thấp, hàm chứa nồng nặc uy nghiêm, trong thoáng qua, cũng đã càn quét toàn bộ màn trời.
một cây thông thiên ngón tay chói lọi xuyên phá liền hắc ám, cần phải hạ xuống nơi đây, bất quá lại bị Hồng Mông đại tinh không tạo thành đầy trời tinh trận cản lại. Phá cho ta! Vậy chấn nộ tiếng gào, vang khắp thiên địa, theo sát phía sau, chính là vậy bộc phát ra vô tận thần quang đổ sộ đại hư không chỉ, giống như là xuyên qua hồng hoang lưu quang, cuồn cuộn bắn tới. Rào 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 rào! Chân trời vang lên tinh mạc thanh âm tan vỡ, Hồng Mông đại tinh không bị xé ra một đạo ngôi sao chỗ rách, tất cả hắc ám bị ngay tức thì xông phá. Mà ban ngày ánh sáng lần nữa hạ xuống nơi đây, đỉnh trận trong vòng phương viên trăm dặm, quang minh tái hiện. Ở đó hắc ám trong đại trận tự giết lẫn nhau vạn khư thần điện đệ tử, lúc này mới cả người chấn động một cái, khôi phục thanh tỉnh, nhớ tới mới vừa mình hành động đã thực hiện, quả thực là có chút nghĩ mà sợ. Rồi sau đó bọn họ mới đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Diệp Thần nơi tới. Cách đó không xa, một đạo lưu quang, từ vậy thiên trụ sơn trên đỉnh phóng lên cao, tiếng sấm cuồn cuộn, khói thuốc tràn ngập, cao lớn uy mãnh hồng thiên kinh đạp một đóa mây sấm, đi tới nơi này. Hừ, còn muốn dùng cái loại này chút tài mọn tới tiêu diệt kẻ địch, luân hồi chi chủ, không thể không nói, ngươi thủ đoạn này cũng đã rơi xuống kém cỏi, cho dù là từ thất lạc lúc không trở lại, cũng không gặp ngươi tu vi có nửa điểm tăng trưởng. Hồng thiên kinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt như đuốc, ở đó đáy mắt chỗ sâu, có một vẻ kinh dị. Hắn hết sức tò mò, Diệp Thần là như thế nào từ thất lạc thời không trốn ra được, nhưng lúc này nhất định phải giữ cấp trên khí độ. Mãnh liệt ngọn lửa linh lực giống như là một đầu thần thú, thẳng xông lên trời cao, bước vào mặt đất sơn hà, phát ra chấn động tâm hồn người lực lượng. Diệp Thần nhìn trước mắt Hồng Thiên Kinh, đối phương đã không còn lúc trước như vậy trầm trầm dáng vẻ già nua, mà là giận máu hồi trào, cả người trẻ tuổi không thiếu, trên mặt đổi thành thần thái sáng láng vẻ mặt. Không nghĩ tới ngươi lại có thể dùng loại phương thức này tới khôi phục thực lực, làm sao, muốn hoàn toàn đem mình hiến tặng cho vạn khư thần điện liền sao? Diệp Thần trên dưới quan sát Hồng Thiên Kinh hai mắt, cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Bị phong ấn trước, Hồng Thiên Kinh đạo nguyên căn cơ bị Thái Thượng Thiên Nữ xuyên qua, đã không cách nào khôi phục trước như vậy thủ đoạn thông thiên tu vi. Dưới mắt duy nhất có thể mượn, chính là vạn khư thần điện lực lượng. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, tiến lên trước một bước. Hồng Thiên Kinh cười quái dị hai tiếng, cũng không có làm quá nhiều giải thích. Hắn và Diệp Thần ân oán giữa đã đến không chết không thôi bước, tuyệt không phải như vậy có thể tan ra phổ thông nhân quả. Sợ rằng chỉ có dùng sống chết mới có thể cân nhắc. Ta muốn thế nào sợ rằng còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, trước lo cho chính ngươi đi. Có thể từ ta dưới quyền còn sống, vậy ngươi tuổi thọ liền sẽ cao hơn ta. Hồng Thiên Kinh liều lĩnh cười to, chỉ cần có thể khôi phục thực lực, hắn có thể không quan tâm sinh mạng cái loại này hư vô đồ. Sống lâu như vậy vậy đủ rồi, sống được quá dài là một loại hành hạ. Hơn nữa hắn lúc này có tuyệt đối lòng tin, Diệp Thần coi như từ thất lạc lúc không trở lại, thực lực tăng cường, cảnh giới sợ rằng vĩnh viễn không cách nào gặp phải hắn. Phong tỏa ở trong người những cái kia vô danh gông xiềng, hắn đã giải khai liền phần lớn, bây giờ thực lực, cùng trước kia đối chiến thực lực, chênh lệch rất nhiều, mặc dù còn vẻn vẹn chỉ là chạm tới một chút đại đạo căn nguyên. Nhưng là đối hắn mà nói là không thể tốt hơn nữa khen thưởng. Hừ, luân hồi chi chủ thì như thế nào, không hay là đem muốn thua ở tay ta bên trong. Lần đầu tiên để cho ngươi chạy, lần thứ hai tuyệt đối muốn ngươi chết ở trong tay ta. Hồng Thiên Kinh lạnh giọng nói, giọng trong đó, sát ý nghiêm nghị. Ngày hôm nay, hắn đã hấp thu vậy thiên trụ sơn giữa trời sát khôi lực lượng, thân xác đổi được vô cùng cường hãn, có thể nói bất tử bất diệt. Ngươi hiện tại đã chỉ nửa bước vào thiên quân tầng thứ. Diệp Thần trong mắt hơi chăm chú, nhìn Hồng Thiên Kinh nói. Ha ha, coi như ngươi có chút nhãn lực, ta đã khôi phục một chút thiên quân tôn giả lực lượng, cho dù ngươi từ thất lạc lúc không trở lại, cũng không phải ta đối thủ, vẫn là sớm đầu hàng đi, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Hồng Thiên Kinh tàn nhẫn cười một tiếng, bị kẹt trong lòng đất cũi nhiều năm như vậy, trong cơ thể hắn thí sát ý đổi được càng phát ra mãnh liệt. Chỉ có giết hại cùng máu tươi, mới có thể làm cho hắn tìm được sinh tồn ý nghĩa, giống như hắn năm đó như vậy, dẫn quân đội cùng ma tổ vô thiên mở ra kinh thiên động địa tỉ thí, cuối cùng dạo chơi ở máu tươi trong đại dương, mới có thể lấy được thỏa mãn lớn nhất. Diệp Thần thần sắc có chút cổ quái, hắn nói thực lực có thể từ từ khôi phục, hiện tại ngươi đã cùng cái này đạo cửu đỉnh đại trận treo mắc câu, ngươi thu được trong đó lực lượng,
cũng để cho mình sau này không cách nào thoát thân. Vũ Hoàng cổ đế mong muốn, chỉ sợ sẽ là như vậy kết quả đi, để cho ngươi trở thành hắn con rối. Hồng Thiên Kinh cười ha ha một tiếng, ánh mắt 10 phần khinh thường, nói, như vậy lực lượng ban thưởng, cùng ngươi nói nhiều, ngươi cũng không biết hiểu. Coi như ngươi người mang luân hồi huyết mạch, vậy thì như thế nào? Hôm nay còn không phải là muốn một lần nữa bị ta đánh bẹp, không phục vậy được chịu phục. Diệp Thần cười một tiếng, nói, vậy thì xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Từng luồng hủy diệt phù văn, ngưng tụ thành đạo ấn, hiện ra ở kiếm hắn trên mình. Hung hãn thiên kiếm kiếm khí, hòa lẫn khí tức hủy diệt, đại lộ thiên uy, đột nhiên bùng nổ. Diệp Thần một kiếm chém ra, trực tiếp sử dụng cao nhất kiếm pháp. Giờ khắc này, hắn trường kiếm nơi tay, tựa như hóa thân thiên địa nắm giữ, kiếm khí mũi nhọn lộ ra, khoáng đạt trình độ cao nhất. Đinh! Diệp Thần hung hăng một kiếm, đánh vào nham thạch nóng chảy nơi tạo thành phòng ngự trận trên. Mà vậy thiên trụ sơn nham thạch nóng chảy sắc bén cũng không cam chịu yếu thế, ở Hồng Thiên Kinh điều động dưới, ngưng tụ thành một cái màu máu cuồng đao, đột nhiên đánh ra. Một kiếm một đao, mãnh liệt giao phong, liên tiếp sao hỏa, ngay tức thì tách thả ra. Hồng Thiên Kinh ở miệng núi lửa đợi chừng 10 ngày, đem thiên sát khôi nơi năng lượng ẩn chứa hấp thu hơn phân nửa, trợ lực cửu đỉnh đại trận thành hình đồng thời, tự thân thực lực cũng nhận được cực lớn tăng trưởng. Thiên Hồng Bảo Thuật, vạn kiếm thành sông. Vậy thiên trụ sơn bộc phát ra một hồi sáng chói mãnh liệt thần quang, kèm theo ra là vô số dung nham dung hóa thành thông thiên bảo kiếm, chạm một cái liền bùng nổ, mọi thứ uy nghiêm, hội tụ thành một cái ngút trời kiếm sông, lao nhanh chảy qua, dị tượng muôn vàn. Cùng lúc đó, Hồng Thiên Kinh trong tay vậy ngưng tụ ra một cái dung nham ngọn lửa lưu động kiếm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay dung nham kiếm hóa thành một đạo hỏa quang, hừng hực cháy, tựa như sao băng rơi xuống, tuyệt thế hơi thở cuồng bạo phun ra, chém về phía Diệp Thần. Tất cả ngẩng đầu thấy một màn này người, đều là sinh lòng rung động. Một chiêu này Thiên Hồng Bảo Thuật, là ta ở nham thạch nóng chảy nội tu luyện cảm ngộ, liền xem ngươi có thể hay không kháng trụ đi. Hồng Thiên Kinh cười lạnh một tiếng. Diệp Thần cũng không ngồi chờ chết, hắn trực tiếp dùng hết hồi lâu chưa từng vận dụng dáng Trần Hàng Long kiếm, cùng với giống vậy hồi lâu không có dùng sát kiếm, đôi kiếm hợp nhất, thần quang cuồn cuộn, vô địch kim quang cùng cuồng bạo sấm sét xen lẫn ở trong đó, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Canh kim nguyên phù, sấm sét nguyên phù. Diệp Thần chợt quát một tiếng, kiếm khí gào thét ra, dáng Trần Hàng Long kiếm hơi ra chiêu thức, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Mũi nhọn lộ ra, vô tận màu máu ánh sáng hội tụ ở giữa không trung, còn xuất hiện mấy đợt bất đồng huyết nguyệt, treo chân trời, đỏ thắm nhức mắt. Mỗi một vòng huyết nguyệt đều là yêu dị lóa mắt thêm sáng chói huy hoàng, trong đó nơi dâng trào huyết khí như sóng biển vậy mãnh liệt, hơn nữa có vô cùng lực lượng chấn áp xuống, phảng phất là từ xa như vậy cổ niên đại lan tràn ra, sắp chấn vỡ mảnh tinh không này mái vòm. Theo tu vi và cảm ngộ tăng lên, đã từng là võ đạo, cũng không ngừng lột xác. Thậm chí có thể bùng nổ kỳ hiệu. Dáng Trần Hàng Long kiếm uy lực thập phần cường đại, nhưng là sát kiếm cũng không thua, từ nào đó phương diện mà nói, sát kiếm thậm chí có thể sánh bằng Hoang Ma Thiên Kiếm. Tinh hồn chém. Diệp Thần phía trên đỉnh đầu, phảng phất có vô số ngôi sao đang hội tụ, không chỉ có như vậy, hỗn độn ngọn lửa và hủy diệt hắc dương tiếp liền hiện lên, vây quanh ở sát kiếm chung quanh, hơi thở chập chờn làm hư không chấn động. Hai thanh kiếm này cùng hai đại nguyên phù hợp hai là một, bạo chém đi, và Hồng Thiên Kinh Thiên Hồng Bảo Thuật điên cuồng đụng nhau, ăn mòn, cuối cùng theo một đạo hư không hắc động phơi bày ra chói mắt gió bão, hai người đối kháng cũng theo đó kết thúc. Hồng Thiên Kinh trong mắt dần dần từ nóng như lửa đổi dỗi rãnh động, hắn biết rõ Diệp Thần lần này trở về thực lực lại tăng lên không thiếu, nếu như không lợi dụng tốt lần này cơ hội, sợ rằng sau này thì rất khó đối phó Diệp Thần. Tiểu tử này tu vi tiến cảnh càng lúc càng nhanh, thậm chí để cho hắn đều cảm giác được một chút sợ hãi. Ta vốn là muốn cùng ngươi vui đùa một chút, nhưng hiện tại tới xem, lưu ngươi không được. Hồng Thiên Kinh giọng lạnh như băng, mà lời của hắn vừa dứt, cả người liền biến mất không gặp, lúc xuất hiện lần nữa, đã cách Diệp Thần chưa đủ 100 mét, hơn nữa hắn con ngươi là đen nhánh, cả người quỷ khí lượn lờ. Không tốt, Diệp Thần cảm thấy có chút không ổn, lập tức đi về sau rút lui, nhưng Hồng Thiên Kinh giống như phụ cốt thư. Hình bóng không rời, xâm la quỷ khí càng phát ra nồng nặc. Thiên Hồng Bảo Thuật, quỷ quật địa ngục. Hồng Thiên Kinh chung quanh,
có từng ngọn địa ngục quỷ môn quan nổi lên, thành tường kia trên chi chít đều là củi, vô số đôi khô cằn, nhợt nhạt cánh tay, lộ ra vậy củi, muốn liều mạng vùng vẫy, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Mấy trăm triệu oan hồn ở trong đó gào thét, gầm thét, nồng nặc tiếng quỷ khóc để cho tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ đều cảm thấy nóng lên. Hồng Thiên Kinh nhanh cười một tiếng, bàn tay lộn, thì có một cái u hắc xâm hệ ma kiếm, ở trong tay ngưng tụ thành hình, tản ra nóng bỏng tà ác ma khí cấm thuật, tụ vào Hồng Thiên Kinh tay cầm vị trí, quấn quanh thành từng cái cường tráng hắc tuyến, dọc theo trên thân kiếm đường vân, hoàn mỹ thả dung hợp. Quỷ kia quật địa ngục giống như là cái này cầm ma kiếm nơi diễn hóa ra tới một phương thiên địa, đủ làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Ma kiếm bên trái tiếp suối vàng, bên phải ngay cả ngục. Toàn thân đen thui như mực, ma kiếm ngông cuồng quy luật thả dung hợp, toàn bộ địa tâm vực ở chỗ này vậy ma khí dày đặc vờn quanh dưới, đã hóa thành một phiến u minh quỷ vực, tất cả mọi người đều không cách nào chạy khỏi cái này số mệnh vậy luân hồi. Hồng Thiên Kinh lĩnh ngộ thiên hồng bảo thuật, một nửa là nhân gian, một nửa kia là địa ngục, âm dương lưỡng cực tương sanh tương khắc, có thể đem cửa này bảo thuật uy lực phát huy tới lớn nhất. Tất cả thấy cái này suối vàng địa ngục người đều là sinh lòng sợ hãi. Có dũng khí rơi vào cửu u suối vàng, không cách nào luân hồi chuyển thế cảm giác. Hồng Thiên Kinh thực lực như thế nào đi nữa suy yếu, cũng là đã từng là thiên quân lão tổ, hắn lĩnh ngộ đại lộ căn nguyên quy luật, xa không phải người thường có thể so với. Diệp Thần thấy vậy đem mình toàn bộ vây quanh u minh địa ngục, ánh mắt không khỏi híp một cái này Hồng Thiên Kinh thật là bỏ được bỏ vốn gốc à. Nếu như thả ở lúc trước, đối phó ngươi như vậy mà ảnh. Ta quả thật cần phải hao phí không nhỏ khí lực, nhưng là hiện tại mà. Chỉ có thể nói ngươi là đưa tới cửa để cho ta đánh. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn đưa tay một chút, mơ hồ nhược hiện ánh sáng màu bạc trôi lơ lửng tại chân trời, ở trong nháy mắt đón gió bạo tăng, cơ hồ tăng thành một khối bao trùm ở mái vòm trên màn trời, nguyên cái thiên địa không khí cũng làm chen bể, nổ tung, nhấc lên một cổ cuồng bạo mãnh liệt gợn sóng. Mà Diệp Thần trên đỉnh đầu, lại lần quần một cái to lớn rồng thần, đậm đà long khí khuếch tán ra, giống như là mặt nước kinh khởi từng tầng một gợn sóng, uy lực hết sức kinh người. Diệp Thần trong tay bất ngờ xuất hiện một cái toàn thân màu bạc trắng cự kiếm, toát ra lóa mắt hào quang, giống như một vòng trăng bạc tách thả ra, và quỷ kia khóc ngục đụng vào nhau, có hoành tảo thiên quân thế. Toàn bộ địa tâm vực kịch liệt diêu động một hồi, thiên địa run rẩy, sơn xuyên con sông đồng tình gào thét. Vậy địa ngục lại bị màu bạc trắng kiếm đạo ánh sáng cho đánh lui, trong chốc lát, mọi người đều kinh. Hồng Thiên Kinh thiên hồng bảo thuật coi như vững chắc, hỗn loạn liền một hồi, liền lại khôi phục nguyên trạng, lại lần nữa đổi được quỷ khí uy nghiêm. Bất quá lúc này hắn trong lòng hiển nhiên không phải bề ngoài bình tĩnh như vậy, cái này luân hồi chi chủ lần trước cùng hắn lúc đối chiến, tựa hồ còn không bộc phát ra lớn mạnh như vậy thiên địa uy thế đi, mà lần này trở về, hắn thực lực tựa hồ lại cao hơn một tầng lầu. Loáng thoáng, sinh ra hoàn toàn lột xác. Cho dù ngươi là luân hồi chi chủ, xuyên phá luân hồi đại lộ, nhưng không nên quên trời đất bao la, tài nhân lớp lớp xuất hiện, người luân hồi chi đạo cũng không phải cái này thế gian duy nhất. Hồng Thiên Kinh giọng lạnh như băng, hắn muốn từ lòng tin trên đả kích Diệp Thần. Ta không cần ngươi tới dậy, quản tốt chính ngươi đi, bị nhốt nhiều năm như vậy còn không biết hối cải, cuối cùng còn cần người khác tới cứu ngươi. Diệp Thần lạnh lùng đáp lại. Ngươi, tự tìm cái chết, Hồng Thiên Kinh bị người trò trúng một đoạn kia nhất không muốn kỷ niệm chuyện cũ, nhất thời thẹn quá thành giận. Hắn nhưng mà thái thượng thế giới chí cao vô thượng thiên quân lão tổ một trong, thằng nhóc này lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện, sợ rằng thật là chán sống. Luân hồi chi chủ, người thiên phú mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không đại biểu cõi đời này không người có thể trị được ngươi. Hồng Thiên Kinh nhàn nhạt nói, hắn giọng mười phần cường thế. Hoặc như là đối Diệp Thần một loại khinh thị. Diệp Thần đối với lần này chính là khinh thường cười một tiếng. Hắn biết rõ Hồng Thiên Kinh tính cách, bướng bỉnh bất tuần, độc lập là vương. Hơn nữa đã từng là thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ đối hắn cúi đầu xưng thần. Đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, muốn đánh liền tới. Diệp Thần chỉ là đáp lại một câu. Được, rất tốt. Hồng Thiên Kinh nói liên tục hai cái chữ tốt. Giận dữ ngược lại cười. Sau lưng hắn vậy thiên trụ sơn lần nữa sôi trào, đổ ánh ra thiên khung bóng dáng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Mà Diệp Thần chính là đứng ở đỉnh núi, ngồi ngay ngắn ở này, cả người vòng quanh thần thánh bạc ánh sáng màu trắng sau lưng,
lại là có thần long hư ảnh như ẩn như hiện, thập phần cường đại. Thấy vậy, Hồng Thiên Kinh ánh mắt nhất thời rét một cái, hắn dĩ nhiên đã nhìn ra, Diệp Thần đã thu phục bầu trời long hồn, hơn nữa thành công chạy ra khỏi thất lạc thời không, thực lực bây giờ tiến hơn một bước, càng phát ra khó đối phó. Nếu như tiếp tục mặc cho hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng tương lai sẽ là cái đại họa mắc. Nhất niệm đến đây, hắn cũng sẽ không nương tay, thúc giục những này qua tới luyện hóa thủ đoạn mạnh nhất. Thiên Hồng bảo thuật, chỉ một cái mất đi. Hồng Thiên Kinh thấp giọng thì thầm, mà đang ở trong nháy mắt, hắn gọi tới suối vàng cùng quỷ thành tất cả đều ngừng không nhúc nhích, sau đó dần dần hóa là ảo ảnh, ở đó trong bầu trời, mây mù lăn lộn, lôi kiếp hạ xuống, giống như diệt thế thần tới chỗ này, thu hoạch đám người không đáng nhắc tới sinh mạng. Hắn một chiêu này là ở Thiên Trụ Sơn bên trong suy diễn ra, cùng đại lộ căn nguyên kết hợp với nhau, ra đời một loại mới tinh bảo thuật. Một đạo minh mông khí lưu từ ngực rỉ ra, ở hồng kim bảo trên mình lưu chuyển, tách thả ra, làm người ta sinh lòng màng bái, đây là hắn nơi diễn hóa ra Thiên Hồng bảo thuật, có thập phần cường đại uy lực, có thể trấn nhiếp cổ kim, cũng có thể nghịch chuyển càn khôn. Thiên khung mây mù đi hai bên tản ra, hùng vĩ hơi thở tràn ngập, ẩn chứa cổ xưa bể dâu uy nghiêm, một khắc sau ma khí xuyên qua, thời gian đảo mắt chiếm cứ toàn bộ chân trời, liền vũ trụ đều hóa thành hắc ám cổ. Một cây cự đại ngón tay không biết từ địa phương nào đi ra ngoài, đè ở trên bầu trời, làm cả thiên địa làm rung động. Mà vậy ngón tay lại tựa như một cái ngút trời cự kiếm, hừng hực cháy, vạn vật ở hắn ánh chiếu dưới, ảm đạm thất sắc. Phạm Thiên Thần Công, Liệt Tự Quyết. Hồng Thiên Kinh đem hai người này dung hợp vào một chỗ, ra đời hạng nhất thuộc về tự mình quy tắc đại lộ thần thông. Cái này cây cự đại ngón tay nơi chỉ hướng bất ngờ là Diệp Thần. Tất cả trọng áp ở trong nháy mắt toàn bộ chiếu nghiêng xuống, dường như muốn đem mảnh thiên địa này ngay tức thì xuyên thủng. Diệp Thần vậy cảm nhận được liền phần kia mãnh liệt uy áp, hắn đem nguyện vọng thiên tinh cùng tuyết giấu tinh thần chồng chung một chỗ, tác phẩm xây lên bông tuyết bay dương và tinh thần lưu chuyển phòng ngự thuẫn lớn. Đúng như dự đoán, ở đó vô địch hắc ám khí bao phủ dưới, cái này khác biệt 33 thiên thái thượng thần khí cũng không cách nào chống đỡ quá lâu, cuối cùng thất bại mà về, lần nữa trở lại Diệp Thần trên mình. Diệp Thần vậy tự nhiên biết rõ, dựa hết vào cái này khác biệt bảo bối cũng không cách nào đối kháng vậy hư không cự chỉ. Cho nên hắn cũng không nóng nảy, mà là thừa dịp thời cơ này nhảy lên, triệu hoán ra Long Uyên Thiên Kiếm. Ở huyết khí kích thích dưới, trong cơ thể hắn bạo phát ra một cổ thao thiên lực lượng, màu máu nắng gắt bay lên, tới cái này chân trời đỉnh cấp. Long Uyên Thiên Kiếm, ngân hà rơi xuống. Đây là Diệp Thần ở rồng thần trong cung điện lĩnh ngộ mà đến chiêu thức, huyết long ở trong đó thực lực rất nhiều tăng cường, mà Diệp Thần cảm ngộ cũng không thiếu. Ngay lập tức tới giữa, hắn thân hình nhanh chóng biến hóa, lại là thi triển nổi lên vậy 9 tầng trời bay lượn thuật, như một con thần long, chăn trở xê dịch, xông phá vân tiêu, tới Hồng Thiên Kinh bên cạnh. Cho đến giờ phút này, ngút trời huyết khí dẫn tới tinh không nước lũ, mới ngang nhiên tới, vô số ngôi sao rối rít rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa ngọn lửa, một lần hành động đem nơi này không khí đốt, đầy trời biển lửa cùng vậy hư không cự chỉ, tạo thành địa vị ngang nhau thế. Hồng Thiên Kinh đứng chắp tay, thân thể to lớn, trong mắt sửng dưng, hắn đối với lần này chiến đấu một chút cũng không khẩn trương. Ở Thiên Trụ Sơn bên trong tu luyện cảm ngộ sau đó, hắn thực lực đã chỉ nửa bước vào thiên quân tầng thứ, hơn nữa lĩnh ngộ thái thượng chí thánh pháp bảo tinh túy, 9 tầng trời thần công mượn do Thiên Hồng bảo thuật hiển hiện ra, uy lực cường đại hơn, có thể nói là hoành đẩy hết thảy cũng không quá đáng. Cho dù Diệp Thần lấy được ngày trước không long hồn, lúc này thực lực còn chưa phát triển đến đỉnh cấp, vì vậy Hồng Thiên Kinh 10 phần có lòng tin. Luân hồi chi chủ, hôm nay lúc này chết đi, cái này thế gian liền lại cũng không có đồ gì có thể trở ngại vạn khư thần điện xưng bá. Hồng Thiên Kinh trong lòng nghĩ như vậy nói, hơn nữa cùng lúc đó, đem toàn bộ lực lượng của mình cũng bơm vào đến vậy hư không cự chỉ trong đó, sẽ dùng một chiêu tới vặn ngã đối phương, để cho hắn tan thành mây khói. Lửa cháy bừng bừng nhuộm không, cự chỉ che trời, hôm nay rung động hình ảnh, để cho tất cả địa tâm vực chân người chân như nhũn ra, không biết làm sao. Diệp Thần ánh mắt đổi được linh động lực, hắn biết lúc này Hồng Thiên Kinh đã quyết đánh đến cùng, gánh nước đánh một trận, chính là muốn cầm ra mạnh nhất thủ đoạn tới đánh bại hắn. Hồng Thiên Kinh, ngươi muốn giết ta, ta làm sao thử chẳng muốn lấy ngươi mạng chó. Hôm nay liền đánh một trận quyết định thắng bại đi. Diệp Thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, phách khí tuyệt luân,
hắn trong mắt thật giống như thiêu đốt có thể nuốt phệ thiên đất huyết khí, cuồng trào ra, đem vậy sát kiếm cùng dáng Trần Hàng Long kiếm toàn bộ bao vây. Mà lúc này Long Uyên Thiên Kiếm, chính là tản mát ra một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Xung hợp, Diệp Thần hiện tại làm chính là hiến tế cái này hai thanh thần kiếm, đem đổi thành thành Long Uyên Thiên Kiếm lực lượng, lấy này tới ứng đối cường địch. Diệp Thần trong tay đã từng dung hợp qua rất nhiều thần khí, khi đó hắn mượn do vạn long huyết đan che ở nguyên lực trong cơ thể, như vậy chịu đựng được như vậy cắn trả. Mà hiện tại hắn dung hợp lần nữa cái này hai kiện vô thượng thần kiếm. Hắc ám, sấm sét, canh kim cùng với mậu thổ bốn lớn nguyên phù, ở hắn bao quanh, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một bộ trận đồ. Mà tất cả vây quanh tâm điểm đều là Long Uyên Thiên Kiếm. Rào 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 rào. Chu vi ngàn dặm nổi lên lạnh thấu xương gió lốc lớn, từ hư không chỗ sâu tới, tung bay đung đưa, bỗng nhiên thành hình. Mà trên bầu trời, vô số sấm sét giống như thiên quân vạn mã cuồn cuộn tới, đem tất cả ban ngày quang minh cũng bao trùm. Diệp Thần thân thể bay lên không, hắn trên đầu hiện ra lau một cái huyết khí, lan tràn mở rộng, rồi sau đó bùng nổ thành đủ mọi màu sắc quang hoa sáng chói. Ở đó hư không, cự chỉ lóe lên đủ mọi màu sắc sáng chói ánh sáng. Chút nào không rơi xuống gió, tác phẩm xây lên một bức chậm rãi lưu chuyển càn khôn bát quái đồ. Mà giữa không trung Long Uyên Thiên Kiếm lăng không trôi lơ lửng, thân kiếm đã bạo tăng tới hơn trăm gạo, tản ra sáng như tuyết sắc bén. Bất quá cái này còn không đủ, đã từng kiếm đời Trần lấy được hai thanh kiếm vậy từ vòng ngoài bay vào, phân biệt đâm vào Long Uyên Thiên Kiếm chuôi kiếm cùng kiếm đuôi, chợt, nguyên thanh trường kiếm run lẩy bẩy, nhiệt độ kinh khủng ở trong đó bùng nổ. Đủ để xuyên qua cổ kim, tiêu diệt vạn vật chấn động hơi thở ngất trời ra, để cho người kinh hồn bạt vía. Một cái huyết long chiếm cứ ở giữa không trung bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét, mà từ trong cơ thể phân hóa ra thứ hai linh hồn, đó là một đầu cả người phơi bày ra màu bạc trắng bầu trời cự long. Song long giao hội, vô tận long khí bao phủ xuống, đem Diệp Thần cả người bọc. Diệp Thần thân thể hồn nhiên chấn động một cái. Cái này huyết long cùng bầu trời rồng thần dung hợp với nhau sau đó, ra đời rất nhiều đạo nghĩa lực, bọc lại hắn vậy trong ý nghĩ kiếm ý. Hắn cả người tinh khí lưu chuyển, mây mù bàng bạc, giống như là tắm thánh quang mà sinh thiên đạo thánh tử, chỉ có cái này vô tận thiên đạo, mới có thể làm cho hắn cảm thấy một chút kính sợ. Còn lại vạn vật đều là con kiến hôi. Long Uyên Thiên Kiếm hấp thu không ít đạo nguyên, từng bước chậm rãi trở nên lớn, vậy hai con thần long cũng là đan vào. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh như băng nhưng lại thần thánh sáng bóng vậy dần dần lan tràn, đem toàn bộ thương khung phản xạ ra hai loại màu sắc. Mà vậy cầm Long Uyên Thiên Kiếm còn không có ngừng, mà là tiếp tục biến đổi, do lúc ban đầu không tới 2 mét, hóa thành nghìn mét chi trường. Nguyên cái thiên địa đều tựa như bị cái này cầm thiên kiếm thọt xuyên, đạt tới thế gian vạn đạo đỉnh cấp. Đối với vậy hư không cự chỉ, Diệp Thần vậy không khách khí, leng keng mà động. Hắn hấp thu bộ phận thiên đạo lực lượng sau đó, ngắn ngủi thực lực đến đỉnh cấp cảnh. Hắn leng keng mà động, đem vậy bất diệt linh khí toàn bộ hút vào mình trong cơ thể, lúc bộc phát, một đạo đen nhánh ánh sáng thẳng xông lên trời cao, vô tận huyết khí ở mây đen gian không ngừng sôi trào. Đây là hắn lĩnh ngộ Long Uyên Thiên Kiếm chi đạo. Đến nghìn mét sau đó, Long Uyên Thiên Kiếm rốt cuộc ngưng tăng trưởng tốc độ, thể tích tuy kém hơn vậy một đạo xuyên qua hư không cự chỉ. Nhưng lại là vô cùng rung động nhân tâm. Long Uyên Thiên Kiếm, Thiên Không Chi Vương. Diệp Thần trong tay, đầy trời hư ảnh hội tụ thành một cái bình thường bộ dáng thiên kiếm, chẳng qua là lấy bóng sáng thao túng. Hắn thần sắc đột nhiên biến đổi, chém ra một kiếm, ngọn lửa lăng vân, nhất thời liền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, giống như mặt thế kinh khủng như vậy khiếu thiên. Hư không cự chỉ đã hạ xuống, uy lực kinh người, mang theo vô cùng vô tận bầu trời gió bão. Chung quanh vạn dặm không mây, đều là bị hắn nơi đánh sơ xác. Bên kia, Thiên Trụ Sơn bên Hồng Thiên Kinh thần sắc cũng không lớn tốt, hắn còn đánh giá thấp Diệp Thần thực lực, không nghĩ tới tên này lại bí quá hóa liều, hiến tế hai đại thần kiếm, tới tác thành con rồng này Uyên Thần Kiếm. Một cái nửa bên màu máu, nửa bên ngân bạch rồng thần bay lên trời, quấn lấy vậy một cây tinh không cự chỉ, lợi dụng hào hùng lực lượng, gắng gượng để cho hư không cự chỉ dừng lại hạ xuống khuynh hướng. Tàn bạo lực lượng cuộn sạch mở, sơn hà vết nứt, cây cối sụp đổ, vô luận là vậy chạy nhanh sư tử đực vẫn là bay lượn chim thương ưng, cũng cảm nhận được liền cực lớn áp lực, ngừng sát phạt cùng đuổi bắt, lập tại chỗ, không biết làm sao.
Giờ khắc này, vô số sinh linh làm nghẹn ngào. Cuồn cuộn oai rồng huyễn hóa thành muôn vàn ý voi, tựa như ở trên trời khung phác họa nổi lên một bức to lớn thái cực đồ, âm dương tương xanh tương khắc, huyết khí cùng ánh sáng bạc thay nhau lưu chuyển, dùng cây kia hư không cự chỉ hai bên đẩy tới, chậm rãi nghiền nát. Hồng Thiên Kinh gặp phải đòn nghiêm trọng, chợt khạc ra một ngụm máu tươi, hơi thở uể oải mấy phần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại không phải hấp thu ngày trước Không Long Hồn Quân chủ lực, mà là hắn thanh kiếm kia vào huyết long, thừa kế bầu trời long hồn lực lượng, từ đó bạo phát ra rồng thần vô tận lực lượng. Hơn nữa ở đó vô tận oai rồng sau lưng, lại diễn hóa ra liền một món thất lạc thời không hỗn độn. Đó là tiếp cận với không không tồn tại, chỉ là xem một chút, liền đủ để cho người sợ hãi. Không, không thể nào, Hồng Thiên Kinh trợn to mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng, đó lại là Diệp Thần có thể diễn hóa ra thương khung dị tượng, thật là xem viễn cổ lưu truyền tới, cực kỳ mạnh mẽ thần bí, gần như tại chư thiên vô địch. Như Diệp Thần lúc này thực lực bước vào trăm gia cảnh tầng thứ, sợ rằng một kiếm này là có thể để cho hắn tan thành mây khói. Hồng Thiên Kinh cắn răng, vậy đôi tàn bạo trong con ngươi để lộ ra lau một cái đoạn tuyệt. Luân hồi chi chủ, nếu ngươi muốn đấu, vậy bổn vương liền cùng ngươi đấu rốt cuộc. Hắn cắn bể mình năm ngón tay, màu máu hung quang phóng lên cao, tựa hồ phải đem thiên địa này cho biến dạng, hơn nữa đi đôi với ngút trời cháy, tinh thần hủy diệt, vô số vũ trụ hài cốt rối rít mà rơi, đọng lại thành vô thượng đạo quả hư ảnh. Cái này năm tơ huyết khí sâu nhập vậy hư không cự chỉ trong đó, lại làm hắn lập tức dâng trào mãnh liệt, bộc phát ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Vô số dị tượng ở sau lưng diễn hóa, hơn nữa rối rít lao ra, giống như là vô số ác ma thoát đi địa ngục, hạ xuống nơi đây, cường hóa hư không cự chỉ sức chiến đấu. Sáng mờ hòa hợp, mây mù đầy trời, mà hư không cự chỉ chính là hoàn toàn biến đổi màu sắc, do huyết khí phun trào, đổi là mây đen cuồn cuộn, hơi thở cuồng bạo giống như diệt thế tai nạn như vậy, cực kỳ đáng sợ. Huyết long khổng lồ kia thân rồng lại bắt đầu cuốn không được, song sắc long quang ngửa mặt lên trời gào to, vẫn không địch lại lực lượng cuồng bạo tăng trưởng. Mà Diệp Thần trong mắt, thoáng qua lau một cái đoạn tuyệt. Cuộc chiến sinh tử, so đơn giản chính là người đó ác hơn mà thôi. Cùng trời đấu, hắn vui vô cùng, cùng người đấu, hắn vui vô cùng, thiên địa vô cực, sống chết miễn bàn, chỉ có vậy cực đạo đỉnh mới là một tên võ giả theo đuổi đỉnh cấp. Vứt bỏ sống chết, bất luận thành tựu, chỉ là truy tìm trong lòng một màn kia võ uy. Huyền yêu tinh máu, cháy. Luân hồi huyết mạch, cho ta cháy. Giờ khắc này, Diệp Thần lại mạo hiểm đồng thời cháy huyền yêu tinh máu và luân hồi huyết mạch. Hơn nữa huyền yêu tinh máu thiêu đốt tính cực kỳ to lớn. Nếu là ở đã từng, cổ lực lượng này đủ để cho Diệp Thần xé nát. Nhưng hiện tại thân xác và thực lực tăng cường, đây cũng là hắn cực hạn. Diệp Thần biết, như vậy giá quá lớn, nhưng là hắn hôm nay không có lựa chọn. Hắn muốn khiêu chiến mình sống chết cực hạn. Diệp Thần cả thân linh khí điên cuồng gào thét ra, liền quanh thân trăm dặm thời không cũng làm biến dạng, chấn động không dứt, trong mắt hắn, đã hoàn toàn biến thành thiên địa này một phần chia. Con mắt trái có muôn vàn tinh thần, ở trong đó lưu chuyển, thâm thúy, không thể điều tra, vô số ngôi sao ánh sáng chiếu sáng ở giữa đất trời này. Mắt phải chính là hiện ra một vòng kim quang sáng chói thái dương, ánh sáng hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng. Thật giống như đem mảnh thiên địa này hủy trong chốc lát. Diệp Thần hai tay cầm kiếm vuốt một đạo kiếm quang, chính là cái này một tí, giống như dẫn động chư thiên tinh thần. Mỗi một đạo tinh thần nối liền một cái tinh cầu, tiếp liền không ngừng, mênh mông canh canh, chúng đã vượt qua bầu trời giới hạn, san sát tại vũ trụ đỉnh. Cổ lực lượng này hàm chứa vô thượng đạo ẩn nghĩa sâu xa, hiển hóa thành từng đạo mãi mãi thiên kiếm cửa, huyền diệu vô cùng, thiên cơ khó nén. Ở đó thiên kiếm cửa cuối, một tấm cổ xưa bao la thiên môn, phát ra ủng ủng vang lớn, sau đó bỗng nhiên mở ra, vô cùng vô tận viễn cổ lực lượng gào thét ra, hóa thành một cái trùng điệp mấy trăm triệu bên trong sáng chói ngân hà. Ở tinh hà kia bên trong, trôi dạt vô số thần kiếm, chúng tựa hồ cũng là cố ý thức vậy, căn bản không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì, từ chân trời nghiêng rơi xuống, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng, vạn cổ bất diệt kiếm ý không còn gì oanh tạc, đến mức thiên địa vạn vật đều là hóa là mất đi. Trong một tích tắc này, màu máu rồng thần cùng hư không cự chỉ, bộc phát kịch liệt nhất va chạm. Áp lực vô tận đem bốn phía đỉnh núi ngay tức thì vỡ nát, liền hài cốt cũng không có để lại,
mà những thần kia sắc hoảng sợ vạn khư thần điện đệ tử chính là bị xóa bỏ đi, hình thần câu diệt. Hư không cự chỉ cũng ở đây vậy vô địch thiên uy dưới, biến thành không chịu nổi một kích yếu ớt tồn tại, cho dù có nguyên đạo màu máu tương liên, vậy không làm nên chuyện gì, bị rất miễn cưỡng biến dạng, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Thiên trụ sơn bởi vì bố trí cửu đỉnh đại trận, cho nên bị ảnh hưởng đến đều bị ngăn lại, thế nhưng sắp xỉ hoàn mỹ cửu đỉnh đại trận thứ tư đỉnh, như cũ gặp phải phá hoại, lò đạo quả không lành lặn một phần chia. Hồng Thiên Kinh là cái này vô địch kiếm ý thứ hai người chịu đựng, hắn gặp cắn trả khó mà dùng lẽ thường tới tưởng tượng, cho dù hiện tại đã khôi phục chút thiên quân lực lượng, nhưng mà như cũ không cách nào chịu đựng tới. Mọi người sợ rằng chưa bao giờ gặp qua Hồng Thiên Kinh suy yếu như vậy thời khắc, hắn vô lực ngã ngồi ở đỉnh núi, dựa vào chung một chỗ bị lột lớn nửa đoạn trên đá, cả người có vô số cái lỗ máu lỗ thủng, máu tươi màu đen đang chậm rãi đi nơi khác. Mà hắn khí tức cả người uể oải, vẻ mặt yếu ớt, liền liền thần hồn vậy gặp phải to lớn chập chờn. Bổn vương, tuyệt đối không nghĩ tới. Thiên long thần hồn cùng huyết long lực lượng dung hợp với nhau sau đó, lại là như vậy mạnh mẽ. Hồng Thiên Kinh tự lẩm bẩm, vậy rũ xuống trong mắt trong đó, đều là hối hận cùng phiền muộn. Hắn cuối cùng vẫn thua ở tự đại cùng ngạo mạn bên trên. Nếu như ban đầu dày mặt hướng Vũ Hoàng Cổ Đế hơn thỉnh cầu hai kiện chí bảo, hoặc là thái thượng vũ khí, hôm nay cũng sẽ không bị cái này huyết long và bầu trời long hồn trận cho phá hỏng. Chỉ tiếc hết thảy đã trễ rồi. Thiên trụ sơn bên ngoài, một đạo thanh thúy kiếm minh tiếng, chậm chạp nhưng lại kiên định xông lên vân tiêu. Theo tới còn có một cái huyết sắc trường long. Màu máu rồng thần vậy đôi to lớn con ngươi, chăm chú nhìn thiên trụ sơn đỉnh núi. Ở đầu rồng kia chỗ, Diệp Thần đứng chắp tay, thần sắc sửng dưng, hình bóng lại hết sức to lớn. Hôm nay đánh một trận nếu như truyền đi, sợ rằng có thể để cho hắn dương danh lập vạn, danh tiếng thiên cổ không rơi xuống. Hồng Thiên Kinh, từ được thả ra đến hiện tại, ngươi một mực ở đảm nhiệm vạn khư thần điện tay sai, chưa từng làm qua một phần có lợi cho chư thiên vạn giới sự việc. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chém ngươi cẩu tặc kia. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, giá quá lớn, nhưng hắn cố nén cắn trả, trừng mắt trợn tròn, hắn bỗng nhiên giơ tay lên ở giữa Long Uyên Thiên Kiếm, mũi nhọn nhắm thẳng vào Hồng Thiên Kinh. Trọng thương ngã xuống đất Hồng Thiên Kinh lại nơi nào kinh được như vậy thiên kiếm uy áp, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi, luân hồi chi chủ, chớ có phách lối được quá sớm. Vũ Hoàng Cổ Đế cuối cùng có một ngày sẽ thu thập ngươi. Hồng Thiên Kinh trừng lên trong mắt, hung tợn nói. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp một bước vượt qua hư không, khua kiếm tước mất Hồng Thiên Kinh đầu người. Vậy cái đầu cùng thân thể chia lìa sau đó, còn trên đất lăn vòng vo mấy cái. Một đạo trong chỗ u minh nhân quả tuyến, vậy theo Diệp Thần một kiếm này mà hoàn toàn mất đi. Đầu lâu sau khi rơi xuống đất, từ đoạn khẩu chỗ, có một đạo lưu quang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vọt ra ngoài, muốn chạy trốn nơi này, nhưng Long Uyên Thiên Kiếm động tác so hắn nhanh hơn một bước, trực tiếp bọc lại cái này tia thật nhỏ tàn hồn. Muốn chạy trốn, ngày hôm nay nơi này chính là đất chôn của ngươi. Diệp Thần trực tiếp thúc giục Long Uyên Thiên Kiếm lực lượng, huyết long nắm giữ sát phạt mộ đạo, đối với hết thảy kẻ địch đều là lạnh lùng vô tình. Quai rồng cuồn cuộn thật giống như một vòng từ từ dâng lên màu máu, dây đặc xanh xệt, lại thích tựa như vô số đá núi lửa tương, bỗng nhiên phun ra, hội tụ tại ở giữa thiên địa, toàn bộ thương khung cũng làm rung chuyển. Này cùng lực lượng hủy thiên diệt địa, đều là hội tụ ở đó đoàn huyết quang bên trên, nghiền ép tới. Huyết long uy áp chấn nhiếp khắp nơi, sáu hợp bát hoang làm kinh hãi. Cháy thiên địa, mất đi tinh không, hủy diệt hết thảy. Diệp Thần dùng còn sót lại dư lực bạo phát ra cao nhất nhất kích, hoàn toàn đem Hồng Thiên Kinh hư ảnh nghiền diệt thành trần. Thứ nhất đời thiên quân lão tổ, thái thượng thế giới trí cường nhân vật, cũ mới thời đại thay nhau lúc đó, làm ra kiệt xuất đóng góp hồng mỗi gia chủ, Hồng Thiên Kinh. Vào giờ khắc này tan thành mây khói, hoàn toàn chết, hắn trước khi chết không cam lòng tiếng gào truyền khắp khắp nơi, có thể vẫn là không làm nên chuyện gì, bị huyết long hư ảnh và Diệp Thần cực hạn vô tình chấn giết. Kinh này đi một lần, cũng coi là hắn cái này tràn đầy máu tươi cùng giết hại tội ác cả đời, trên bức tranh liền số câu. Diệp Thần thu kiếm lúc đó, cái này thiên trụ sơn vậy bắt đầu sụp đổ. Thuộc về Hồng Thiên Kinh vậy một đỉnh lực lượng chống đỡ ở chỗ Hồng Thiên Kinh, hôm nay hắn đã chết,
cửu đỉnh đại trận tự nhiên không cách nào đặt chân, chỉ có thể sụp đổ làm tan rã, rối rít sập xuống. Nhàn nhạt rung động thả ra một tầng tín hiệu, lấy thiên trụ sơn là trung tâm, hướng bốn phía lan truyền, không lâu sau nữa, liền sẽ truyền khắp toàn bộ địa tâm vực. Nhưng tất cả mọi người đều không có chú ý tới, Diệp Thần trong mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai, tất cả đều đang chảy máu. Sắc mặt hắn cực độ trắng bệch, tu vi không ngừng hạ xuống, sức sống đều tựa như ở tiêu tán. Hắn đang dùng hắn võ tổ đạo tâm và lăng tiêu võ ý khổ khổ chống đỡ, nếu không đã ngã xuống. Hắn rất rõ ràng, sau trận chiến này, mình tổn thương, có thể phải rất lâu mới có thể khôi phục. Lần này cháy luân hồi huyết mạch và huyền yêu tinh máu, giá phải trả thực sự quá lớn. Không chỉ hắn, huyết long cũng vậy. Cố nhiên giá phải trả to lớn, nhưng hết thảy đáng. Rất nhanh, thì có cường giả từ nơi này một vòng trong rung động lấy được tin tức, rối rít làm chấn động một cái, đầy mặt không thể tin. Nhâm Phi Phàm cùng thân độ Uyển Nhi các người chính là đang đuổi đi địa tâm vực trên đường, vậy giống vậy tiếp thu được cái này một tầng rung động chập chờn, nhất thời ngừng thân hình. Lần này, vô luận là thân độ Uyển Nhi vẫn là Vĩnh Hằng Thánh Vương, vẫn là Tiêu Thủy Hàn, đều giống như pho tượng vậy bỗng nhiên đọng lại. Nhâm Phi Phàm hai tròng mắt động nhược ánh nến, xuyên qua hư không, nhìn ra xa địa phương xa xôi, ở nơi đó, Diệp Thần đang xách một cái đầu lâu, đứng ở núi thần đỉnh, tiếp nhận chúng sanh vạn vật màng bái cùng thần phục. Này cùng phong thái, hắn đã từng chỉ ở le que mấy người trên mình gặp qua. Cho đến ngày nay, mấy người kia đều là trong thiên địa vô tận nắm giữ kinh người mênh mông lực lượng, phách tuyệt một khối. Không nghĩ tới hắn thật làm được. Đây cũng là hắn cực hạn sao? Cố nhiên Hồng Thiên Kinh còn chưa khôi phục thiên quân thực lực, nhưng vậy tuyệt không phải một cái thái chân cảnh có thể chém giết. Nhâm Phi Phàm giọng trong đó, vậy nhiều có xúc động. Mấy người đình trệ chỉ chốc lát sau, nhanh chóng chạy tới thiên trụ sơn địa giới, lúc này, dị tượng bực này đã khiến cho toàn bộ địa tâm vực chú ý. Diệp Thần lần này đánh chết nhưng mà 10 đại thiên quân lão tổ cấp nhân vật khác, hắn ý nghĩa so với vạn khư thần điện trước nơi phái ra những người đó tới, căn bản không có thể thường ngày mà nói. Hồng Thiên Kinh mặc dù bị Thái Thượng Thiên Nữ trấn áp nhiều năm như vậy, có thể vẫn như cũ là liền nói tên chữ, liền có thể để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Vũ Hoàng Cổ Đế giao cho hắn trách nhiệm nặng nề, chính là muốn để cho hắn trở lại 10 đại thiên quân lão tổ nhóm. Mà lúc này, xa ở Thái Thượng Thế Giới Vạn Khư Thần Điện. Một nơi thi công ở sâu dưới lòng đất tu luyện nơi bế quan, bố trí đơn giản, cửa đồng xanh mở phân nửa nửa khép, nhìn như tàn tạ không chịu nổi, nhưng lại hàm chứa cổ xưa mênh mông khí. Một bên là một tòa hồ tiên, trúc xanh tô điểm, đạo vận cực kỳ khủng bố, chính là Thúy Trúc Tiên Trì. Ở đó rễ cỏ bện thành trên bồ đoàn, một tên tràn ngập vô tận uy nghiêm ông già nhưng cả người chấn động một cái, chợt mở hai mắt ra. Trong mắt hắn bạo xạ ra vô tận hỗn độn ánh sáng, đều bị vậy cửa đồng xanh hút đi. Nếu như thả đi ra bên ngoài, toàn bộ chư thiên vạn giới, sợ rằng không có người nào có thể chịu đựng như vậy kinh người mênh mông uy áp. Người này chính là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, thái thượng thế giới chí cao nắm giữ, Vũ Hoàng Cổ Đế. Hắn đang bế quan tu luyện trong đó, hiểu binh tự quyết sau cùng ảo diệu, nhưng mà vô hình tới giữa cảm ứng được đặc thù nhân quả, vì vậy từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Như vậy làm người sợ hãi cảm giác là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều năm không có cảm nhận được. Vũ Hoàng Cổ Đế cau mày, không giận tự uy, hắn bốn phía có trời xanh hoàng giả khí vận quanh quẩn. Thật lâu vung không tiêu tan. Nhưng vào lúc này, như có như không kêu gọi truyền vào hắn trong tai, đó là thiên điện bên trong, có người ở hướng hắn báo cáo tình huống. Như nếu không phải cực kỳ chuyện trọng yếu, vạn khư thần điện người là tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn vị này chí cao hoàng giả tu luyện. Chính xác, Vũ Hoàng Cổ Đế mở miệng nói, thì có đóng kín một cái bay tin từ phía trên truyền xuống, đến tới hắn bế quan động phủ trước mặt. Vũ Hoàng Cổ Đế không cần mở ra đọc, chỉ cần đem nước kia kính vậy linh khí hút vào bên trong cơ thể, là được biết hết toàn bộ nội dung. Một lát sau, Vũ Hoàng Cổ Đế tâm trạng hiếm thấy xuất hiện một món chập chờn. Đối với hắn như vậy đã chăn cao nhất đại lộ, cách thế giới hiện thật đỉnh cấp cũng chỉ kém một bước cuối cùng cường giả, thật sự là khó gặp hiện tượng. Luân hồi chi chủ, lại là ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế gân xanh trên trán từng cây một nhảy lên. Hắn cố đè xuống trong lòng khó mà át chế vậy lau tức giận.
Sau đó Vũ Hoàng Cổ Đế suy diễn thiên đạo, đem Diệp Thần chém chết Hồng Thiên Kinh một màn kia, rồi đến trước mắt hồi thả một lần. Làm Diệp Thần cho gọi ra huyết sắc kia cùng màu trắng bạc đan vào rồng thần lúc đó, Vũ Hoàng Cổ Đế mí mắt không khỏi giật một cái. Xem ra luân hồi chi chủ ở thất lạc thời không trong đó thu hoạch rất phong phú, lại tìm được năm đó thiên không chi vương còn sót lại vậy một món hồn phách, tương kỳ luyện hóa thành công. Như vậy thứ nhất, hắn cùng Hồng Quân lão tổ liên lạc lại thêm một phần, đối với Vạn Khư Thần Điện mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt. Hồng Thiên Kinh à Hồng Thiên Kinh, năm đó chính là bởi vì ngươi tự đại mà đưa đến chiến cuộc thất lợi, nếu không phải cuối cùng bổn hoàng cố gắng xoay chuyển tình thế, ngươi lấy là mới có thể có thành tựu bây giờ sao? Bị đảm nhiệm thiên liền một cái cũng được đi, lại có thể lại thua ở luân hồi chi chủ trong tay. Vũ Hoàng Cổ Đế thở dài lắc đầu, giọng nói vô cùng là thất vọng, chốc lát sau hắn điều chỉnh tâm thần, bắt đầu suy diễn có liên quan mình nhân quả. Hắn linh niệm đi tới hư vô kia không gian, và vô số tinh mang hòa làm một thể. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể suy diễn chư thiên vạn giới phần lớn người đi qua cùng tương lai, thậm chí làm ra sửa đổi, quyết định vận mệnh của mỗi người. Ở đó một nắm hắn không cách nào theo dõi người trong đó, thì có đảm nhiệm thiên nữ, nhâm phi phàm, cùng với luân hồi chi chủ tên chữ. Đều là mấy cái để cho hắn vô cùng là nhức đầu người. Vũ Hoàng Cổ Đế ý thức không ngừng tiến về trước, cuối cùng lại đi tới hoang vu hắc ám hỗn độn, nơi này không có bất kỳ sắc thái cùng ánh sáng, có chỉ là vô cùng vô tận mênh mông. Nơi này chính là thế giới hiện thật cuối, lại có thể đem hắn gọi là thành lũy. Từ xưa đến nay, không thiếu tìm đạo giả đem coi là thế giới cuối, cho đến Hồng Quân lão tổ tại chỗ tọa hóa, thần niệm trở thành một thanh kiếm, xé ra cái này thế giới hiện thật cuối cùng những ràng buộc. Đám người lúc này mới rõ ràng, thực tế ra, có lẽ còn có càng mênh mông tồn tại. Mà hắn lúc này theo đuổi, chính là cái này hai bên một món thời cơ. Đối với thế giới hiện thật tất cả võ giả mà nói, theo dõi tương lai thiên cơ là đại kỵ, thiên đạo là sẽ không cho phép như vậy dị đoan tồn tại. Nhưng mỗi tên cường giả cũng có mình biện pháp, nhất là như Vũ Hoàng Cổ Đế như vậy cường giả đỉnh phong, lại là thủ đoạn rất nhiều. Hắn trực tiếp lấy ra một thanh kiếm, đâm vào mình ấn đường, biến mất không gặp, mà vậy mi mắt trống rỗng chỗ, có đại lộ căn nguyên chậm rãi lưu động. Kỳ ý thức, chính là tiến vào một phiến thế giới hiện thật ngăn cách thời không. Vũ Nguyên Thuật. Vũ Hoàng Cổ Đế sử dụng vẫn là một môn truyền thừa từ viễn cổ cấm thuật, né tránh ở trong thiên địa quy tắc, ở vô tận ý thức sông dài bên trong tìm kiếm mình tương lai. Cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế thủ đoạn cao siêu, thực lực ngất trời, cũng không miễn gặp phải này cùng cấm thuật cắn trả, có thể hắn lúc này chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục tiến về trước. Hắn tiếp tục suy diễn thiên cơ, muốn biết tương lai tiến triển, làm một món chín tầng trời khí, tụ vào đến cái này hỗn độn trong đó lúc đó. Vậy vô tận ý thức hải dương bắt đầu sôi trào, huyễn hóa ra từng bức họa. Nhưng tất cả màu sắc cũng đen thui như mực, không cách nào diễn hóa, cụ thể thân hình cùng tướng mạo, ước chừng có đường danh mà thôi. Vũ Hoàng Cổ Đế từ đại dương chỗ sâu gặp được mình kết quả cuối cùng, ở đó hắc ám trong đại dương chìm nổi, mơ hồ không rõ, nhìn không rõ lắm, thế nhưng chợt lóe lên hình ảnh, lại bị hắn bắt được. Hắn lại là bị một kiếm đâm chết, trực kích tim. Sức sống hoàn toàn không có. Mà đâm chết hắn người nọ, cao cao tại thượng, hăm hở, bằng vào đường danh phán đoán, không phải luân hồi chi chủ lại có thể là ai. Chung quanh lại là có một người từ trong trợ giúp, dáng người cuốn lên phiêu giật, xuất trần thoát tục, là vậy nhâm gia thiên mệnh nhâm phi phàm. Vũ Hoàng Cổ Đế cả người chấn động một cái, bước lui ra thiên cơ suy diễn, âm trầm gương mặt một cái, ngồi xếp bằng tại chỗ, thật lâu không nói. Ở hôm nay trước, hắn cũng từng suy diễn qua thiên cơ, cũng không có xuất hiện như vậy hình ảnh, nhất định là luân hồi chi chủ giết chết Hồng Thiên Kinh sau đó, cách đi tới thái thượng thế giới tiêu diệt mình lại càng gần một bước. Sợ rằng nhâm phi phàm thực lực cũng đạt tới hắn không có thể tưởng tượng cảnh giới, mới vừa sẽ có được như vậy suy diễn quả. Hắn nhắm mắt trầm tư hồi lâu, trong lòng suy nghĩ phun trào. Ngay sau đó hai tay xé ra một đạo vết nứt không gian, chuyến này hắn muốn đi trước thiên đạo quy tắc đất dung thân. Tìm thiên lý bóng người. Cũng không lâu lắm, Vũ Hoàng Cổ Đế liền vượt qua vô tận hư không, đi tới một nơi mênh mông chi địa, ở đó vô biên vô tận không gian phía trên, có một đoàn màu trắng vật chất đang ngủ ly bì nghỉ ngơi. Hắn chính là vô hình vô sắc thiên lý. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi đến tìm ta có gì sao?
Thiên Lý thời gian đầu tiên liền phát hiện Vũ Hoàng Cổ Đế đến, không khỏi nghi ngờ hỏi. Nó lần trước cùng Vũ Hoàng Cổ Đế gặp mặt, vẫn là ở rất lâu trước. Khi đó nó ở Tinh Không Cổ Đạo và Vũ Hoàng Cổ Đế từng có một phen tranh đấu, chỉ là sau đó nói tới Nhâm Phi Phàm, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tiến hành một phen giao dịch. Tới xem bạn cũ mà thôi, đừng không phải hắn ý. Vũ Hoàng Cổ Đế phát giác Thiên Lý hơi thở, so với trước kia có chút uể oải. Trước nó nhưng mà thế giới hiện thật hạng trước ba cường giả, cả người mang theo vô cùng vô tận quy luật hơi thở, vậy đại biểu Thiên Lý ngọn nguồn, có thể nói chúng sanh hiện tại sử dụng quy luật, đều là từ bên trong thai nghén ra. Nhưng là hôm nay Thiên Lý hơi thở trở nên yếu đi, trưởng khống lực vậy không mạnh như vậy, một ít quy luật thậm chí thoát khỏi Thiên Lý nắm trong tay, tự thành nhất mạch. Ha ha, Vũ Hoàng Cổ Đế, đã lâu không gặp, vậy đảm nhiệm thiên nữ gần đây chiều hướng như thế nào? Không có giống như trước nữa như vậy nổi điên ngăn trở ngươi chứ. Nó cũng không có hỏi ngày trước không long hồn chuyện, dẫu sao bằng vào Vũ Hoàng Cổ Đế thực lực cùng thân phận, tiến vào vậy thất lạc thời không, sợ rằng sẽ ngay tức thì bị vô số hỗn độn quy tắc bao vây. Cho nên nó cũng không nóng nảy cái này trong chốc lát, nó cũng biết, cơ duyên không đến, ai đều không cách nào lấy được bầu trời long hồn. Vũ Hoàng Cổ Đế chậm rãi nói, ta ở Tinh Không Cổ Lộ bày ra mấy đạo trận pháp, nhưng trong đó hai trận đều bị luân hồi chi chủ hủy xấu xa, sợ rằng còn phải cần ngươi là ta, ở Tinh Không Cổ Lộ lần nữa xây dựng một đạo trật tự, quy tắc chứa cửu đỉnh đại trận, hạ xuống lần nữa. Cái gì? Thiên Lý thanh âm đột nhiên dương cao rất nhiều, không phân rõ là nam hay nữ, nhưng là nhưng có mình tâm trạng. Tinh Không Cổ Đạo chính là nó nơi bảo vệ phạm vi, hai người lén lút có chút giao dịch, vì đạt được bầu trời long hồn, hắn nhường ra vậy cái cổ đạo. Đã làm không nhỏ hy sinh. Có thể hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng nói cho nó, Tinh Không Cổ Đạo gặp phải hủy xấu xa. Ta có thể đã sớm và ngươi nói xong rồi, cổ đạo cho ngươi mượn, cơ hội vậy chắc chắn ở trong tay ngươi, thành tựu trao đổi điều kiện, ngươi muốn thay ta tìm ngày qua không long hồn. Có thể hiện tại ngươi lại để cho ta đi sửa bổ Tinh Không Cổ Đạo, ngươi có biết hay không mỗi tự chữa một lần ta hồn lực cũng sẽ hao hết một phần. Lấy ta trước mắt loại trạng thái này, ngươi cảm thấy còn có thể giúp ngươi sao? Cũng tự lo không xong. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng là lần đầu tiên cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn dẫn quân đánh bại Thiên Vũ Tiên Cửa lúc đó, cũng chưa từng gặp qua khó giải quyết như vậy sự việc. Nhưng năm lần bảy lượt, ở nơi này luân hồi chi chủ trên tay gãy kích trầm xa. Thiên Lý trầm mặc một hồi, nói ta là thật không nghĩ tới, cái này thế gian lại còn có người có thể năm lần bảy lượt ngăn trở ngươi kế hoạch. Vốn là ta lấy là sẽ là Nhâm Phi Phàm, nhưng sau đó ta điều tra được, hắn căn bản là không cách nào nhúng tay ngươi cửu đỉnh đại trận chuyện, xem ra vậy luân hồi chi chủ thật đúng là ngươi thiên sát cô tinh. Vũ Hoàng Cổ Đế hai tay chắp sau lưng, lộ ra một người vô cùng là bất đắc dĩ vẻ mặt. Hắn là thế giới này chí cường giả không sai, có thể vẫn có sự việc nhức đầu. Hắn không cách nào trực tiếp hạ xuống, nếu như hạ xuống, vậy huyền diệu lực lượng tất nhiên sẽ xuất thủ. Cái thế giới này, cất giấu chỗ sâu đồ, có quá nhiều. Có lẽ chỉ có xem Hồng Quân lão tổ như vậy, dòm ngó dò được hoàn toàn không không, mới có thể hoàn toàn từ nơi này thế giới hiện thật giải thoát đi ra ngoài đi. Còn như luân hồi, nếu như lúc này không đem bóp chết, sợ rằng cùng hắn lớn lên, nắm giữ lục đạo luân hồi, thế gian không người có thể địch. Nói đi, người tiếp theo định làm như thế nào? Thiên Lý hỏi. Người một chút tin tức cũng không biết sao. Vũ Hoàng Cổ Đế mở miệng hỏi nói. Thiên Lý là quy tắc tập hợp thể, cũng là hết thảy quy luật tự nhiên hội tụ chỗ, lại có thể không biết ở giữa đất trời này sự tình phát sinh. Thiên Lý than thở một tiếng, nói thật nói cho ngươi đi, ta thực lực mỗi ngày đều ở đây dần dần đổi được suy yếu, vì giảm thiểu suy vong tốc độ, ta chỉ có thể không đi tiếp thu vậy chư thiên vạn giới tin tức. Vũ Hoàng Cổ Đế nghe lời này, thậm chí cũng đang do dự, muốn không muốn đem này cùng tin tức xấu nói cho Thiên Lý. Ngươi nói đi, điểm này tâm lý năng lực chịu đựng ta vẫn phải có. Vũ Hoàng Cổ Đế trần chờ chốc lát, hay là đem Diệp Thần đánh chết Hồng Thiên Kinh tin tức này nói ra. Thiên Lý mặc dù kinh ngạc, khá vậy không đạt tới thất thố bước, dẫu sao hắn cũng biết Hồng Thiên Kinh bị Thái Thượng Thiên Nữ trấn áp nhiều năm, lần này làm việc lại, chưa từng hoàn toàn khôi phục thực lực, chỉ là xúc động Diệp Thần tốc độ trưởng thành quá nhanh, có tương lai đế quân dung mạo. Nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế lời kế tiếp, sẽ để cho Thiên Lý không bình tĩnh. Thiên Lý, người có biết,
Luân hồi chi chủ mặc dù có thể chu diệt Hồng Thiên Kinh, hoàn toàn dựa vào là thất lạc thời không bầu trời long hồn. Như không có bầu trời long hồn lực lượng, luân hồi chi chủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Thiên Lý giọng cũng đột nhiên sản sinh biến hóa, do thong thả đổi được nhọn, người nói thế nào luân hồi chi chủ đánh bại Hồng Thiên Kinh, dùng chính là trời không long hồn lực lượng. Đúng vậy. Thiên Lý tựa hồ là không dám tin tưởng, nó hóa thành một đạo lưu quang xông ra ngoài, không lâu sau lại trở về. Vũ Hoàng Cổ Đế có thể cảm giác được, nó vậy nhìn như mênh mông như biển hơi thở trong đó, lại có một phần bốc hơi rớt. Theo dõi một phần thiên cơ nhân quả, liền muốn hao hết một phần căn nguyên. Thiên Lý một mực trên không trung chuyển à chuyển, hơi có chút nóng nảy. Ngày trước không long hồn tại hắn mà nói, nhưng mà phải lấy được đồ. Là tuyệt đối không thể nào buông tha. Nhưng mà hiện tại lại có chủ nhân mới, để cho hắn làm sao không tức phẫn. Bất kể như thế nào, người nhất định phải giúp ta bắt được ngày trước không long hồn. Thiên Không Chi Vương chính là đời thứ nhất Thiên Lý, hắn nơi lưu lại đồ đối với ta cực kỳ trọng yếu, có vậy đạo long hồn, ta mới có hóa là thật thể cơ hội. Thiên Lý mở miệng, đối Vũ Hoàng Cổ Đế nói, giọng đã có chút nóng nảy. Thấy Thiên Lý như vậy bộ dáng lo lắng, Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tên này ban đầu ở địa tâm vực công khai mình cùng nó nội dung nói chuyện, hơn nữa đem cửu đỉnh đại trận bí mật tiết lộ ra ngoài, tới một chiêu gánh gai. Sổ nợ này còn không có cùng nó coi là đâu. Vũ Hoàng Cổ Đế cười mỉa, mở miệng nói, ngày trước không long hồn lại đối ngươi trọng yếu như vậy, là bổn hoàng cũng không nghĩ tới, bất quá lấy ngươi bây giờ thực lực, sợ rằng không cách nào đoạt được ngày trước không long hồn, dẫu sao luân hồi chi chủ sau lưng còn có Nhâm Phi Phàm ở hộ đạo. Đáng chết kia Nhâm Phi Phàm, Thiên Lý cắn răng nghiến lợi nói, mặc dù nó không có răng, có thể vẫn từ giọng nói kia trong đó nghe ra này vậy tức giận. Hiện tại cửu đỉnh đại trấn kế hoạch bị đoán được, bổn hoàng cũng không biết rốt cuộc là nên trách tội đến ai trên đầu, bọn họ lại vì sao luôn là có thể trước thời hạn bổn hoàng một bước biết tin tức đâu. Vũ Hoàng Cổ Đế nói xong lời này, có thể rõ ràng cảm nhận được Thiên Lý vậy đoàn quang mang rung chấn động một cái. Cái này, liền tạm thời không nói, Thiên Lý chột dạ vậy nói. Vũ Hoàng Cổ Đế ha ha cười một tiếng, chuyện đã qua ta cũng không muốn hơn cùng ngươi so đo, như vậy tới một cái, chỉ sẽ càng phát ra để cho địch nhân được thế. Hiện tại ta cần ngươi đi giúp ta ngăn lại Nhâm Phi Phàm, mà ta đem sẽ cưỡng ép hạ xuống lau một cái ý chí, đi trước chu diệt luân hồi chi chủ. Nhưng mà ta, ngươi đã không có lựa chọn nào khác, nếu lựa chọn hợp tác, bổn hoàng liền cầm ra 10 phần thành ý, ta sẽ đem cửu đỉnh trong đại trận một đỉnh cho ngươi sử dụng, làm trợ lực, như vậy tới một cái, ngươi liền có tạm thời thật thể, uy lực tất nhiên chợt tăng. Ngươi nhiệm vụ chính là phụ trách ngăn lại Nhâm Phi Phàm. Ta sẽ đánh chết luân hồi chi chủ, đem trong cơ thể hắn đổ chóc cho ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế tiếng nói rơi xuống, còn ngồi xếp bằng Vu Nguyên, sừng sững không nhúc nhích, chờ đợi Thiên Lý trả lời. Một lát sau, Thiên Lý rốt cục thì thong thả than thở một tiếng, đáp ứng thả hợp tác. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại Nhâm Phi Phàm. Vũ Hoàng Cổ Đế gật đầu một cái, hy vọng không muốn giống hơn nữa lần trước như vậy. Đem chúng ta tới giữa hợp tác bí mật làm được mọi người đều biết, như vậy tới một cái, cùng ngươi cùng ta, cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Cái này hai người chư thiên vạn giới cũng hạng trước năm cường giả thắt đối thoại, mà ở địa tâm vực, Nhâm Phi Phàm các người vậy tất cả chạy tới Bắc Mãng tổ địa. Thân Độ Uyển Nhi nhìn Diệp Thần trong tay xách theo bể dâu đầu lâu, vẫn như cũ là mặt đầy lưu lại khiếp sợ. Nàng thân là thái thượng thế giới người, hơn nữa còn là thân đồ gia tộc Thiên Chi Kiêu Nữ. Tự nhiên rõ ràng Hồng Thiên Kinh năm đó chiến tích là huy hoàng bực nào, quả là tới làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật trình độ. Cho dù sau đó bị Thái Thượng Thiên Nữ quy tắc vây khốn, nhốt lâu vạn năm, có thể như cũ không cách nào phai mở thần nguyên phủ văn, chỉ đợi thời gian đến một cái, liền có thể khôi phục thực lực. Người thằng nhóc này lại mình từ thất lạc thời không chạy ra ngoài, chúng ta vào đi tìm hồi lâu, cũng không từng thấy ngươi tin tức, thiếu chút nữa lấy vì ngươi xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm là Diệp Thần hộ đạo giả, càng giống như là một tên trưởng bối vậy, vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ khích lệ. Để cho các ngươi lo lắng, Diệp Thần cười một tiếng, sau đó cầm trong tay Hồng Thiên Kinh đầu lâu đi Thân Độ Uyển Nhi nơi đó ném đi. Thân Độ Uyển Nhi sợ hết hồn, nhưng vẫn là tiếp nhận, nhất thời u oán nói, tại sao phải cho cái đầu người cho ta?
Diệp Thần nghiêm trang giải thích, cái này Hồng Thiên Kinh mặc dù xảo trá âm hiểm, không chuyện ác nào không làm, nhưng hắn thân thể nhưng đã từng là cùng thiên địa đồng thọ, hàm chứa cực mạnh linh khí, cùng thái thượng thế giới quy tắc vận hành nơi giống nhau. Ngươi là thái thượng thế giới lớn lên, lấy về, đem trong cơ thể hắn những cái kia linh uẩn lấy ra, hóa cho mình dùng, đối bản thân mà nói rất có ích lợi. Diệp Thần còn kéo Hồng Thiên Kinh vậy một cái không đầu thân thể không lành lặn, cứng rắn là nhét vào thân độ Uyển Nhi chữ vật nạp giới trong đó. Thân độ Uyển Nhi đối với chuyện này là dở khóc dở cười, trong lòng ấm áp, nhưng là tổng cảm thấy Diệp Thần đưa cổ thi thể cho mình làm lễ vật, không nói được kỳ quái. Một bên Nhâm Phi phàm thần sắc trở nên có chút cổ quái, Già Thiên Ma Đế cúi đầu, tựa hồ là ở nén cười, Tiêu Thủy Hàn cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương trực tiếp một tí bật cười. Sư phụ, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể đưa ra như vậy lễ vật độc đáo. Tiêu Thủy Hàn cười nói. Diệp Thần gãi đầu một cái, sau đó đi theo đám người cùng tiến vào Bắc Mãng tổ địa chỗ sâu, Tiêu Thủy Hàn, Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng thân độ Uyển Nhi là lần thứ nhất tới đến chỗ này. Thấy được thiên địa chia nhỏ, vạn vật nghịch hướng sinh trưởng, hơn nữa khắp nơi là hư không lối đi lối vào, không khỏi trong lòng tò mò. Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh, còn có Tiểu Hoàng đã ở chỗ này chờ đợi, thấy thân ảnh quen thuộc kia, Kỷ Tư Thanh lại vậy không cách nào khống chế trong lòng cảm tình, trực tiếp chạy như bay tới, lao vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần có chút sững sốt, chợt hắn liền cảm giác được có cái gì ướt át đồ, làm ướt trước ngực vạt áo, lòng không khỏi mềm nhún. Giơ tay lên vỗ vỗ Kỷ Tư Thanh sau lưng. Thơm trơn bóng ở trong lòng, một món khác giết người vậy ánh mắt nhưng là liếc tới đây. Thân độ Uyển Nhi mắt nhìn thẳng, sắc mặt đổi được lạnh lùng. Địa tâm vực tin tức truyền tới nói, người bị Hồng Thiên Kinh đánh bại, ngã vào thất lạc thời không, hoàn toàn tử vong, ta còn lấy làm cho này nhất thế sẽ không còn được gặp lại ngươi. Kỷ Tư Thanh nâng lên hai mắt ngấn lệ mông lung hai tròng mắt, thâm tình nhìn về phía Diệp Thần. Hiện tại đã không sao, yên tâm đi, Hồng Thiên Kinh đã bị ta đánh bại. Diệp Thần cười an ủi. Thật, Kỷ Tư Thanh con ngươi nhất thời sáng lên, nàng đương nhiên biết rõ giết chết Hồng Thiên Kinh ý vị như thế nào, cùng đánh bại hoàn toàn là hai cái khái niệm. Bất quá sau đó hắn lại phát hiện chung quanh ánh mắt của mấy người cũng đang nhìn nàng, liền cảm giác được có chút ngại quá, nhanh chóng thoát khỏi Diệp Thần trong ngực. Chủ nhân, ngươi không có sao liền quá tốt. Tiểu Hoàng cao hứng đập thình thịch tới đây, cũng muốn noi theo Kỷ Tư Thanh như vậy chui vào Diệp Thần trong ngực, nhưng là lại bị Diệp Thần vô tình cự tuyệt. Tiểu Hoàng, ta thật giống như bị chút tổn thương, đi cho ta lấy chút đan dược tới đi. Diệp Thần hôm nay thương thế quả thật rất nặng, sợ rằng bất kỳ một vị trăm già cảnh hậu kỳ cũng có thể dễ như trở bàn tay chém chết hắn. Vốn đang có chút buồn bực Tiểu Hoàng nghe nói như vậy, đáp ứng lập tức một tiếng, vui vẻ bay về phía xa. Những người khác thấy một màn này, đều là hiểu ý cười một tiếng. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào Già Thiên Ma Đế trên mình. Già Thiên Ma Đế hôm nay nụ cười khá nhiều, cùng bình thường bộ kia lạnh nhạt dáng vẻ tạo thành cực lớn tương phản. Thậm chí và trước đây quyết liệt có khác xa lắc xa lơ. Diệp Thần biết, ban đầu Ma Đế quyết liệt bất quá là vì tốt cho mình thôi. Nếu không sẽ không ở mình xảy ra chuyện thời điểm, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được mình. Hoặc giả là cảm nhận được liền Diệp Thần ánh mắt, Già Thiên Ma Đế con ngươi đông lại một cái. Nếu ngươi đã an toàn thoát khốn, vậy ta vậy không tiện ở lâu, trước hết cáo từ. Già Thiên Ma Đế hướng mọi người chắp tay, định xoay người rời đi. Diệp Thần ánh mắt trở nên có chút phức tạp, hắn sống chết không biết trước, Già Thiên Ma Đế thời gian đầu tiên liền chạy tới thất lạc thời không tìm kiếm mình, đủ để chứng minh hắn trước khi hành động đã thực hiện, cũng không phải là chủ ý cử chỉ. Nhưng Già Thiên Ma Đế ý tưởng, rất khó dung chuyển. Nếu như có bất kỳ cần giúp đỡ địa phương, nhất định phải nói cho ta. Diệp Thần hướng về phía Già Thiên Ma Đế hình bóng, mở miệng hô. Già Thiên Ma Đế thân hình dừng một chút, tiếp theo đáp, được, nhất định. Sau đó hắn liền biến mất ở Bắc Mãng tổ địa. Diệp Thần chỉ có thể thu hồi tâm thần, than thầm một tiếng, Già Thiên Ma Đế chuyện, tồn tại trên căn bản mâu thuẫn. Như nếu không cách nào từ ngọn nguồn giải quyết, sợ rằng khó mà điều hòa. Thôi, mình lại nghĩ vài biện pháp đi, nhất định phải giúp bạn cũ một cái. Địa tâm vực. Hồng Thiên Kinh và Diệp Thần đại chiến khu vực, một mảnh hỗn độn, đầy đất sảng nhiên. Hư không đột nhiên chập chờn. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này,
tất nhiên sẽ nhận ra, đây cũng là chôn vùi kiếm linh. Hồng Thiên Kinh và Diệp Thần đánh một trận, chôn vùi kiếm linh cuối cùng không có xuất hiện. Cái này quả thực quỷ dị. Chôn vùi kiếm linh mấy lần muốn phải xuất hiện, dù là hiến tế tự thân, vậy phải bảo vệ Hồng Thiên Kinh. Nhưng đều bị Hồng Thiên Kinh cự tuyệt. Hồng Thiên Kinh mặc dù chết, nhưng hắn như cũng có một bàn cờ giữ lại. Mà bàn cờ này người thi hành, chính là chôn vùi kiếm linh. Chôn vùi kiếm linh hai tròng mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng, gần từng chữ, luân hồi chi chủ, ta sẽ đích thân là chủ nhân trả thù. Dứt lời, hư không khép lại, chôn vùi kiếm linh hoàn toàn biến mất. Bất quá, chôn vùi kiếm linh hoàn toàn không có chú ý tới, cách đó không xa, có một cô gái đang nhìn về phía nàng bên này. Thiếu nữ long khí mạnh mẽ, khí chất giống nhau. Chính là Diệp Lạc Nhi. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới, Nguyện Vọng Thần Giáo một nơi căn cứ. Nơi này là hoàn toàn chắn không gian, hoa cỏ tươi đẹp, cây cối thương thúy, một nhánh sông nhỏ quanh co mà qua, từ nơi này cổ lâm trong đó qua lại. Cái này phiến cổ lâm trong đó, còn có vô số linh dược, khắp nơi đều là, tùy tiện cầm đi ra ngoài một ít, đều có thể đưa tới không thiếu thế lực cướp đoạt. Mà lúc này, nhưng là bị coi thành mấy đầu linh thú thức ăn, tùy ý gặm cắn. Ở đó trong suốt thấy đáy bờ sông nhỏ duyên, có một đạo người mặc tố y thân ảnh tuyệt mỹ, nàng tóc dài xõa vai, linh động tự nhiên, không trang điểm, nhưng thắng được thế gian mọi thứ phong cảnh. Lúc này nàng đang trôi lơ lửng tại mặt sông bên trên, trong mắt rũ thấp, vậy đôi tựa như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư vọng tú mâu, đang nhìn chằm chằm mặt sông thoáng hiện mà qua hình ảnh, trong đó có rồng ảnh bay vút lên, cũng có cự chỉ ngút trời. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này đứa nhỏ thực lực tinh tiến, lại có thể nhanh như vậy. Cái này nghiêng nước nghiêng thành cô gái chính là Nguyện Vọng Thần Giáo giáo chủ, đương kim Thái Thượng Thiên Nữ. Trên mặt nàng nụ cười yêu kiều, bước liên tục nhẹ nhàng, điểm vào sông nhỏ bên trên, dâng lên một vòng nhàn nhạt rung động. Mấy cái toàn thân thành bảy màu cá con nổi lên mặt nước, tự động đệm ở dưới chân của nàng. Những thứ này cá con, từng cái ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, tương lai lớn lên cũng là biển sâu bá chủ cự thú. Lúc này lại cam nguyện làm đá lót đường. Thái Thượng Thiên Nữ đi tới vậy tràn đầy vô giới hạn thảo nguyên vùng, đưa ra tay nhỏ trắng, đi về trước một chiêu, vậy sầm uất tươi tốt cổ lâm cảnh tượng đổi thành bộ dáng khác. Lộ ra mặt mũi thật cổ lâm, lại là một phiến bạch cốt lùi lùi uy nghiêm chi địa, mà vậy mấy con đang nuốt phệ thiên mới bảo linh thú, cũng bất quá là mấy đầu da lông khô héo ác lang mà thôi. Nguyện vọng này thần giáo cái gọi là điềm lành chi địa, cũng bất quá là một phiến hoang vu mà thôi. Chủ nhân kim thể an khang, phúc thọ vạn cương. Một cái đầu nhất là hùng tráng sói đói chạy tới, hai chân bò lổm ngổm trên đất, miệng phun tiếng người, quỳ liếm Thái Thượng Thiên Nữ. Bầy sói thủ lãnh ở Thái Thượng Thiên Nữ đến sau đó, tức chủ động nhường ra địa bàn, là Thái Thượng Thiên Nữ làm việc, thái độ bầy được vô cùng là nhún nhường. Thái Thượng Thiên Nữ hơi khẽ gật đầu. Cái này chó sói mặc dù ở vào đất hoang vu, nhưng vẫn rất có nhãn lực thấy. Ta để cho ngươi đi làm sự việc sắp xếp xong xuôi sao? Thái Thượng Thiên Nữ mở miệng hỏi nói. Xoay chuyển trời đất nữ đại nhân, hết thảy đều đã làm xong. Bầy sói thủ lãnh cung kính nói, nó là một cái chó sói, nhưng trong cơ thể càng có chứa tỷ hưu huyết thống, cho nên trở thành cái này vô tận rừng hoang bầy sói thủ lãnh, thực lực lại đã bước vào sơ cấp thiên quân tầng thứ. Được, nhớ, bảo vệ tốt nơi đó, cùng ta ra lệnh là được, chỗ này là một cái người xây dựng, chỉ bất quá lúc này, hắn còn chưa tới đến Thái Thượng Thế Giới. Thái Thượng Thiên Nữ nhàn nhạt nói. Dạ, chủ nhân. Đầu sói cà vạt trước bầy sói rút lui, theo Thái Thượng Thiên Nữ bàn tay vung lên, cái này phiến đất hoang vu lại biến thành núi xanh nước trong, sông nhỏ dạo rực, con bướm bay lượn, không khí mát mẻ, hết thảy cũng như vậy tự nhiên tốt đẹp. Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, lại có ai có thể biết đâu. Đứa nhỏ, lần này ngươi cho ta bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ, lần kế còn sẽ có sao. Ha ha, ta mong đợi ngươi biểu hiện tốt sẽ có lễ vật. Hình ảnh quay về. Chư thiên vạn giới, Bắc Mãng tổ địa, Diệp Thần đã trở lại nơi này bế quan tu luyện, một mặt là vì tu luyện, khác một phản mặt chính là hiểu đạt được thần bầu trời hồn. Không thể không nói. Cái này thiên không chi vương nơi lưu lại long hồn quả thật thập phần cường đại, hơn nữa Diệp Thần từ trong tựa như gặp được long ngâm hổ gầm, khai thiên ích địa cảnh tượng,
nhất thời mình trong cơ thể lực lượng lại rộng rãi liền một phần. Huyết Long lại là từ trong thu được ích lợi lương nhiều, nó bản thể cùng thần hồn vốn là nguyên vẹn mạnh mẽ, hiện tại lại rót vào toàn lực lượng mới, hai người hợp là một, trong mơ hồ, dường như muốn xông phá Long Uyên Thiên Kiếm quy tắc hạn chế, tự thành một thể. Đi qua này cùng hiểu sau đó, Diệp Thần thần hồn lực lượng lại tăng lên một tầng thứ, đôi mắt mở ra, hư ảo long ảnh gào thét ra, vô cùng là khiếp người. Chỉ là cho dù mình năng lực khôi phục khủng bố, có bát quái thiên đan thuật pháp và thiên tiên cá chép sao, thậm chí còn có hồi phục lực linh bia, nhưng tốc độ vẫn là rất chậm chạp. Lần này giá phải trả thực sự quá lớn. Thực lực trước mắt chỉ khôi phục lại tầng 8, hơn nữa, tận lực không thể vận dụng chỉ thủy nhất kiếm. Ngay tại Diệp Thần phiền não lúc đó, Linh Nhi thanh âm đột nhiên vang lên, người có thấy hay không cái gì hình ảnh? Ta thật giống như phát hiện, thiên cung chi địa xảy ra chuyện. Diệp Thần ngẩn ra, trước đây đại chiến, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cố nhiên lúc trước tiến vào thất lạc thời không, nhưng thất lạc thời không nội bộ và ngoại giới có quy tắc bảo vệ, rất khó cảm giác. Hôm nay Linh Nhi đột nhiên nhắc tới, ngược lại để cho Diệp Thần nghĩ tới đoạn thời gian này, trong đầu xuất hiện qua mấy đạo đỏ thắm hình ảnh. Đây là đại hung dấu hiệu. Chẳng lẽ cái này điểm xấu là liên quan tới thiên cung chi địa? Giờ khắc này, Diệp Thần con người cực kỳ ngưng trọng, thiên tuyết tâm, ngọc khanh âm, thiên cung thần giáo, những thứ này đều có mình nhân quả. Nếu thật xảy ra chuyện, sợ rằng và bản thân có một phần chia liên lạc. Mình ban đầu nếu không bước vào thiên cung chi địa, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh sau này sự việc. Linh Nhi, chúng ta đi. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa. Biến dạng hư không, hướng thiên cung chi địa phương hướng đi. Thiên cung chi địa. Phá hiểu nắng ban mai chiếu sáng vạn đoá non sông, thiên cung chi địa thái dương lần nữa bay lên, cảnh tượng thê thảm hoàn sinh. Lâm Thiên Thành dưới chân trong thôn, thợ săn cũng đều đóng cửa không ra, chặn sinh kế. Lan tràn lá phong đỏ úy tạ mấy phần nhân tâm, một đốn củi nông hộ mang mình con trai một đường leo núi tới, ướt đẫm mồ hôi áo quần. Phụ thân. Mẫu thân đả thương thật có thể chữa hết không? Ngây thơ đứa bé trợn mắt nhìn mắt to chuông đồng vậy con ngươi hỏi. Nông hộ vậy thân hình cao lớn rõ ràng run lên, hốc mắt có chút đỏ thắm, nói tiểu quang, phong lâm đài cái này mấy ngày nhưng mà chư thần tề tụ chi địa, chúng ta tới đây có thể dính một chút, mụ mụ liền được cứu rồi. Tốt ư. Đứa bé kích động, hai quả đấm giơ qua đỉnh đầu vui vẻ nói. Từng bước một bước lên cấp. Nông hộ nhưng là cảm giác chu thiên bầu không khí bộc phát xào xạc, liền liền mặt trời chiếu sáng, cũng để cho hắn cảm thấy một chút dùng mình. Vị tiên sinh này, không muốn lại kháo tiền, chẳng biết lúc nào, trên bậc thang cách đó không xa, một vị trẻ tuổi cùng bé gái Tịnh Lập, thanh tú trên mặt mũi, thần sắc hơi có vẻ trắng bệch. Nông hộ xem quần áo, không giống như là tầm thường lưu, vừa muốn mở miệng, chỉ gặp trước mặt lãnh đạm người tuổi trẻ hất tay ban cho một viên đan dược. Vậy hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi mở miệng nói, viên đan dược này, cho thê tử ngươi ăn vào cho giỏi. Nhìn tay kia bên trong tản ra óng ánh sáng bóng bảo dược, nông hộ đại hỉ, không nghĩ tới cái này phong lâm đài bên trên, lại thật sự có thần giá lâm. Vội vàng mang hài tử dập đầu, ở người tuổi trẻ dưới sự thúc giục, hướng dưới núi đi, ở hắn rời đi sau đó, vậy cấp một cấp tấm đá xanh đường mòn bên trên, thánh huyết chảy ngược, ngâm mắc mặt đất. Quả nhiên! Nơi này thật xảy ra chuyện, ta vận dụng thuật pháp điều tra qua, phong lâm đài bên trên, từng có hơn vị thiên quân cấp cường giả giao thủ dấu vết, nhưng lại không có thiên tuyết tâm hơi thở tồn tại. Linh Nhi nhìn nông hộ rời đi phương hướng, sắc mặt nặng nề nói. Nàng đối với những tên kia mà nói, còn có quá nhiều bí mật, dưới mắt hẳn là bị bắt, nhưng tánh mạng hẳn không lo, dưới mắt trọng yếu nhất chính là thiên cung thần giáo những người khác đâu. Diệp Thần sắc mặt rất là khó khăn xem, lần này chuyện kiện, đã nghiêm trọng thoát khỏi hắn nắm trong tay. Vùng lân cận từng có rất nhiều cường giả tự bạo lưu lại dấu vết, chẳng lẽ? Ở đó rừng phong chỗ sâu, mảnh thế giới kia, đã sớm là trước mắt tan hoang, tan tành. Bọn họ thoát đi, nhất định sẽ từ nhỏ đường đi, vậy rừng phong chỗ sâu, nhất định là có đầu mối. Diệp Thần con người đông lại một cái, giống như là bắt đến một cái phao cứu mạng cuối cùng. Bóng người cấp tốc cướp hướng vậy rừng phong chỗ sâu. Từng cái tự bạo lưu lại không thấy đáy hố sâu, tựa như phải đem cái này núi sâu chặn ngang cắt ra, kế cận bể tan tành dãy núi bên trong, tuyệt vọng hơi thở tràn ngập. Diệp Thần, ở bên này, Linh Nhi từ một bên đi ra,
nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ vẻ mặt khó mà danh trạng, chỉ là nhẹ nhàng che mặt chỉ vậy cây phong che lồng trong rừng. Diệp Thần trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, từng bước một hướng vậy rừng phong chỗ sâu bước vào, đầy đất mềm mại bên trong, một cái tay cụt người phụ nữ yên tĩnh nằm ở trên đất, muôn vàn lá phong làm bị, chỉ có vậy nhợt nhạt gương mặt bên trên, tràn đầy mỉm cười nhàn nhạt. Nữ nhân trước mặt đã sớm mất đi sức sống, Diệp Thần nhớ lại ban đầu Lâm Thiên Thành lúc đó, vậy là hắn giải vây cảnh tượng. Thần Võ Điện cử tông vây khốn Thiên Cung Thần Giáo, vậy thời gian đầu tiên đứng ra bóng người, Thiên Cung Thần Giáo trẻ tuổi nhất nữ trưởng lão, Tiêu Hân. Tiêu Hân lại chết. Giờ khắc này, Diệp Thần quanh thân bộc phát ra cực mạnh sát ý. Thiên Cung Thần Giáo không có sai, vậy kết quả là ai sai rồi? Thần Võ Điện, Âm Ma Thánh Điện, vẫn là tất cả mọi người đều sai rồi. Diệp Thần sát ý càng ngày càng khủng bố, trên bầu trời lại là mây đen từng cơn, giống như ngày tận thế. Ngay tại lúc này, Linh Nhi lên tiếng, trên mình ngươi còn có tổn thương, còn chưa muốn tức giận, trọng yếu hơn chính là, ngươi chu diệt Hồng Thiên Kinh, Vũ Hoàng Cổ Đế tất nhiên đem sự chú ý tập trung ở hạ giới. Tiếp theo thời gian tới, ở chỗ này, chúng ta muốn hơn nữa chú ý. Diệp Thần buông tay ra, khôi phục lại bình tĩnh. Như cùng hắn hoàn toàn chấp trưởng luân hồi, tất nhiên sẽ hồi phục Tiêu Hân thậm chí còn cái khác. Nhưng dưới mắt, trọng yếu nhất chính là tìm được Thiên Cung Thần Giáo còn lại người còn sống, cùng với Thiên Tuyết Tâm. Liên minh đại hội trước đây qua loa thu tràng, trừ lúc ấy tại chỗ mấy thế lực lớn hạch tâm, không người biết Phong Lâm Đài trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mặc dù dưới mắt có thể tạm thời phong tỏa tin tức, nhưng cuối cùng là giấy không gánh nổi lửa, Thiên Cung Thần Giáo thế lực người đến tất cả đều mất tích. Nhiều cường giả như vậy, bao gồm một vị siêu cấp cường giả một đêm bốc hơi, toàn bộ thiên cung chi địa đều ở đây cùng liên minh một cái giải thích. Cùng lúc đó, một chỗ khác bí mật chi địa. Thiên Cung Thần Giáo đã chưa đủ là mắc, các hạ chuẩn bị. Khắc khắc, mọi người đều biết được Âm Ma Thánh Điện cùng Thiên Cung Thần Giáo xưa nay không hợp, hiện tại sự việc đã giải quyết, liên minh bên kia. Thiên Tuyết Tâm người mang đi đi, cạy ra miệng của nàng. Thanh âm khàn khàn vang vọng ở một căn mật thất bên trong, kẻ ác mặt mũi đang thương thảo như thế nào chia cắt con mồi. Ngươi Thần Võ Điện từ trước đến giờ giữ trung lập, Thiên Tuyết Tâm ở bên trong tay ngươi, lại hợp với quy củ bất quá. Cho dù là mặt đối ngoại giới chất vấn, cũng có thể điều tra làm lý do, đem giam. Trong mật thất một bóng người đứng dậy đi ra ngoài, một chân bước vào cửa nhưng là hồi đầu lại lần xác nhận, giao dịch giữa chúng ta, còn định đoạt. Ta chỉ cần Diệp Thần. Còn như những thứ khác, ta không có hứng thú. Vậy thanh âm khàn khàn nhàn nhạt đáp lại. Như vậy Thiên Cung Thần Giáo còn lại tàn dư, ta liền mượn cớ xóa bỏ. Vẻ sát cơ lan tràn lên. Diệp Thần tự nhiên không biết hết thảy các thứ này, hắn đã đi tới Thiên Cung Thần Giáo Sơn Môn. Thiên Cung Thần Giáo, lại có thể nhắm Sơn Môn. Thiên Cung chi địa, gió thổi báo dông tố sắp đến, có lẽ nhắm lại cửa mới có thể kịp thời chỉ tổn. Nhưng môn này thật bị được sao? Gặp phải cường giả, sớm muộn phải hóa thành hư không? Diệp Thần nhắm lại hai tròng mắt, mở miệng nói, Diệp Thần thỉnh cầu tiến vào Thiên Cung Thần Giáo. Nói xong, Diệp Thần chăm chú nhìn trước mắt đại trận, chỉ là bước vào trong đó, lặng lẽ đợi người đến. Cùng lúc đó, Thiên Cung Thần Giáo, thần miếu bên trong. Tiền sảnh cửa màu đỏ loét rộng mở trước, bên trong đèn đuốc dài minh. Ngô Ngọc Chi bóng người ở phía trước, lại sau lưng, đệ tử nòng cốt đều dựng, đệ tử nội môn tại bên ngoài sảnh quỳ lập. Làm áo lót cụ già hốc mắt bên trong tia máu phân bố, ý định giết người nghiêm nghị, lần đầu ở nơi này khuôn mặt hòa ái Thiên Cung Thần Giáo tiền nhậm trưởng giáo trước người, cảm thấy vô tận sát ý. Yên lặng miếu thở bên trong, vô tận hương khói hơi thở tràn ngập, to lớn kia hương án bên trên, trước nhất một hàng 18 vị thần hồn bia đều là vỡ vụn. Lớn như vậy Thiên Cung Thần Miếu bên trong, không người lên tiếng, tất cả đệ tử nòng cốt, nghiêm túc đứng. Diệp Thần tới, hắn mang về Tiêu trưởng lão, di thể. Nhưng vào lúc này, ngoại môn đệ tử truyền tới tin tức, cảm giác đại trận có người tiến vào, là Diệp Thần. Cụ già thân hình khẽ run lên, ở sau lưng Ngô Ngọc Chi nghe vậy, cũng là hốc mắt một đỏ, chỉ nghe được cụ già nhẹ giọng dặn dò cầm Diệp Thần mang tới nơi này. Lần nữa đặt chân cái này thần miếu, Diệp Thần tâm cảnh cùng trước đây so sánh, khác biệt một trời. Vậy phúc ở đất này sát trận hơi thở đã sớm lại nữa,
thế nhưng quanh quẩn ở thiên cung thần giáo cấm trên đất chống sát khí nhưng là một số gần như ngưng tụ. Chưa từng bước vào thần miếu, thiên cung thần giáo nội môn đệ tử ánh mắt chính là rơi vào Diệp Thần trên lưng, sinh cơ kia đã qua đời bóng người. Diệp Thần cảm nhận được rõ ràng liền tất cả đệ tử nội môn vậy sắp bùng nổ tâm trạng, nhưng hắn nhưng là không nói, nhịp bước kiên định tiếp tục hướng phong cách cổ xưa kia cửa đi. Tại chỗ tất cả đệ tử đều biết Diệp Thần là luân hồi chi chủ, bọn họ tuy không biết Diệp Thần ở địa tâm vực chém giết Hồng Thiên Kinh, nhưng cũng biết Diệp Thần thực lực và khí vận, cơ hồ vô địch. Nhìn gần ngay trước mắt thần miếu cửa, sau lưng ngàn tên đệ tử nội môn giờ phút này nhưng là đột nhiên đồng loạt lên tiếng, tất cả đều quỳ một chân trên đất. Diệp Thần tiên sinh, phù hộ ta thiên cung thần giáo. Diệp Thần tiên sinh, phù hộ ta thiên cung thần giáo. Diệp Thần tiên sinh, phù hộ ta thiên cung thần giáo. Trước thần miếu kia bóng người rõ ràng run lên, nhưng lại chưa từng quay đầu, nhịp bước kiên định bước vào nội đường, tấm lưng kia, giờ phút này giống như là giấy lên chấm tinh huy, nướng thành mà nhiệt liệt. Bước vào thần miếu Diệp Thần, ánh mắt thời gian đầu tiên phong tỏa ở vậy tan vỡ 18 vị thần hồn bia bên trên, xem ra thiên cung thần giáo đã biết được tình huống. Thiên tuyết tâm rơi xuống không rõ, tất cả thiên cung thần giáo trưởng lão, tất cả đều chết trận. Diệp Thần nói ra những lời này thời điểm, trên mặt bi phẫn vẻ rõ ràng, trong con ngươi sạch bóng đại thịnh, chiến ý hiên ngang. Ngô Ngọc Chi hai quả đấm nắm chặt, chăm chú nhìn Diệp Thần trên lưng bóng người, thật lâu không nói. Tiền bối, ta lần này tới, chính là vì cùng thiên cung thần giáo chung hoạn nạn. Nhìn vậy trong một đêm xào xạc khô cằn thân hình, thời khắc này thiên cung thần giáo, nhân tâm tan rã. Nghe vậy, cụ già ngước mắt. Một cổ hạo hàn hơi thở lần nữa vét sạch nguyên tòa thần miếu. Cái này, thân thể của lão nhân tình huống, Diệp Thần lại rõ ràng bất quá, vạn thần tuyết sơn đỉnh núi đánh một trận, khí huyết đã sớm khô kiệt, hôm nay vì sơn môn lại bỏ ra lớn như vậy nhà. Diệp Thần, lão phu cảm ơn người đưa Tiêu Hân di thể trở về sơn môn, nhưng dưới mắt, thiên cung thần giáo đúng là nhiều chuyện chi địa, lão phu liền không lưu ngươi. Cụ già một lời, chính là hạ lệnh trục khách. Diệp Thần tất nhiên biết rõ cụ già dụng ý, nếu âm ma thánh điện dám mượn liên minh do đối thiên cung thần giáo ra tay, như vậy hiện tại tông môn, nhất định là mưa gió lay động. Địch nhân ồ ạt tấn công, ít ngày nữa thì đạt. Tiền bối, thiên tuyết tâm cùng ta có cũ, vô luận như thế nào, thiên cung thần giáo ta nếu trở về, liền sẽ không rời đi. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, đột nhiên sát ý bạo tản ra. So với cụ già vậy thân thể ngưng tụ khí thế, chỉ mạnh không kém. Thần miếu nội đường, tại chỗ 12 vị đệ tử nòng cốt tất cả đều bị Diệp Thần sát ý ảnh hưởng ý chí, mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền liền cầm đầu Ngô Ngọc Chi, cái này thiên cung thần giáo thế hệ trẻ trí cường giả, trong lòng đều là cảm thấy áp lực vô tận. Vèo! Nội đường bên trên, tràn ngập hương khói hơi thở ngay tức thì ngưng kết, lại nữa giật tán. Liền liền vậy thiên cung thần giáo đời trước đại năng bố trí trường minh đăng, cũng là trong phút chốc tắt. Vạn năm bất diệt truyền thừa, vậy không chịu nổi Diệp Thần vô tận lửa giận. Ngô Ngọc Chi, người chính là thiên tuyết tâm đệ tử thân truyền, hôm nay trưởng giáo không có ở đây, người chính là thiên cung thần giáo một đời mới lãnh tụ. Diệp Thần khí thế mạnh mẽ, làm tại chỗ bất kỳ một người cũng không dám nhìn thẳng. Ta, Ngô Ngọc Chi cắn chặt môi mỏng, 10 ngón tay nắm quyền nắm chặt. Đầu ngón tay lõm vào thật sâu máu thịt bên trong, nàng ngước mắt nhìn một chút cụ già, chợt buông hai quả đấm, cùng gật đầu nói. Ta hiểu ý. Nói xong, nàng chính là đứng dậy đi ra ngoài, ở đó bên ngoài sảnh, chính là mấy ngàn đệ tử nội môn đang ngẩng đầu ngóng trông. Là thật chi sư tỷ? Sư tỷ, chúng ta cùng âm ma thánh điện liều mạng. Đúng vậy, sư tỷ, hạ lệnh đi. Ngô Ngọc chỉ bóng người đi ra thần miếu nội đường. Nhìn phía dưới bóng người nhốn nháo trận liệt, vậy trùng tiêu sát ý cơ hồ che mắt toàn bộ người tâm thần. Nhưng nàng nhưng là rõ ràng, ai cũng có thể làm việc cảm tình, nhưng nàng không thể, nhưng là nói ở mép, mấy độ nghẹn ngào dưới, vẫn là khó khăn mở miệng. Diệp Thần đi tới nàng bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ đầu vai, tông môn hoành gặp nạn khó khăn, hắn nặng nề thanh âm mở miệng nói. Ta có thể hiểu tại chỗ mỗi một người tâm tình, vậy qua đời 18 vị bên trong. Thậm chí có người là các ngươi tu hành ân sư, thậm chí vượt qua phụ mẫu yêu thích, mà ta có thể rõ ràng nói cho mọi người, trừ ta mang về Tiêu Hân trưởng lão di thể, những người còn lại, tất cả đều lựa chọn tự bảo. Trong sân ngàn người vành mắt sắp nứt,
nhưng lại yên tĩnh dị thường, không đang trầm mặc bên trong bùng nổ, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Không một ngoại lệ, bọn họ ở sinh mạng cuối cùng, cũng là lựa chọn bảo vệ. Bảo vệ là ai? Chính là giờ phút này đứng ở trước mắt ta các ngươi. Một lời ra, Diệp Thần cảm nhận được vô số con mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía mình, vậy mãnh liệt khao khát mang, để cho hắn đều là một lần nghẹn ngào. Ta ít có thể dẫn các ngươi, cùng âm ma thánh điện quyết tử chiến một trận, cho đến cuối cùng một binh một chốt chết trận. Nhưng cái này là các ngươi qua đời bề trên muốn thấy được kết cục sao? Tất cả người nắm chặt hai quả đấm, tại chỗ một lần yên lặng. Diệp tiên sinh, chúng ta nên làm như thế nào? Có một người đặt câu hỏi, ngàn người ánh mắt ngay tức thì ngưng tụ ở Diệp Thần trên người một người. Huyết hải thâm cừu, không thể quên. Nhưng các ngươi muốn thời khắc nhớ, giết chết các ngươi người chí thân, đều là thiên cung chi địa cường giả đứng đầu. Ta hy vọng, các ngươi có thể sống. Còn sống. Còn sống. Còn sống. Cái này hai chữ thời khắc vang vọng ở lòng của tất cả mọi người, đúng vậy. Còn sống mới có hy vọng, còn sống mới có thể báo thù. Thật tốt tu luyện, ta hy vọng một ngày kia, các ngươi có thể đem cửu nhân, tự mình chính tay đâm. Ở chỗ này trước, ta hy vọng các ngươi có thể sống được. Ngô Ngọc Chi giờ phút này cũng là liếc mắt nhìn trước mặt người đàn ông, rốt cuộc là trải qua như thế nào khổ nạn, mới có thể có như vậy đảm nhận. Mặc dù giờ phút này các ngươi rời đi, nhưng các vị vĩnh viễn đều là thiên cung thần giáo người, ta hy vọng các ngươi không quên thân phận của từng người. Tụ là một đoàn lửa, tán là đầy trời tinh. Diệp Thần hướng về phía Ngô Ngọc Chi nhẹ khẽ gật đầu, chợt giai nhân bóng đẹp tiến lên, trầm giọng nói, mấy ngày sắp tới, chiêu cáo các nơi, thiên cung thần giáo tuyên bố giải tán, tất cả ngoại môn đệ tử, tông môn tử sẽ an bài rút lui. Đệ tử nội môn, nhập môn chưa đủ 200 năm, bước ra khỏi hàng. Ra lệnh một tiếng, ước chừng nửa số, đồng loạt bày trận. Các ngươi mới là tông môn chân chính hy vọng, ta cùng Diệp Thần tiên sinh, các vị các sư huynh sư đệ, đem thể phò hộ các ngươi rời đi. Hy vọng một ngày kia, các ngươi bên trong, có người có thể chiêu cáo thiên hạ, phục ta tông môn vinh quang. Thiên cung thần giáo, vĩnh tồn hậu thế. Ngô Ngọc Chi tròng mắt bên trong lệ quang phun trào, nội môn ngàn chúng đệ tử mỗi người chia nhóm, có thứ tự rời sân. Sư huynh, chăm sóc kỹ mình. Sư đệ. Ngày sau phương dài, một nhóm được từng nhóm, ngày xưa nhiệt lạc đài võ đạo bên, diễn ra một màn biệt ly tình cảnh. Cấm địa chỗ sâu trong sân, Diệp Thần cùng Linh Nhi đang bí mật thương thảo cái gì. Thời gian không đợi người, lớn như vậy quy mô rút lui, cần thời gian rất dài, dựa theo âm ma thánh điện tác phong, trễ nhất ngày mai, liền sẽ hoàn toàn ra tay. Hư bia truyền tống người khác có giá rất lớn, nếu như vận dụng trận pháp và hư bia. Không gian truyền tống, chịu đựng được sao? Linh Nhi cũng là một hồi cau mày, nói, không chừng tọa độ nói, ngược lại là có thể thử một phen. Có ý gì? Diệp Thần nghi vấn nói. Đây là, Ngô Ngọc Chi bóng người chậm chậm tới, ở đó cỏ dại mọc tùm sân nấc thang trước ngồi xuống, nói chính là nói, thông qua không gian gian truyền tống đệ tử nội môn, sẽ xuất hiện khắp nơi, thậm chí vách đá đường cùng. Linh Nhi than nhẹ một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu. Dù vậy, vậy so ở lại chỗ này an toàn, Diệp Thần đứng dậy hướng về phía Ngô Ngọc Chi tiếp tục nói, triệu tập tông môn còn thừa lại đệ tử, quyết chiến trước, ta có đồ cấp cho bọn họ. Linh Nhi cũng là trước mắt sáng lên, nói chẳng lẽ là trận pháp. Diệp Thần gật đầu một cái, ta ở thất lạc thời không bên trong trừ bầu trời long hồn bên ngoài, còn có một chút thu hoạch. Cùng lúc đó, một chỗ khác, không nghĩ tới, người cái lão gia hỏa này sẽ đến. Huyết ma tông cụ già âm chắc chắc cười một tiếng, nhìn trước mặt hoa áo lót ông già, trong mắt quan sát chung quanh, làm sao, người thần võ điện cũng muốn tới chia một chén canh. À, mọi người bất quá đều là vì liên minh làm việc mà thôi. Thần võ điện điện chủ qua loa lấy lệ đáp lại, dư quang liếc mắt một cái huyết ma lão nhân, nhàn nhạt nói, bất quá là một chân chó thôi. Ngươi nói gì sao, huyết ma lão nhân giọng hơi lạnh. Thần võ điện điện chủ nhưng là lên tiếng nói, thiên cung thần giáo tàn dư thượng thích chữ, chờ ngươi xử lý xong rồi hãy nói. Huyết ma lão nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng, lại nữa lời nói. Hy vọng ngươi cũng ở đây, Diệp Thần. Thần võ điện điện chủ ánh mắt híp lại, nhìn ra xa chân trời, nói, trước đây lấy được uyên thiên ma kiếm. Ngươi sợ rằng rất khó chấp trưởng, không bằng giao cho ta.
Hình ảnh quay về, Thiên Cung Thần Giáo. Thế nào? Đêm trăng dưới, Diệp Thần bóng người dựa vào sân một bụi trên cổ thụ, Linh Nhi biến dạng hư không tới. Nghe cách đó không xa vậy ồn ào náo động diễn võ trường tiếng truyền tới, đèn đuốc sáng rực chỗ, Diệp Thần ngắm nhìn. Hiệu quả còn có thể, người cái này từ thất lạc thời không bên trong cảm ngộ sát trận, phải sử dụng. Trận pháp này, mặc dù hiệu quả không tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản cường giả đứng đầu sát phạt thế công, đệ tử nội môn bao gồm đệ tử nòng cốt bên trong, trăm giả cảnh trung kỳ đệ tử chỉ có le que mấy người, rất lớn một phần chia đều là trăm giả cảnh dưới. Dựa hết vào cái này sát trận, có thể chống đỡ không được thời gian quá dài. Linh Nhi nhìn thấu trận pháp trong đó khuyết điểm, lo lắng. Diệp Thần nghiêng dựa vào cổ trên cây bóng người đứng dậy, ánh trăng bao phủ hạ, nhẹ giọng mở miệng nói, trận pháp này, chỉ là để cho bọn họ giúp ta tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Không cùng Linh Nhi trả lời, Diệp Thần tiếp tục mở miệng nói, thật ra thì chỉ cần vận hành được làm, có thể bảo còn thừa lại Thiên Cung Thần Giáo đệ tử tánh mạng. Mặc dù thương vong ở khó tránh khỏi, nhưng so sánh với tráng liệt vẫn thân, đây là một cái tốt nhất đường. Chân thực không được, vận dụng nguyện vọng thiên tinh và hoàng tuyển đồ đi, bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện liền phát hiện. Diệp Thần cũng là chăm chú nhìn, hai cánh tay vòng ngực, nhìn xa chân trời. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, Thiên Cung Thần Giáo ngoại môn tại trong phút chốc không còn tồn tại. Trăm giả cảnh cường giả đỉnh phong một trường vung ra, cả ngọn núi đầu đều là sống sinh não đi. Bẩm báo tông chủ, sơn môn cũng không bất kỳ sinh cơ hơi thở còn sót lại, muốn đến là Thiên Cung Thần Giáo người lấy được tin tức. Rút lui, rút lui. Huyết Ma lão nhân một tiếng hừ lạnh, nói, bất quá là chút cá tạp thôi, thẳng giết hướng Thiên Tuyết Tâm Đại Điện, ta đây muốn xem, đám này con rùa đen giúp đầu có thể tránh tới khi nào. Tới. Diệp Thần áo khoác phù vù vang dội, sơ sắc tiêu điều bầu không khí tràn ngập ở Thiên Cung Thần Giáo diễn võ trường bên trên, ở hắn sau lưng, Ngô Ngọc Chi các người lấy 12 người một tổ, kết thành đại trận yên lặng. Thiên Cung Thần Giáo tàn dư, còn không bó tay chịu trói. Huyết Ma thân ảnh của lão nhân dẫn đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ là tay áo vung tay lên, chính là thiên địa biến sắc, mưa gió trỗi lên. Cái này, đây cũng là Thiên Cung Chi địa cường giả đứng đầu uy năng. Đám người bên trong, Thiên Cung Thần Giáo các đệ tử ngửi vào biến sắc, ở chân chính đối mặt sinh tử một khắc, không phải tất cả mọi người đều có thể khẳng khái vậy bị chết. Vậy động trời tiếng nổ tiếng vang lên, thời khắc này bên trong cấm địa, Linh Nhi ngón tay bắt pháp quyết, kích hoạt bố trí hồi lâu trận pháp và hư bia lực lượng, một giọt mồ hôi hột rớt xuống, nói tất cả người không cho phép phân thần, có thứ tự rút lui. Xé ra trận pháp hư không bên trong kẽ hở, từng đạo bóng người tiêu tán ở trong đó. Một vị trong đó chàng trai con ngươi nhìn lại một mắt cuộc sống này nhiều năm tông môn, không giống những người còn lại vậy lưng đeo bọc hành lý, hắn chỉ là trường kiếm bằng thân, nhẹ giọng dù gì nói, Thiên Cung Thần Giáo, ta tiêu nói sẽ còn trở lại. Liễm hết sức ý định giết người đưa tới Linh Nhi chú ý, mới vừa muốn nói gì, chàng trai bóng người đã là biến mất ở không gian cuối. Hình ảnh quay về. Huyết Ma Tông một vị cường giả đứng đầu thân hình đổ bay ra. Trùng trùng nện ở trên đài võ đạo. Diệp tiên sinh trận pháp coi là thật huyền diệu, chúng ta 12 người, là được cùng cái này nhóm cường giả chống lại. Một đệ tử nội môn kinh hô thành tiếng. Giống nhau thanh âm, ở lớn như vậy diễn võ trường bên trong nhiều vô số kể, liên minh đại quân, trong chốc lát lại là công mà không được. Chém! Ngô Ngọc Chi một tiếng quát chói tai, sau lưng 8 người trong mắt hung mang lộ ra, chỉ là ngay tức thì. 9 người phân phối riêng mình trận vị, phong tỏa trước mặt một vị Huyết Ma Tông cường giả tất cả đường lui. 9 đạo giết mang thoáng qua, Huyết Ma Tông cường giả toàn bộ tránh ra, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi cùng tu vi, trận pháp này có chút cổ quái, giống như là gia trì thất lạc thời không ở giữa lực lượng, cố nhiên như vậy, nhưng không cách nào trúng mục tiêu. Phá! Ngô Ngọc Chi một tiếng hừ lạnh, trong phút chốc Huyết Ma Tông cường giả cánh tay phải ầm ầm nổ tung. Làm sao có thể, ta rõ ràng cũng tránh ra mới là. Huyết Ma Tông cường giả ánh mắt che lấp, hắn cẩn thận vang trở lại bên trong trận pháp đủ loại. Xông trận, chém. 9 người đồng hô, lại là một vòng xông trận, 9 đạo giết mang lần nữa chớp mắt rồi biến mất, đều bị Huyết Ma Tông cường giả né tránh mà qua. Chẳng lẽ, một hồi vô hình lòng rung động xông lên đầu, vậy dưới chân bóng mờ. Có vấn đề,
Huyết ma tông cường giả kinh hô thành tiếng, hắn đã xem thấu trận pháp này sát phạt thế công, chưa tới kịp mở miệng, đầu lâu nhưng là phóng lên cao. Mau xem, thật chi sư tỷ tại những sư huynh khác hợp lực, lại chém huyết ma tông một vị đến gần trăm giả cảnh hậu kỳ cường giả. Tạm thời tới giữa, Ngô Ngọc Chi các người chỗ ở trận pháp, thành nguyên phiến trên chiến trường, nhất là nhìn chăm chú tồn tại. Lực chém cường giả, kêu gọi liền tất cả đệ tử nội môn lửa giận trong lòng. Cường giả loại này, vậy không vô địch, Ngô Ngọc Chi tiếng quát truyền khắp toàn trường, Thiên Cung thần giáo đệ tử, bày trận. Cả tòa diễn võ trường bên trong, vô số xó xỉnh ngay tức thì, cũng đang vang vọng trước máu kia khí trùng tiêu gào thét. Tạm thời tới giữa, bằng dựa vào bầu trời này sát trận, trăm người đội ngũ, lại là miễn cưỡng kéo lại rất nhiều cường giả vây công bước chân. Om sòm, huyết ma tông bóng người cụ già cướp tới trên chiến trường, nói con kiến hôi cũng dám ở chỗ này kêu gào. Một trường vung ra, thiên địa biến sắc, sấm sét tàn phá ở đài võ đạo bên trên, nếu không phải sát trận gia trì, chỉ là dư âm, liền đủ để muốn toàn bộ người tánh mạng. Đường đường một tông yếu viên, hướng về phía tiểu bối hạ sát thủ, cũng không sợ chọc người nhạo báng. Thuần màu sắc trường sam bóng người cụ già tới, chắn Ngô Ngọc Chi các người trước người, một chỉ điểm ra, khí bể thương khung. Lớn như vậy diễn võ trường ngay tức thì nổ tung, cả ngọn núi cửa lâm vào là phấn vụn, chiến trường trung ương, hai vị lão nhân người nhẹ nhàng đứng. Lão trưởng giáo, Thiên Cung thần giáo lão trưởng giáo ra tay, đem huyết ma tông cụ già cường hãn nhất kích ngăn cản đi. Không thèm chú ý đến liên minh quy tắc, thiên quân ra tay can dự thế tục, người thật là to gan. Vô không lão nhân sát ý hiện ra hết. Huyết ma tông cụ già vui vẻ cười to, nói, không nghĩ tới ngươi lão bất tử này đồ còn sống, ngăn trở ta. Đem ngươi cùng toàn bộ chém chết nơi này, liên minh có thể làm ta thế nào? Cuồng phát bay lượn, huyết ma tông cụ già dựng thân tại hư không, vui mừng không sợ, vạn thần tuyết sơn đỉnh núi đánh một trận, cái này thiên cung thần giáo lão nhân đã cháy hết huyết khí. Hôm nay chỉ cần trì hoãn chốc lát, thiên cung thần giáo, không đánh tự thua. Chỉ dựa vào ngươi cái lão bất tử, vậy mưu toan tiêu diệt ta thiên cung thần giáo. Cuồng bạo khí thế tử vô không lão nhân quanh thân bùng nổ, cho dù là phù dung sớm nở tối tàn, cũng là khủng bố tuyệt luân. Như vậy, hơn nữa tạ ư. Một đạo lãnh đạm lại hài hước thanh âm vang lên. Thanh âm này không phải người khác, chính là Diệp Thần. Diệp Thần đi tới cụ già bên người, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ngưng trọng. Cho tới nay, hắn chẳng muốn quá nhiều dính thiên cung thần giáo chuyện, chỉ vì là hơi lơ là, liền sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Chém chết Hồng Thiên Kinh sau đó, sợ rằng Vũ Hoàng Cổ Đế đối bất kỳ một chút hạ giới truyền tới tín hiệu cũng sẽ không bỏ qua. Trọng yếu hơn chính là, hôm nay mình thực lực cũng không phải là trạng thái tột cùng, trận chiến ấy thương thế còn chưa hoàn toàn hết bệnh. Bất quá để cho Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, thần võ điện, lại thật cùng âm ma thánh điện nhập bọn. Hơn nữa còn là quang minh chánh đại đối thiên cung thần giáo ra tay. Thiên cung thần giáo lão trưởng giáo vô không nhìn dựng thân tại huyết ma tông cụ già bên người hoa áo lót bóng người, nhất thời gầm lên. Không nghĩ tới ngươi lại cùng âm ma thánh điện nhập bọn. Cụ già nhìn trước mắt cái này mình tranh đấu cả đời địch thủ, nghìn năm năm tháng, một màn từ trước mắt vạch qua. Xem ra, thần võ điện, đã mất khí tiết. Sau một lúc lâu, cụ già tiếc nuối lắc đầu một cái như là thương tiếc. Khí tiết, xem ngươi như vậy mặc cho người xẻ thịt sao? Hoa áo lót cụ già trên cao nhìn xuống, mặt đầy khinh thường. Quả nhiên, nghìn năm trước, thần võ điện sớm sẽ theo trận chiến ấy, theo thần võ lệnh mất đi. Vô không nhìn trước mắt tà khí tràn ngập thần võ điện chủ, làm ra hành động. Lão gia, người đối thủ là ta. Hư không đột nhiên biến dạng, sau lưng một trưởng vung ra. Huyết ma tông cụ già hung hăng vỗ vào vô không sau lưng, cụ già còng lưng thân hình đổ bay ra. Một cổ lực lượng nhu hòa đem vô không nhận lấy, nhìn sau lưng chạy tới Diệp Thần, vô không nhẹ giọng nói, Diệp Thần, lão phu từ đầu đến cuối thiếu ngươi một cái ân huệ. Thấy thần võ điện điện chủ hiện thân, một mực chờ cơ hội nhi động Diệp Thần, vậy là xuất hiện ở trên chiến trường. Tiền bối, cái lão gia hỏa này giao cho ta đi. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Thời kỳ thượng cổ một ít ân oán, thần võ điện nhưng mà xưa nay cùng âm ma thánh điện cấu kết. Cái gì, vô không nghe vậy, hiển nhiên sửng sốt một chút, Diệp Thần đối với Hắc Ma Nhai để, Uyên Thiên Tông chuyện cũ cũng không có cùng cụ già nói tới qua,
giờ phút này cụ già phản ứng, cũng thuộc về bình thường. Biết rõ nơi đây không phải nói chuyện chỗ, cụ già chỉ là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, lão này thực lực sâu không lường được, người vạn phần chú ý. Lau đi khóe miệng vết máu, vô không lão nhân khí thế rõ ràng yếu đi mấy phần, rất hiển nhiên, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Đốt vòi máu cho hắn hậu di chứng dần dần hiện ra, tầm mắt cũng là xuất hiện một chút mơ hồ. Vô không, ta muốn ngươi nhìn tận mắt thiên cung thần giáo tiêu diệt. Huyết ma lão nhân cười như điên lên, lần nữa cùng vô không lão nhân chiến đấu chung một chỗ. Xem ra, ngươi chính là Diệp Thần. Thần võ điện điện chủ mắt gặp trên chiến trường xuất hiện một cái như vậy trẻ tuổi bóng người, như vậy tư thái, hắn nhớ lại âm ma thánh tổ nói. Diệp Thần trong tay sử dụng một kiếm, một tiếng ông minh, kiếm ý trùng tiêu, xé nát vô tận hắc ám, ánh sáng xuất hiện vẩy chiếu vào thiên cung thần giáo địa giới, mảnh phế tích này bên trên, lại xuất hiện một món thanh quang. Mặc dù không có dò ngó gặp không không thế giới, một kiếm này cũng không phải chỉ thủy kiếm đạo. Nhưng hôm nay Diệp Thần, há sẽ có bình thường kiếm đạo. Diệp Thần, ngươi là một người thông minh, không bằng chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Thần võ điện điện chủ nhìn trước mắt bất quá thái chân cảnh người tuổi trẻ, truyền âm mở miệng nói. Giao dịch, ta cũng không muốn trở thành cái kế tiếp Uyên Thiên Tông. Diệp Thần dửng dưng một tiếng, nhưng cũng cho thần võ điện chủ vô tận nghĩ thế nào. Thần võ điện chủ ánh mắt híp một cái. Nói, xem ra Uyên Thiên Ma kiếm đúng là ở trên tay ngươi. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, chợt mở miệng nói cho ta Thiên Tuyết Tâm rơi xuống, ta ngược lại là có thể cân nhắc, cùng ngươi hợp tác một phen. Thần võ điện chủ ánh mắt lóe lên, trên dưới đại lượng trước Diệp Thần. Thằng nhóc, Thiên Tuyết Tâm vi phạm liên minh quy tắc, đang bị điều tra, cùng hết thảy điều tra rõ liếc, tự nhiên sẽ trở về. Thần võ điện chủ mở miệng nói. Ngươi nếu như vậy cùng ta nói giọng quan, xem ra chúng ta hợp tác liền không có cần thiết. Diệp Thần trường kiếm trong tay hàn mang chớp mắt, một kiếm vung ra. Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Nén đến mức tận cùng nổ tung kiếm quang, biến dạng hết thảy. Kiếm trong tay hắn lúc này hóa thân thành từ từ dâng lên Thái Dương, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lên tới Vân Tiêu, ào ào màu vàng thần quang xua tan hết thảy. Một kiếm này bát hoang chấn động. Trăm nghìn mây trôi đều là thần binh. Một kiếm này, tan biến vạn tượng. Thần võ điện điện chủ dẫu sao là thiên cung chi địa khu vực cao cấp cường giả, đối mặt Diệp Thần ác liệt kiếm thức, chỉ một cái đánh ra. Đinh! Một tiếng giòn giã, kiếm mang vỡ nhỏ, như là vô tận hắc ám đem chiếm đoạt, thần võ điện chủ trên mặt vạch qua vẻ khinh thường. Vèo! Vậy ẩn núp tại hắc ám bên trong lau một cái lưu quang tránh rồi biến mất, cùng lúc đó. Thần võ điện chủ gò má bên trên, máu thịt mở tách ra. Diệp Thần bóng người cướp tới thần võ điện chủ trước người, trong nháy mắt đó ngẩn ra làm thân hình hắn hơi chậm lại, Diệp Thần kiếm trong tay đâm thẳng đối phương cổ họng. Con kiến hôi, dám đả thương bổn tôn. Thần võ điện chủ tức giận, hắn khinh thị Diệp Thần, hôm nay bị Diệp Thần hoa thương, làm hắn mặt mũi quét sân. Lấy trưởng hóa kiếm, thẳng đem Diệp Thần kiếm ý văng ra. Chợt một cái hư không trưởng hung hăng đánh vào Diệp Thần ngực. Ầm, một quyền như là đập vào vạn năm hàn thiết bên trên, khoảnh khắc tiêu tán. Diệp Thần chống cự thần võ điện chủ một quyền, nếu như thân xác thành thánh trước khi thân thể, toàn bộ thân xác đều sẽ bị miễn cưỡng đánh thủng. May là như vậy, Diệp Thần giờ phút này cũng là ngũ tạng di chuyển vị, rời sông lấp biển. Cùng Hồng Thiên Kinh trong một trận đánh thương thế tựa hồ nặng hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như chuyện không thể trái, ta sẽ nổ thiên cung thần giáo hộ tông đại trận, đến lúc đó các ngươi lập tức rút người ra trở lui. Diệp Thần tự nhiên không nhận là mình có thể đối kháng cái này nhóm cường giả, thời gian đầu tiên truyền âm cho biết liền Ngô Ngọc Chi, dưới mắt mặc dù nhìn như mình có thể lực chiến đối phó, nhưng trong đó chênh lệch, chỉ có chính hắn rõ ràng. Diệp Thần tiên sinh, có thể cùng thần võ điện chủ giao thủ. Không rõ ràng trong đó nội tình thiên cung thần giáo rất nhiều đệ tử nội môn thấy vậy, rối rít lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Chỉ có phía dưới Ngô Ngọc Chi mắt lộ ra vẻ phức tạp, Diệp Thần cùng thần võ điện chủ tới giữa thiên uyên, tuyệt không thể vượt qua. Mình dưới mắt 9 người tiểu đội, mặc dù có thể dựa vào sát trận ngăn cản, nhưng những cường giả này đều không phải hạng người phàm tục, đã có người theo dõi liền trong đó đầu mối, kéo dài nữa, giống vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thằng nhóc! Ngoan ngoãn giao ra Uyên Thiên Ma kiếm,
ta có thể tha ngươi một mạng. Thần võ điện chủ giờ phút này vậy nhìn thấu Diệp Thần bất phàm, tầm thường cường giả, ở hắn trong mắt bất quá con kiến hôi yếu ớt. Mà trước mắt Diệp Thần, vẻn vẹn chỉ là thái chân cảnh, nhưng là có thể gần được hắn thân. Ở thần võ điện chủ trong mắt, hết thảy các thứ này năng lực cũng cùng Nguyên Thiên Ma Kiếm có liên quan. Diệp Thần nhưng là trong mắt hàn mang ngưng tụ, lần nữa vọt tới. Ta có thể thu tay lại, cũng có thể nói cho ngươi Thiên Tuyết Tâm rơi xuống. Thần võ điện chủ một lời, miễn cưỡng dừng lại một kiếm trước mặt Diệp Thần. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đem Nguyên Thiên Ma Kiếm giao cho ta, hiện tại, giờ phút này. Thần võ điện chủ trong mắt cuồng nhiệt vẻ, che giấu hết thảy. Cùng lúc đó, thần võ điện. Như thế nào, Thiên Tuyết Tâm dặn dò cái gì? Âm ma thánh tổ bóng người bí mật xuất hiện ở thần võ điện. Thần võ tù mất trong tháp, không có độ vô tận người. Thanh âm già nua vang vọng ở âm ma thánh tổ trong tai. Uyên Thiên Ma Kiếm không có ở đây tay nàng, duyên vì sao kết này nhân quả. Màu máu trường bào một tiếng hừ lạnh, nói, lão gia, người muốn rõ ràng, cái này thái thượng trưởng lão thân phận, là ta âm ma thánh điện ban cho ngươi, ngươi có thể sống đến hiện tại, cũng là âm ma thánh điện ban cho ngươi. À, cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ cạy ra miệng của nàng. Thanh âm già nua vang vọng ở âm ma thánh tổ bên tai. Như vậy tốt nhất. Màu máu bóng người trường bào dao động, đáy mắt thoáng qua một chút sát ý, lẩm bẩm nói, Thiên Tuyết Tâm, ngươi và Diệp Thần ngày, chấm dứt. Thần võ tù mất tháp bên trong. Một phiến mây tía hồng mông thế giới bên trong, không ánh sáng nhật nguyệt, thời gian vào giờ khắc này vĩnh hằng không thể, màu trắng tà áo yên tĩnh phục đứng ở mênh mông đất khô cằn bên trên. Người đẹp lông mi mau nhẹ nhàng lay động, đầu ngón tay chỗ năng lượng giật tán, tại nguyên phiến ở giữa thiên địa quanh quẩn, tại nơi hư vô, tan hết. Đây là... Dần dần tỉnh lại Thiên Tuyết Tâm vùng vẫy đứng dậy, nhìn về cái này phế vắng vẻ mờ mịt đất khô cằn, đối với này khác mình tình cảnh cũng là đoán được một hai. Ngày đó Phong Lâm Đài cuộc chiến, vì che chở Thiên Cung Thần Giáo còn thừa lại tinh nhuệ rút lui, Thiên Tuyết Tâm lựa chọn ẩn nhẫn. Sương hoa. Tâm niệm vừa động, nhưng là phát hiện bốn phía yên lặng, linh lực trong cơ thể cũng giống là bị phong ấn vậy, không có chút nào chập chờn. Màu tím hồng mông hơi thở lưu chuyển ở Thiên Tuyết Tâm quanh thân, lại là liền Sương Hoa kiếm cũng mất đi cảm ứng, kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất không linh. Thiên Tuyết Tâm, Thiên Tuyết Tâm, Thiên Tuyết Tâm. Một hồi thanh âm già nua vang vọng ở nguyên phiến ở giữa thiên địa, tựa như phải đem Thiên Tuyết Tâm màng nhĩ đâm xuyên qua đi. Đáng chết, Thiên Tuyết Tâm giờ phút này mới là phát hiện, ở mảnh thiên địa này tới giữa, nào có cái gì Thiên Cung Thần Giáo trưởng giáo. Có chỉ là một lại tầm thường bất quá cô gái yếu đuối thôi. Đem người bí mật nói ra. Vậy một hồi thanh âm già nua lần nữa tại Thiên Tuyết Tâm bên tai vang lên, trong đầu đau nhói dẫn được Thiên Tuyết Tâm biển tinh thần một số gần như vỡ nhỏ. Ở nơi này thần võ tù mất trong tháp, cho dù ai cũng lật trời không được. Thiên Tuyết Tâm ngồi xếp bằng, ổn định tâm thần, lại nữa bị thanh âm kia mê hoặc. Hừ, một hồi tiếng cười lạnh vang vọng ở hồng mông bên trong không gian. Đã như vậy, vậy ngươi liền nếm thử một chút cái này thần võ tù mất tháp lợi hại. Vừa dứt lời, có ngồi xếp bằng tư thế Thiên Tuyết Tâm chỉ cảm thấy cổ họng gian một hồi nhiệt lưu phun trào, một hơi nóng bỏng máu tươi khạc ra, tích tích rơi xuống, liền đem vậy mở mịt đất khô cằn đốt thủng đi. Thần võ tù mất tháp hồng mông nghiệp hỏa cùng mây tía hàn xương, sẽ thời thời khắc khắc tàn phá ngươi tinh thần cùng thể xác. Chờ ngươi muốn giao phó hết thảy thời điểm, lão phu tùy thời cung kính chờ đợi. Vậy thanh âm già nua chỉ là để lại cuối cùng lau một cái lãnh đạm châm chọc, chính là vĩnh viễn tiêu tán ở mảnh thiên địa này gian. Hô! Trận gió mạnh thổi phất mà qua, khuấy giải tán nguyên bản tràn ngập ở tù mất tháp không gian bên trong màu tím hồng mông hơi thở, tí ti theo miệng mũi tràn vào Thiên Tuyết Tâm đáy lòng. Ở một chớp mắt kia, tựa như ở toàn thân giấy lên vô cùng nghiệp hỏa, cháy nàng ngũ tạng, mạch máu ở hắn da thịt bên trên thoáng qua từng tia lửa cháy mạnh mang. Theo hồng mông gió tàn phá, Thiên Tuyết Tâm trên hai cánh tay mạch máu bắt đầu căn căn nổ tung. Vậy bắn tung tóe ra đỏ thấm, lửa đốt mặc Thiên Tuyết Tâm quanh thân không gian, từng tia gió bão chảy loạn tản mát ra kinh khủng chiếm đoạt hơi thở, kẽ hở bên trong bóng tối hơi thở, từ từ đem bao phủ đi. Lạnh, Thiên Tuyết Tâm toàn thân run rẩy, tinh thần trong thức hải bộ, nóng bỏng ánh lửa ngất trời, tựa như đem ý thức toàn bộ chiếm đoạt, mà quanh thân truyền tới vậy đau thấu xương cảm.
nhưng là không để cho nàng được không tỉnh táo đối mặt cái này vô tận chỗ đau. Màu tím hồng mông hơi thở tại thiên tuyết tâm quanh thân, vậy tan vỡ không gian chỗ cùng sông ra gió bão chảy loạn vặn thành một quầy nước lũ, mỗi một tia gió, đều là hóa thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, ở thiên tuyết tâm trên mình tàn phá. Trong phút chốc, màu trắng tà áo tà tơi bay tán, máu thịt bên trên tách ra một đóa đóa đỏ thẫm hoa, nhiễm đỏ tuyết sắc. Hồng mông hơi thở tràn ngập, vậy phúc tại trên thân hình nóng bỏng ánh sáng ngay tức thì hóa thành hàn xương, bao gồm thiên tuyết tâm toàn bộ thân thể, liền vậy vết nứt không gian bên trong sông ra gió bão đều là đông lại đi. Mà vậy trong thức hải không ngừng sông ra sóng nhiệt, lại là thời thời khắc khắc đem vậy đông không gian lần nữa lửa đốt mặc, như vậy tuần hoàn, không còn bao nhiêu. À, chiếm đoạt ý thức nhưng lại kích thích tinh thần băng lửa đồng thời lực làm được thiên tuyết tâm ở nơi này thần võ tù mất trong tháp phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào. Nói cho ta hết thảy, miễn ngươi vô tận khổ sở. Vậy thanh âm già nua lần nữa vang vọng ở hồng mông ở giữa thiên địa, ở người bất kỳ nghe tới, đều là âm thanh thiên nhiên. Vọng tưởng, thiên tuyết tâm cắn răng nghiến lợi đáp. À, một cái người máu ở đó gió bão trung tâm, bị không ngừng cắt rời. Thời gian tựa như ngưng kết ở giờ khắc này, vậy không đoạn bị hắc ám chiếm đoạt lại hiện ra bóng người, từ mới bắt đầu gào thét, dần dần đổi được yên lặng. Ta kêu Diệp Thần, đoạt lại thần võ lệnh, ngươi không thể ra ngựa. Ta phải cứu về Tôn lão. Cái này Uyên Thiên Tông tiêu diệt, cùng thần võ điện không thoát được quan hệ. Thần võ tù mất tháp hồng mông nghiệp hỏa cùng mây tía hàn xương, sẽ thời thời khắc khắc tàn phá ngươi tinh thần cùng thể xác. Đang lúc hấp hối, thiên tuyết tâm đầu óc bên trong lóe lên mình cùng Diệp Thần mới quen để gặp, từng bước một đi tới, lại cho tới bây giờ. Thần võ tù mất tháp, thần võ điện. Diệp Thần nói cùng vậy thanh âm già nua nhắc nhở thiên tuyết tâm, nàng giờ phút này chỗ, chính là thần võ điện. Nàng phải cầm tin tức này cho biết ngoại giới. Ngươi thù đi, không việc gì đặc thù hàm nghĩa, chỉ là nghe nói đeo nó người, cũng sẽ tâm tưởng sự thành mà thôi, coi như là một chúc phúc đi. Nếu như chuyện không thể trái, cầm nó bóp vỡ, ta sẽ tới giúp ngươi. Trong đầu lần nữa hiện lên Diệp Thần bóng người, thanh tú trên mặt mũi vĩnh viễn có vậy không thuộc về tuổi tác trầm ổn cùng lãnh đạm. Ngọc bội, thiên tuyết tâm tựa hồ bắt đến cuối cùng rơm giả cứu mạng, thân thể một hồi run rẩy kịch liệt, vậy phúc tại ngọc thể trên hàn xương lần nữa đâm vào, sông da đỏ tươi lại là ngay tức thì ngưng kết. Mãnh liệt đau đớn vẫn là mài không diệt được thiên tuyết tâm giờ phút này trong lồng ngực khao khát, hàn xương phủ xuống tay máu chậm rãi hướng tà áo dưới duỗi đi, cứ việc chỉ là cái này người bình thường xem ra, lại đơn giản bất quá động tác, thiên tuyết tâm nhưng là cần phải bỏ ra gấp vạn lần giá phải trả đi hoàn thành. Chớ đem nàng chỉnh chết, nếu không, người vậy cùng nàng kết quả giống nhau. Nhìn hình ảnh bên trong tình cảnh, thanh âm khàn khàn mở miệng, giọng bên trong thêm mấy phần kiên quyết. Yên tâm đi, loại cấp bậc này cường giả sinh mệnh lực cũng không có như vậy yếu ớt, thần võ tù mất bên trong tháp, càng cường đại tu giả, càng muốn chết không được, chỉ sẽ thành được người mà không người. Thanh âm già nua đáp lại. Hình ảnh quay về. Thời khắc này thiên cung thần giáo thủ phủ, thần võ điện chủ có nhiều hăng hái nhìn Diệp Thần. Như thế nào, người suy nghĩ kỹ sao? Diệp Thần, người cũng là nhân trung tuấn kiệt, như vậy thiên tài như vậy hao tổn. Ta cũng tại tim không đành lòng. Biết bao hoạt bát sinh mạng à. Thần võ điện chủ ánh mắt thẩm trước cái này phía dưới thiên cung thần giáo môn nhân, tiếp tục nói. Diệp Thần quay đầu lại mong xuống phía dưới kịch chiến đám người, quả thật, cho dù là trận pháp gia trì, thế nhưng khó mà vượt qua tu vi chênh lệch mới là mấu chốt. Phía sau Linh Nhi hơi thở đã liếm hết sức, xem ra nội môn đệ tử rút lui đã hoàn thành, dưới mắt hắn, cần phải tận lực bảo đảm còn thừa lại người làm an toàn. Giao ra ma kiếm, ta có thể mang ngươi đi gặp thiên tuyết tâm, hơn nữa, ngươi cũng biết, các ngươi sa sút, bất quá là vấn đề thời gian thôi, mà chúng ta giờ phút này, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Diệp Thần, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Thần võ điện chủ tất nhiên lòng tin tràn đầy, hôm nay thiên cung thần giáo bất quá là nỏ hết đà, hắn muốn ních mắt để cho Diệp Thần nhìn, thiên cung thần giáo tiêu diệt. Không sợ thằng nhóc này không phải phạm, thần võ điện chủ bóng người. Không tấn công nữa, mà là cùng Diệp Thần đối mặt. Linh Nhi bóng người trôi ra tới, cướp tới Diệp Thần sau lưng, nói, lão già này thực lực khủng bố, chúng ta kế hoạch sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Thần con người đông lại một cái, không nói thêm gì nữa. Diệp Thần,
để lại cho ngươi suy tính thời gian không nhiều lắm. Trên chiến trường, thần võ điện chủ dò xét trận pháp dưới, không ngừng chống cự thiên cung thần giáo đệ tử nội môn chém giết. Lúc này, thiên cung thần giáo đệ tử nội môn tạo thành sát trận, cũng là lộ ra chân tướng. Ngọc Chi sư tỷ, Ngô Ngọc Chi sau lưng mấy tên đệ tử nòng cốt hiển nhiên cũng là chú ý tới tình huống này, nhưng mấy người dẫu sao là trăm giả cảnh sơ kỳ cường giả, thượng có thể chống đỡ, thế nhưng chút thực lực thấp hơn đệ tử tạo thành sát trận, đang bị kẻ địch, từng cái kích phá. Mà phá trận giá phải trả, chính là chết. Che chở. Ngô Ngọc Chi một tiếng quát chói tai, lại nữa hướng về phía bên trong trận pháp kẻ địch hạ sát thủ, ngược lại là chạy về phía mấy trong phương trận, bắt đầu hồi viên. Nàng ánh mắt xít sao nhìn chằm chằm về phía trên hư không, vậy cùng thần võ điện chủ rằng co Diệp Thần. Chặt chặt chặt, tốt trận pháp, thậm chí có thất lạc thời không bên trong quy tắc, nhưng thực lực chênh lệch, thì không cách nào bù đắp. Thần võ điện chủ con ngươi híp lại, một bộ xem trò vui tâm tính, phía dưới thiên cung thần giáo đệ tử bên trong, đã có người xuất hiện thương vong. Nói cho ta, thiên tuyết tâm rơi xuống. Diệp Thần ánh mắt bên trong, ý định giết người lần nữa hiện ra, cục diện dưới mắt, kéo dài nữa, thương vong chỉ sẽ không ngừng nghỉ gia tăng. Trận pháp đã bị phá, còn dư lại liền chỉ là tàn sát. Diệp Thần lâm vào cục diện bị động, hắn phải nghĩ cách, đánh vỡ bế tắc. Diệp Thần, ngươi là một người thông minh, ta nói, Uyên Thiên Tông sự việc ta có thể không truy cứu ngươi, chỉ cần ngươi giao ra ma kiếm. Bây giờ ngươi, không có bất kỳ cùng ta thương lượng tư cách, dĩ nhiên, nếu như ngươi không quan tâm phía dưới con kiến hôi. Thần võ điện chủ ha ha cười gằn, vậy thẩm phán chúng sanh trong mắt, làm người ta cảm thấy buồn nôn hết sức. Còn thừa lại đệ tử cũng đưa đi. Diệp Thần truyền âm, nhìn phía dưới chinh chiến Linh Nhi. Linh Nhi đánh lui một tên cường giả, chợt hướng về phía trên hư không Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, hôm nay thế cục đối thiên cung thần giáo bất lợi, cho dù là Linh Nhi gia nhập chiến cuộc, vẫn là một bên cục diện ngược lại. Diệp Thần con người đông lại một cái, hắn đã làm xong xấu nhất dự định, nhìn trước mắt trong lòng đã có dự tính thần võ điện chủ, Diệp Thần nhàn nhạt nói, lão già kia, ngươi có phải hay không lấy là, có thể cầm thiên tuyết tâm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Thần võ điện chủ như cũ một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng, nhưng trong mắt nhưng là thoáng qua một chút sát ý, làm sao, xem ra ngươi là đã quyết định chủ ý muốn cùng ta là địch. Lão già kia, ngươi sẽ không thật lấy là, ta không giết được ngươi chứ. Diệp Thần uy nghiêm con ngươi bên trong, tràn đầy vô tận ma ý. Ta thiên cung thần giáo, khởi hữu hạng người ham sống sợ chết. Một tiếng gầm lên, nhiễu loạn Diệp Thần suy nghĩ, ngước mắt nhìn lại. Vô không lão nhân bóng người đã cùng huyết ma tông huyết ma lão nhân không ngừng va chạm, hư không biến dạng, đạo đạo chảy loạn, thương khung tựa như đều phải văng tung tóe. Hai quyền chạm nhau, hai người đều thối lùi mấy bước, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Khặc khặc, người cái này hành tương tự mộc lão quái vật. Huyết ma lão nhân âm trầm cười quái dị vang vọng ở thiên cung thần giáo thủ phủ, chợt hắn vậy tà mị nụ cười lần nữa phủ bây giờ trên mặt, thiêu đốt sinh mệnh làm giá. Ngươi thủ đoạn như vậy, nhưng mà không gánh nổi thiên cung thần giáo. Vô không, thuộc về ngươi thời đại đã qua, ngoan ngoãn đi chết đi. Huyết ma lão nhân thân hình người nhẹ nhàng trở lui, uy nghiêm cười một tiếng, nói, để cho ngươi kiến thức một tí, huyết ma tông bí thuật, huyết ma thân. Vô không lão nhân tròng mắt đông lại một cái, chỉ là ngay lập tức tới giữa, trước mặt huyết ma lão nhân bắt đầu chia nứt ra, tám cái bóng người từ tám cái phương vị vững vàng phong tỏa hắn. Phân thân, vô không lão nhân hừ lạnh một tiếng, như vậy tiêu thủ đoạn nhỏ, cũng dám lấy ra múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Vô không lão nhân biến dạng hư không, một trường hung hăng chụp ở một người trong đó ngực. Trước mặt huyết ma lão nhân trong phút chốc nổ tản ra, hóa thành một đoàn xương máu, che đi vô không tầm mắt, cùng lúc đó, còn thừa lại bảy người trường kiếm đã đâm vào hắn trên thân thể. Vậy ban đầu bị vô không một quyền đấm bạo máu thân. Kích động ra muôn vàn ma huyết mang quy luật lực, xuyên thấu qua hắn thân xác. Hô! Một cái sơ sẩy, bị thương nặng vô không người nhẹ nhàng trở lui, còng lưng trên thân hình, mấy trăm cái lớn nhỏ không đồng nhất lỗ máu sáng, mà vậy nhất là chí mạng, là trên mình sâu thấy tới xương bảy chỗ kiếm tổn thương. Huyết ma tông, quả thật là từng cái đánh không chết con chuột. Vô không lão nhân phun một cái nước miếng, chợt một tiếng quát to. Vậy trọng thương thân thể không lành lặn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nhưng rất hiển nhiên,
Vô Không lão nhân hơi thở, đã chỉ có thể khó khăn lắm duy trì ở một cảnh giới, tùy thời có thể rơi xuống. Đường đường quát thiên cung chi địa vạn năm nhân vật, liền như vậy bản lãnh. Huyết ma lão nhân rõ ràng phát giác Vô Không lão nhân dị thường, một đôi nghiêng mục bên trên, mấy phần vẻ dữ tợn dược nhiên trên mặt. Thiên cung thần giáo oai nghiêm, không thể làm nhục. Vô Không lão nhân râu tóc bay lượn, quắc mắt gầm lên, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết ma lão nhân, ở đó còng lưng thân thể dưới, hủy diệt ý tràn ngập. Lão hỏa kế, đến lúc rồi. Một tiếng long ngâm từ thiên cung thần giáo cấm địa bên trên hí, chính là lúc trước đi vạn thần tuyết sơn đỉnh tìm thiên tuyết tâm lúc đó, diệp thần nơi cưỡi qua con thần long kia. Không nghĩ tới thiên cung thần giáo còn có một cái nghiệt long. Huyết ma lão nhân tàn nhẫn ánh mắt quét nhìn một vòng, cái này cùng long tộc, vậy mưu toan cùng ta là địch. Vô Không lão nhân không nói, trong mắt bên trong thương cảm vẻ hiện lên, lão hỏa kế, người đi trước một bước. Dòng thần tựa hồ cảm nhận được liền cụ già tâm cảnh, một tiếng hí, hóa thành lau một cái lưu quang, phúc tại Vô Không lão nhân trong lòng bàn tay. Sán màu vàng kim nghịch lân lấp lánh rực rỡ. Một phiến nghịch lân, liền đại biểu một con thần long chết. Nghịch lân ánh sáng. Cụ già một hơi máu tươi phun ở vảy bên trên, vậy sán ánh sáng màu vàng ngay tức thì sát khí trùng tiêu. Người lão già này, mau dừng tay. Huyết ma lão nhân phát giác một chiêu này khủng bố, vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Thiên cung thần giáo uy nghiêm, không thể làm nhục. Vô Không lão nhân bóng người tay cầm nghịch lân bay lên, sàn ánh sáng màu vàng giống như mặt trời gay gắt xuống thế, đem thiên cung thần giáo cả ngọn núi cửa bao phủ. Mà cụ già tay kia cổ tay chỗ, hóa thành tí ti tinh mang tiêu tán, chén lớn mồ hôi hột từ Vô Không trán gian nhỏ xuống, tựa hồ đang chịu đựng to lớn thống khổ. Sàn ánh sáng màu vàng từng tia chiếu sáng ở thiên cung thần giáo đã tử trận đệ tử nội môn trên mình, một bộ phó khuôn mặt dù chết do vinh. Mang nụ cười ôn hòa, cùng tí ti không cam lòng, vui vẻ bị chết. Ngô Ngọc Chi sau lưng, mấy tên nồng cốt đệ tử thân truyền cũng đã chết trận, vậy không hàn hài cốt hung hăng nắm địch nhân vạt áo, chưa từng buông. Một vị quần áo đen cường giả đầu thương hàn mang quét qua, một cái cánh tay chém xuống. Xui! Đem thiên cung thần giáo đệ tử thi thể một chân đạp mở, nhắc tới trong tay súng trường lần nữa đánh giết tới. Ta thiên cung thần giáo đệ tử, sợ gì ngoại địch? Ngô Ngọc Chi một tiếng quát to, hiển nhiên cũng là làm ra liều chết quyết tâm. Vô Không lão nhân hiển nhiên cũng là chú ý tới phía dưới một màn, cái này huyết ma tông lão quỷ thủ đoạn khá là quỷ dị, mình huyết khí cũng đã cơ hồ cháy hết. Nói hay, đã như vậy thì cùng nhau là ta thiên cung thần giáo chôn theo đi. Vô Không lão nhân vành mắt sắp nứt, dưới mắt từng cái bị tước đoạt tươi và sinh động sinh mạng, đều là hắn hài tử. Nghịch lân ánh sáng, trần diệt vạn vật. Theo một tiếng giống to, vậy nghịch lân bên trong hiện lên ánh sáng đem cả ngọn núi cửa phong tỏa, huyết ma lão nhân cùng thần võ điện chủ thời gian đầu tiên phát giác dị thường. Tia sáng này, đem cả tòa không gian cắt kim loại đi. Chúng ta mất đi đối thiên cung chi địa cảm ứng. Giờ khắc này, nồng đậm sợ hãi tập kích lên liên minh đại quân trong lòng. Chỉ là một cột sáng, đem nguyên mảnh không gian từ thiên cung chi địa miễn cưỡng chóc đi. Tựa như chính là một chỗ khác thất lạc thời không. Lão gia, người muốn lấy mạng đổi mạng. Thần võ điện chủ than thầm một tiếng không ổn, biến dạng hư không chính là hất ra diệp thần hướng Vô Không lão nhân đi. Liên liên diệp thần, cũng là bị này các thủ đoạn khiếp sợ, phía dưới linh nhi thu tay lại, nhìn thương khung dưới. Khuynh tiết xuống từng đạo trùm tia sáng. Chóc, sau đó liền, hủy diệt. Diệp thần ngay tức thì nghĩ tới đáng sợ nhất một màn, Vô Không lão nhân lại dự định mượn lực lượng cuối cùng, kể cả dòng thần nghịch lân lực lượng, đem cả tòa thiên cung thần giáo hết thảy, xóa bỏ mất đi tại dòng sông thời gian dài bên trong. Đáng chết, quần áo đen cường giả lại nữa đuổi giết thiên cung thần giáo môn nhân, mà là đối từng đạo khuynh tiết xuống trùm tia sáng, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Lại là lau một cái trần quang bỏ ra, trùng hợp chiếu sáng ở quần áo đen cường giả đầu vai, kinh khủng kia tu vi trong nháy mắt bạo tán khuynh tiết mở, lúc tối y cường giả thân thể, ở chùm ánh sáng vẩy chiếu xuống, tán làm điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở thế gian. Trần hết sức quang sinh. Vô Không lão nhân cười ha ha một tiếng, tự thân hóa thành một đoàn ánh sáng nóng rực, thiên cung thần giáo đệ tử thấy vậy, rối rít quỳ xuống đất dập đầu. Thiên cung thần giáo. Cung thỉnh lão tổ bị chết, là chúng ta trả thù. Thiên cung thần giáo, cung thỉnh lão tổ bị chết, là chúng ta trả thù.
Thiên cung thần giáo, cung thỉnh lão tổ bị chết, là chúng ta trả thù. Cụ già vậy sau cùng trong mắt tảo hạ hướng Diệp Thần, nói thiên cung thần giáo, liền giao cho ngươi. Tiểu hữu, gặp ngươi không hối hận, sau sẽ không hẹn. Diệp Thần bị một tiếng này kêu lên, suy nghĩ vạch qua trong lòng, chợt ở đó vô tận trần quang dưới, tập kích bất ngờ đi. Vù vù, cả tòa thiên cung thần giáo ngói vụn tán làm tinh điểm, nháy mắt tức thì quang minh cắn nuốt hết thảy, sàn ánh sáng màu vàng lóng lánh bốn chữ to. Thiên cung thần giáo, chói mắt ánh sáng lấp đầy cái này phiến bị quên không gian mỗi cái xó xỉnh, cả thế giới là xem có thể đạt được trắng. Đáng chết, thần võ điện chủ hai quả đấm nắm chặt, thân hình run rẩy, không dừng được run rẩy. Liên minh lần này mang tới, tất cả đều là huyết ma tông cùng thần võ điện tinh nhuệ. Trong đó vô số chính là mỗi người tông môn đứng đầu chiến lực, vô không trước khi chết liều chết nhất kích, đem vạn vật đều là hòa tan ở cái này trần quang bên trong. Thiên cung thần giáo đau, các ngươi cũng nên đau như cắt vậy cảm thụ một tí. Diệp Thần cùng Linh Nhi bóng người lại lần nữa hiện ra ở nơi này trước mắt sát trắng thế giới bên trong, thần sắc giá rét. Huyết ma thân ảnh của lão nhân biến mất không gặp, lớn như vậy hư không bên trong không gian, chỉ là còn dư thần võ điện chủ cùng Diệp Thần hai người. Đáng chết lão gia, không tiếc đem tông môn toàn bộ đệ tử táng diệt, cũng phải kéo ta thần võ điện xuống nước. Thời khắc này thần võ điện chủ trong mắt, nơi đó còn có trước kia vẻ ung dung. Mái tóc dài thúc kế hắn đã sớm mất trí, thần sắc dữ tợn nói, Diệp Thần, ta muốn giết ngươi, hơn nữa, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết Thiên Tuyết Tâm ở nơi nào. Thần võ điện lần này tới trước tất cả chiến lực, trừ hắn ra, tất cả đều hóa là ánh sao, giờ khắc này thần võ điện chủ, hoàn toàn điên cuồng. Diệp Thần cau mày, muốn từ hắn trong miệng khiêu ra chút hữu dụng tin tức, bây giờ nhìn lại, khó như lên trời. Chuẩn bị biến dạng hư không, chúng ta rời đi cái này phiến thất lạc không gian. Diệp Thần nhìn Linh Nhi, trầm giọng nói, cái lão gia hỏa này, để ta ở lại cản hắn. Thần võ điện chủ trong mắt điên cuồng vẻ hiện ra hết, muốn đi, ở lại chỗ này đi. Thần võ quang luân. Ở nơi này tràn đầy ánh sáng thế giới bên trong, thần võ điện chủ sau lưng hiện ra hai vòng màu đen nhánh quang luân, tản ra hủy diệt khí tức kinh khủng. Đây là, hủy diệt quy tắc lực lượng. Linh Nhi không khỏi có chút kinh hãi, dưới mắt lão gia đã một số gần như điên cuồng, hắn sát tâm đã quyết. Không không chi đạo, chỉ thủy nhất kiếm. Hôm nay cái này phiến thời không, ngăn cách hết thảy, chắc hẳn thi triển chỉ thủy nhất kiếm, sẽ không bị phát hiện. Giờ khắc này, Diệp Thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm. Hắn không buồn không vui, mặt không cảm giác, một kiếm chém ra, trung cực không không ảo diệu, đều là ẩn chứa ở nơi này thế gian không thể địch nổi một kiếm bên trong. Tâm như chỉ thủy, kiếm như thanh đàm, không nổi sóng gió, nhưng hết lần này tới lần khác ở đạt tới ở một chớp mắt kia, nghiền nát tất cả quy tắc. Đinh! Một tiếng giòn giã, kiếm mang vỡ vụn, nhìn lại thần võ điện chủ sau lưng vậy hai vòng đen nhánh quang luân, nhưng là chút nào không bị thương. Diệp Thần con người đông lại một cái, xem ra thương thế vẫn là quá nặng, một kích này và ban đầu Hồng Thiên Kinh nhất kích chênh lệch quá nhiều, bị hủy cũng đi lại ý liêu bên trong. Người lại nhìn thấy một chút không không. Nhưng giờ khắc này, thần võ điện chủ nhưng là chấn trụ. Mặc dù vậy một chút không không cảm giác rất nhanh tiêu tán, nhưng hắn xác định không có nhìn lầm. Thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch? Bất quá hắn cũng không có ngẫm nghĩ, chỉ cần có thể chém chết người này, hết thảy liền đáng giá. Thần võ điện chủ nhanh cười một tiếng, chợt quang luân tách ra ra hắc mang, hai con sâu màu đen to lớn vũ rực mở rộng ra tới, có chừng ngàn trượng. Hủy diệt gió bão. Vỗ cánh một miếng, màu đen năng lượng phong bạo từ Diệp Thần cùng Linh Nhi trung tâm cách đó không xa bay lên, từng đạo màu đen sấm sét thoáng qua trong đó. Cho dù ngươi mọi thứ thiên tài, cũng phải vẫn ta trong tay. Thần võ điện chủ cười to một tiếng, chợt tự thân hóa thành gió bão tâm trận, hướng Diệp Thần cuốn tới. Gai gâu, cái này màu đen gió bão tựa hồ giống như là không gian chảy loạn, đem cả tòa không gian tọa độ khuấy loạn, Diệp Thần, ta không cách nào biến dạng hư không. Đáng chết! Diệp Thần chăm chú nhìn về cuốn tới ngàn trượng gió bão, Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm một tiếng ông minh, ngang nhiên xông vào màu đen gió bão bên trong. Tự tìm đường chết, Diệp Thần, đã như vậy, người mạng nhỏ ta nhận. Thần võ điện chủ thanh âm truyền tới.
Bất quá là đặt chân màu đen vòng xoáy gió bão trung tâm, chỉ là ngay tức thì, vậy tí thi gào thét mà qua gió lớn chính là giống như lưỡi dao sắc bén vậy, đem Diệp Thần thân thể như tờ giấy trương vậy tơ lụa cắt ra. Đây cũng là thiên quân oai. Bình bịch bịch. Chỉ là mấy tức tới giữa, Diệp Thần máu thịt chính là tách ra mấy trăm đạo sâu thấy tới xương lỗ hồng. Ở đó chỗ sâu, tí ti hắc phụ lưu chuyển. Ha ha ha, Diệp Thần, gió bão này trong vòng xoáy lòng lực lượng, đủ rồi biến dạng không gian, vậy vô tận gió bão chảy loạn xen lẫn hủy diệt quy tắc ăn mòn, dính tức chết. Cái này trăm đạo vết thương, người đã không có sức xoay chuyển trời đất. Khặc khặc cười gằn tiếng ở Diệp Thần bên tai vang lên. Nhưng mà Diệp Thần vẫn không có buông tha, tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, tiếp tục đánh một trận. Đường cánh tay ngăn cản xe. Thần võ điện chủ một tiếng hừ lạnh, trong vòng xoáy lòng gió bão lưỡi dao sắc bén tiếp tục nhanh chóng cắt. Oanh! Màu đen gió bão cuộn sạch mà qua, thần võ điện chủ bóng người bất ngờ hùng đứng ở tại chỗ, mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng còn có dư lực còn sót lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái thái chân cảnh tiểu tử lại có thể khó như vậy giết. Thành công, Diệp Thần. Nhưng mà, Linh Nhi kích động thanh âm vang lên, quay đầu lại nhìn lại, một đạo người tuổi trẻ bóng người từ trên hư không, như con diều đứt dây vậy rớt xuống. Khặc khặc, bé gái, mang ta rời đi nơi này, ta có thể lưu ngươi một mạng. Thần võ điện chủ che lấp ánh mắt nhìn Linh Nhi. Diệp Thần thân hình rơi xuống, trên đất đập ra một cái hố sâu, mấy tiếng ho kịch liệt, nhưng là mang cho Linh Nhi hy vọng. Diệp Thần, ngươi không có chết. Xóa đi khóe mắt một chút ướt át Linh Nhi, vội vàng vọt tới Diệp Thần bên người, thân thể nho nhỏ chống lên hắn toàn thế giới. Lại không có chết, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Thần võ điện chủ nhìn lần nữa dựa vào Linh Nhi chống đỡ, đứng dậy Diệp Thần. Lão già kia, ngươi không chết, ta làm sao sẽ chết? Diệp Thần toàn thân run rẩy, trên mặt thần sắc nhưng là ung dung không vội vã. Cố gắng duỗi tay phải lên. Hai ngón tay nhẹ nhàng nặn ra cái cuối cùng dấu tay, Diệp Thần trong miệng ra vẻ thông thạo, còn là ta thắng. Tám bộ phù đồ khí, tháp dậy. Theo Diệp Thần quát khẽ một tiếng, một đạo Phật quang đổi được sáng chói cực kỳ, bảo tháp sừng sững lên, Phật quang đại thịnh, xông phá cái này phiến giam cầm. Rồi sau đó, Diệp Thần quát to, bầu trời trận, lên. Đây là thứ nhất đời thiên lý lực lượng. Nháy mắt tức thì, một đầu long ảnh xuất hiện. Giống như thiên không chi vương, giống như một khối nắm giữ. Vô tận quy tắc như xiềng xích quấn quanh thân rồng. Vậy cái cự long lại ngưng mắt nhìn thần võ điện điện chủ. Diệp Thần, người chẳng lẽ là lấy là, bằng này có thể giết chết ta đi. Mặc dù bị ngón này kinh hãi, nhưng dẫu sao là thiên quân cấp cường giả, làm sao có thể như vậy chính là bỏ mình. Ai nói muốn giết ngươi? Diệp Thần nhưng là cười lạnh một tiếng, võ đạo luân hồi đồ, phong ấn. Long ảnh biến dạng đi, đồng thời, từng tia phong ấn lực từ thần võ điện chủ vết thương bên trong tràn vào. Ngươi! Khổng lồ phong ấn lực tràn vào, trong phút chốc thần võ điện chủ thân thể chính là nhúc nhích không được chút nào. Diệp Thần dài hô một hơi, nói, Linh Nhi, tốc độ rời đi nơi đây. Linh Nhi nhẹ khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay đầu ngón tay vạch qua hư không kẽ hở lần nữa hiện ra. Hai người một trước một sau dìu đỡ đi về phía cửa không gian. Diệp Thần, mang ta rời đi, ta nói cho ngươi thiên tuyết tâm rơi xuống. Âm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên, Diệp Thần bước chân rõ ràng sửng sốt một chút. Cái này, chỉ là một lời, lão gian cự hòa thần võ điện chủ, một lần nữa cản lại Diệp Thần bước chân. Ngay tại hai người rằng có để gặp, Linh Nhi nhưng là một nụ cười treo ở trên mặt, lão gia, chính ngươi ở nơi này chơi đi. Đường trở về, nhưng mà rất dễ bị lạc. Hướng về phía thần võ điện điện chủ làm một mặt quỷ, Linh Nhi tỏ ý Diệp Thần không nên mở miệng, hai người bóng người biến mất ở cửa không gian lối vào. Diệp Thần, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nghe tiếng reo hò dần dần biến mất, khép lại kẽ hở chỗ, lại cũng không gặp bất kỳ vang động. Thần võ điện chủ đã bị lạc ở một trong mảnh không gian bên trong. Chỗ này không gian, thuộc về thất lạc thời không một phần chia. Coi như nhâm phi phàm loại cấp bậc này tồn tại cũng không cách nào bảo đảm không bị lạc, thần võ điện điện chủ ở chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau một nén nhang, đây là, U Thiên Cổ Thành bên ngoài. Không biết qua bao lâu, hai đạo thân ảnh từ hư không kẽ hở bên trong rớt xuống, tí ti hắc phụ từ Diệp Thần vết thương bên trong tản ra.
Ngươi không có sao chứ? Linh Nhi cau mày, Diệp Thần thời khắc này vết thương không gặp nửa tốt một chút chuyển thế. Tạm thời không chết được, đừng quên, ta nhưng mà có cửu trọng thiên hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần vết thương bên trong hủy diệt lực, tự đi luyện hóa là được. Nhưng, Linh Nhi hiển nhiên vậy phát giác Diệp Thần vết thương dị thường. Yên tâm đi, không gian chảy loạn nội thương, chính ta có thể xử lý, bất quá cần chút thời gian thôi. Diệp Thần đơn giản thi triển bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, rồi sau đó vùng vẫy đứng dậy, nhìn quanh thân hoàn cảnh, kinh ngạc nói, làm sao tới nơi này. Lúc trước thần võ điện chủ nói, chẳng lẽ, người biết thiên tuyết tâm rơi xuống. Diệp Thần vội vàng mở miệng nói. Ngươi quên, lúc trước ngươi đưa cho nàng ngọc bội, không chỉ có ngươi trận tự quyết, cũng có hư bia lực lượng. Linh Nhi cười thần bí. Diệp Thần trong mắt dâng lên một vẻ vui mừng, nói, nàng còn sống. Nàng trao đổi ngọc bội. Linh Nhi nhẹ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua nụ cười tự tin. Ở nơi nào? Phương vị là ở thần võ điện. Linh Nhi đáp lại. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái. Nói thật là sâu tính toán, âm ma thánh điện. Cầm mình hái sạch sẽ, như vậy cho dù là mặt đối ngoại giới nghi ngờ, lửa vậy đốt không tới trên đầu mình. Dưới mắt thần võ điện chủ còn ở vậy phiến bị cắt kim loại quên mất không gian, hắn cho dù có thể tìm trở về, cũng cần rất mới thời gian, thần võ điện cường giả đứng đầu gần như chết. Diệp Thần suy tư hồi lâu, mở miệng nói, lập tức đi thần võ điện cứu người. Linh Nhi nhưng là lắc đầu một cái. Nói, không thể, thần võ điện mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng là nội tình rốt cuộc có nhiều ít, chúng ta chưa chắc có thể biết, thần võ điện truyền thừa so với thiên cung thần giáo càng xa xôi. Mặc dù như vậy, ta có cái sách lược vẹn toàn. Ừ, tôn linh thiên tộc lão nhân kia, ngược lại là có thể giúp. Linh Nhi nụ cười đọng trên mặt, làm sao xem đều có một loại mưu kế được như ý dáng vẻ. Tôn lão, Diệp Thần đầu óc bên trong nổi lên cụ già dáng vẻ. Tình huống dưới mắt, cũng chỉ có thể mời tôn lão rời núi. Đây chính là tại sao, chúng ta muốn tới cái này U Thiên Cổ Thành. Linh Nhi nhàn nhạt nói. Diệp Thần lập tức phát ra một đạo phi kiếm truyền thư cho tôn lão. Thế cục hôm nay, chỉ có tôn lão có thể ra tay. Mặc dù Diệp Thần cũng có thể phiền toái Nhâm Phi Phàm, hết thảy các thứ này sẽ càng dễ dàng một chút, nhưng Nhâm Phi Phàm nếu như nhúng tay, sợ rằng Vũ Hoàng Cổ Đế liền sẽ thời gian đầu tiên phát hiện. Đến lúc đó chính là đem Nhâm tiền bối kéo vào trong nước. Phỏng đoán tôn linh thiên tộc cái lão già đó nhận được tin tức, rất nhanh liền sẽ đuổi tới nơi đây. Linh Nhi nhìn bầu trời bên trong một vòng trăng tròn, tiếp tục nói, nếu như thiên tuyết tâm thật còn sống, biết thiên cung thần giáo phát sinh hết thảy không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Liền đệ tử thân truyền của mình đều là chết trận. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cười một tiếng, cố làm dè đặt nói, ai cùng ngươi nói, bọn họ đều chết hết. Nghịch lân ánh sáng vẩy chiếu xuống, cho dù ai đều là không chỗ ẩn trốn, đó đương nhiên là bỏ mình. Linh Nhi theo bản năng bật thốt lên, nhưng chợt ý thức được không đúng. Ta mang ngươi đi cái địa phương, Diệp Thần mở miệng nói, chợt không cùng Linh Nhi mở miệng, hình ảnh vừa chuyển, cao sơn lưu thủy, hạ trùng gáy vang. Võ đạo luân hồi đồ, Linh Nhi kinh hô thành tiếng, nàng làm sao quên mất, Diệp Thần võ đạo luân hồi đồ tự thành càn khôn. Ngô Ngọc Chi các người mắt gặp Diệp Thần tới đây, vội vàng tiến lên hỏi nói, thiên cung thần giáo thế nào? Diệp Thần nhưng là tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ đầu vai, nói, chỉ cần có các người địa phương, ở đâu đều là thiên cung thần giáo. Một lời, thiếu nữ hốc mắt lại cũng không che giấu được vậy mãnh liệt sông lớn, cho dù là trước thần miếu đối mặt Tiêu Hân di thể lúc đó, cũng không từng rơi lệ nàng, rốt cuộc không kềm được. Đối nàng mà nói, vậy qua lại một cắt thành bọt nước. Thậm chí liền thiên cung thần giáo địa giới, đều là bị xóa đi ở trong thời gian. Lâm Thiên Thành bên ngoài, lại không có thiên cung thần giáo, thiên cung chi địa, lại không tấc đất là hắn lưu lại. Không cần cảm khái, thiên tuyết tâm còn sống, có nàng ở đây, thiên cung thần giáo sớm muộn sẽ lần nữa sừng sững ở nơi này phiến mặt đất bên trên, lấy vương giả dung mạo. Diệp Thần một lời, Ngô Ngọc Chi chợt ngẩng đầu lên. Liền liền trong đó mấy trăm đệ tử nội môn trong mắt đều là dâng lên thần mang. Trưởng giáo còn sống. Sư tôn còn sống. Ngô Ngọc Chi lẩm bẩm nói, nàng lau khô khóe mắt nước mắt, vội vàng hỏi, sư tôn nàng. Nàng bị nhốt ở thần võ điện thủ phủ, còn sống, mới vừa bể tan tành ngọc bội, hướng ta truyền đến tín hiệu cầu cứu.
Diệp Thần lúc này mới giải thích. Bất quá, lấy ta trạng thái bây giờ, võ đạo luân hồi đồ không gian, tiến vào rất khó đi ra ngoài, trừ phi các ngươi bên trong thực lực có người vượt qua ta. Về điểm này, Diệp Thần không khỏi có chút tiếc nuối, không thể tự tay cứu ra trưởng giáo, đối Thiên Cung thần giáo các đệ tử mà nói đạo tâm tất nhiên có ảnh hưởng. Nếu sư tôn còn sống, Thiên Cung thần giáo sớm muộn sẽ lại thuộc về Thiên Cung chi địa. Ngô Ngọc Chi trong mắt nặng đốt ánh sáng hy vọng, chợt hướng về phía đệ tử nội môn cất cao giọng nói, các vị, chúng ta cố gắng tu luyện, là một ngày kia, nặng nghênh thần giáo giáng thế. Diệp tiên sinh, sư tôn liền xin nhờ ngài. Lần đầu tiên, Ngô Ngọc Chi đối mặt Diệp Thần cái này bạn cùng lứa tuổi, dùng giọng tôn kính. Uyên Thiên Ma Kiếm không có bị ngươi phong ấn ở nơi này. Mặc dù Thiên Cung thần giáo đám người cùng thời khắc nguy nan bị Diệp Thần giải cứu, miễn đi một kiếp. Nhưng sâu hơn nghi vấn nhưng là quanh quẩn ở nàng trong lòng. Diệp Thần cười nhạt, không có trả lời. Không lâu sau, hư không chập chờn. Thằng nhóc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đánh lên thần võ điện sơn môn. Không gặp người, trước nghe tiếng, một hồi cười sang sảng truyền tới. Một bộ ăn mày vậy bộ dáng cụ già đi vào, trên y phục bắt mắt miếng vá phá lệ chọc người nhìn chăm chú. Tôn lão, làm phiền ngài theo ta đi một chuyến, cứu một người người. Diệp Thần lúc này mới đầu đuôi gốc ngọn đem Thiên Cung thần giáo sự việc nói liên tục. Xem ra cái này cái gọi là nhân tộc liên minh, đã xảy ra đại vấn đề. Tôn lão nhìn Linh Nhi đi xa hình bóng, đây mới là xoay người mở miệng nói, thằng nhóc, người tổn thương tích góp đã lâu, lại như vậy cắn trả mình thân thể. Vậy ma kiếm còn ở mơ ước người thân xác. Diệp Thần không nói, chỉ là nhẹ nhàng dặn dò, tôn lão, ta thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Chỉ bất quá chuyện gần nhất tình rất nhiều. Tôn lão nghe vậy, một tiếng thở dài, chợt nhẹ khẽ gật đầu, nói, ngươi cùng Hồng Thiên Kinh đánh một trận, ta đã biết. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại có thể chém chết Hồng Thiên Kinh. Có thể chém giết Hồng Thiên Kinh, Vũ Hoàng Cổ Đế đối hạ giới liền càng sẽ chú ý, ngươi cũng không được ở chỗ này bại lộ 9 tầng trời thần thuật pháp và cái khác võ đạo. Nếu không ngươi cũng không biết như vậy bực bội. Đã như vậy, ta sẽ xuất thủ. Diệp Thần thấy vậy chính là mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Liên quan tới Uyên Thiên Ma Kiếm, ngươi nhiều hơn lưu ý, lần này thần võ điện chuyến đi, cũng nên cùng Âm Ma Thánh Điện, tính một lần cái này bút nợ cũ. Nghe vậy, tôn lão trong mắt cũng là thoáng qua một chút tinh mang. Cùng lúc đó, thần võ điện, Thiên Tuyết Tâm còn chưa từng mở miệng sao. Thanh âm khàn khàn vang vọng ở thần võ điện cấm địa bên trong, cái này le que mấy ngày qua. Âm Ma Thánh Tổ đã là đếm không hết lần thứ mấy nhắc tới danh tự này. À, chưa bao giờ gặp qua như vậy nghị lực người, bất quá nhanh, trễ nhất 3 ngày liền có thể có kết quả rồi, là thân tử đạo tiêu vẫn là mở miệng giao phó, ở một cử này. Một đạo thân ảnh từ bên cạnh trong đại điện chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều là một hồi ho khan, vậy sắc mặt như cho tàn gương mặt, cho người một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, thuần màu sắc áo gai lại là hắn bình thêm một chút âm u cảm giác. Nhưng trên người nhưng là có khó mà danh trạng cảm giác bị áp bách, không nghi ngờ chút nào, lại là một vị cường giả. Nếu chết cũng không chịu giao phó, cũng được, cùng bắt lại Diệp Thần, không sợ nàng không mở miệng, cái này duy nhất dựa vào nếu như chết, nàng đạo tâm tất nhiên tan vỡ. Âm Ma Thánh Tổ vậy thanh âm khàn khàn lần nữa vang vọng ở ông già bên tai. Ở Diệp Thần không có bắt trước đừng để vậy Thiên Tuyết Tâm chết. Vậy thanh âm khàn khàn chợt giọng bên trong thấm vào ra có chút dùng mình, nhưng vậy đừng để nàng qua quá thoải mái. Thuần màu sắc áo gai hạ, một cái gầy nhom lại dâng lên màu xám cho bàn tay đưa về phía vậy u quang ảnh ảnh hậu điện, nói, liên minh người, tựa hồ gặp phải phiền toái. Thần võ điện phái ra rất nhiều cường giả, không còn một mống. Khuôn mặt trắng xám cụ già con mắt bên trong, một chút chọc quang thoáng qua, liếm liếm khô đét dậy ra môi. Niếp Sở đâu? Chỉ có hắn thần hồn bia còn ở, những người còn lại, đều là vỡ vụn. Âm Ma Thánh Tổ nghe vậy, chăm chú nhìn thật lâu không nói. Thiên Cung thần giáo xảy ra đại sự, ta sẽ tập trung Âm Ma Thánh Điện tinh nhuệ ở chỗ này chú đóng, Diệp Thần nhất định sẽ tới cứu Thiên Tuyết Tâm. Chuyện này ta bất tiện ra mặt, liền do ngươi cái này thần võ điện thái thượng trưởng lão ra tay, một khi Diệp Thần hiện thân, ta thuận tiện lấy liên minh minh chủ thân phận, đem cùng nhốt. Vậy miễn được rơi xuống miệng lưỡi. Âm Ma Thánh Điện chỉ là để phân phó liền một tiếng, chính là rời đi. Rất hiển nhiên,
Thiên cung thần giáo nhất định xảy ra vấn đề, thần võ điện cụ già chăm chú nhìn nhìn về thiên cung thần giáo phương hướng, suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói cuối cùng vẫn là đến bước này. Mà giờ khắc này U Thiên cổ thành bên trong, Diệp Thần tìm được Ngô Ngọc Chi. Ta chuẩn bị đi thần võ điện, cứu ra Thiên Tuyết Tâm. Ngô Ngọc Chi đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mở miệng nói, nhanh như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, chuyến này, hắn là không đi không thể. Ngô Ngọc Chi đây là mở miệng nói, người có nghĩ tới không, thần võ điện nội tình và truyền thừa, so với thiên cung thần giáo càng rất xưa, bọn họ có thể còn có dấu mạnh hơn chiến lực. Ta rõ ràng, cho nên chuyến này đi trước, còn có một vị cường giả tương trợ, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Thần nói ra kế hoạch của mình. Ngô Ngọc Chi nhưng là trong lòng không khỏi có chút đắng chát, lần đầu quen biết lúc đó, trước mắt nam tử tựa hồ liền mình đều là không đạt tới, bất quá mới bao lâu, đã có thiên quân cường giả bán hắn mặt mũi, mình thật có thể vượt qua hắn sao? Diệp Thần tựa hồ là xem thấu thiếu nữ ý tưởng, mở miệng nói, thế gian vạn vật, dù sao phải có truy đuổi mục tiêu, mới biết tiến về trước, mất phương hướng, vô luận như thế nào cố gắng, bất quá phí công thôi. Thiếu nữ một hồi đỏ mặt, nam tử nhưng là cười một tiếng. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Ngô Ngọc Chi lần nữa dặn dò, Diệp Thần, còn có là một người phải biết. À, thiếu nữ cau mày, trầm giọng nói, lúc trước ta thiên cung thần giáo tất cả cường giả thần hồn bia tất cả đều vỡ vụn, liền liền sư tôn thần hồn bia cũng là mất sáng bóng, khi đó chúng ta lấy là nàng đã chết. Ngô Ngọc Chi nói đạt tới nơi này, hốc mắt ửng đỏ, nhưng chợt tay trắng vạch qua mặt mũi mở miệng nói, ta ý phải, thần võ điện cũng là như vậy, hôm đó lão trưởng giáo sử dụng nghịch lân ánh sáng, tất cả liên minh đứng đầu chiến lực đồng thời tiêu tán ở thế gian. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, làm sao quên cái chuyện này tình. Người nói là, thần võ điện rất có thể đã biết được ta hành động. Thiếu nữ trịnh trọng gật đầu, nói, giống như chúng ta an bài đệ tử trong môn rút lui vậy. Thần võ điện nhất định bày ra thiên la địa võng chờ ngươi đi trước. Diệp Thần chợt gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta hiểu ý. Đi. Cùng lúc đó, thiên cung chi địa một cái khắp nơi cấm chế bao gồm núi sâu bên trong. Hống. Một tiếng chấn động thương khung được tiếng thú gào, loáng thoáng vang vọng ở khe núi bên trong, liền vậy đang ăn uống trong miệng mỹ vị cự thú, đều là không khỏi được tứ chi run rẩy, bò lổm ngổm trên đất. Trăm già cảnh sơ kỳ yêu thú văn tiếng này âm, đều là run rẩy bò lổm ngổm, hung mâu bên trong, thoáng qua tí ti ngoan ngoãn ý thần phục. Cái này tiếng gào tựa hồ uy năng 10 không tích chữ 1, lại có mấy chục ngàn trở, cũng nên phai mở hầu như không còn. Một người đàn ông đem rượu trong tay bình hung hăng hướng xuống đất bỏ rơi mấy cái, không gặp chút nào rượu ngon nhỏ xuống, lúc này mới thở dài nói tiếp, chịu đựng chết cái này đầu hung thú, người ta huynh đệ cũng có thể sớm rời đi khu vực này. Người đối diện ảnh cũng là thở dài một tiếng, hy vọng ở trước mắt. Ngươi nhìn một chút mà, ta đi làm chút rượu đi. Đi Lâm Thiên Thành. Ta cũng không dám đi nhà mình địa giới, Thái Thượng trưởng lão biết, định sẽ giáng tội tại ta, hơn nữa, vậy Lâm Thiên Thành tàng kim lâu rượu ngon, mới hợp ý ta, giúp ta nhìn chăm chú cái hơi. Yên tâm đi, địa phương chim không thèm ỉa này, trừ chúng ta hai ca mà, không có người sống tới đây, nhanh đi mau trở về đi. Trừ hung thú gào thét, cái này hai người lời của, không có những thứ khác. Hai tiếng sau đó, Diệp tiểu tử, người đoán ta nghe ngóng cái gì? Một bộ ăn mày trang điểm, râu tóc đầu bù xù mặt dơ bẩn cụ già lớn tiếng thét to, hướng Diệp Thần đi tới. Cách thật xa, Diệp Thần chính là nhìn thấy vậy quần áo sáng loáng ba khối miếng vá, phá lệ rõ ràng. Hắn còn người híp lại, cái này tôn lão như vậy tu vi, tất nhiên không thiếu tiền. Vì sao nhất định phải như vậy lối ăn mặc? Chẳng lẽ đây là tôn thiên linh tộc quy định? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, liền nói. Tôn lão, vừa vặn, ta cũng có chuyện cùng ngài thương lượng. Ngươi nói trước. Ngài nói trước. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng nói.